Chiến thần bất bại. Tiêu Chính Văn. Chương 81, trong vòng 5 phút, mua tất cả cổ phần. Gương mặt Tiêu Chính Văn hiện rõ vẻ lạnh lùng, anh bế Nana bằng một tay, sau đó ra tay đột ngột, đánh mấy tên vệ sĩ đó ngã xuống đất chỉ bằng vài cú đấm đá. Cảnh tượng này khiến tất cả những người có mặt đều phải sững sờ. Dương Mễ Mễ cũng kinh ngạc há hốc mồm, cô ta đứng giữa đám đông, khuôn mặt trở nên cực kỳ hung ác và lạnh lùng, quát, sao anh lại không biết tốt xấu thế này nhỉ? Tôi là Dương Mễ Mễ đấy, có những 8 triệu người hâm mộ trên toàn mạng xã hội. Anh đắc tội với tôi cũng chính là đắc tội với 8 triệu người hâm mộ của tôi. Hậu quả thế nào, tôi nghĩ anh biết rất rõ. Bây giờ, tôi ra lệnh cho anh, tránh ra ngay lập tức cho tôi. Nếu không, những người hâm mộ phía sau tôi sẽ băm vằm anh trên mạng xã hội. Tới lúc đó có xảy ra chuyện gì, anh đi mà tự chịu. Ý tứ đe dọa trong lời nói của Dương Mễ Mễ rất rõ ràng. Trước đó, một số người bị lộ toàn bộ thông tin trên mạng xã hội, không chịu nổi áp lực đã nhảy lầu hoặc tự tử bằng cách gieo mình xuống sông. Bị công khai thông tin cá nhân trên mạng xã hội là một hiện tượng chỉ có ở thời đại này, một hiện tượng phải được điều chỉnh càng sớm càng tốt. Quả nhiên, ngay sau khi Dương Mễ Mễ nói những lời này, cảm xúc của đám người hâm mộ đứng phía sau cô ta như bị kích động, đôi mắt đỏ ngầu, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra rồi chĩa về phía Tiêu Chính Văn và Nana. Họ liên tục chụp ảnh và quay video, lớn tiếng quát. Còn không mau cút ra, cản đường Mễ Mễ của bọn tao rồi. Chả nhìn lại xem mình là cái thá gì, dám bắt Mễ Mễ của bọn tao xin lỗi mày. Con cái mình thì không trông, để nó chạy loạn lên làm gì. Sao không đụng đầu vào đâu chết quách đi. Đúng đấy, chắc chắn thằng này là loại vô danh tiểu tốt, muốn được nổi tiếng đến phát điên rồi nên định nhân cơ hội này lợi dụng người hâm mộ và sức ảnh hưởng của Mễ Mễ nhà này. Dù sao thì Mễ Mễ nhà này cũng là ngôi sao nổi tiếng được lên hot search trong tuần. Đối diện với những lời ác độc của đám hâm mộ mất não này, không chỉ Tiêu Chính Văn, mà ngay cả những khách hàng của trung tâm mua sắm đang đứng xung quanh cũng không nghe nổi, thực sự khó chịu. Đám người hâm mộ này đúng là không biết nghĩ. Chỉ cần những người nổi tiếng và thần tượng họ yêu thích nói một câu thôi, bọn họ sẽ điên cuồng nghe theo ngay lập tức, hoàn toàn không quan tâm đến lời nói đó đúng hay sai, hoàn toàn không quan tâm đến lời họ nói có tác động xấu tới người trong cuộc hay không. Những người nổi tiếng này rõ ràng có nguồn lực tốt, có đông đảo người hâm mộ, nhưng lại không có chí tiến thủ, không hành động mẫu mực như lời họ nói, không làm tấm gương tốt để người khác noi theo. Thay vào đó, họ cậy mình có nhiều người hâm mộ, muốn làm gì thì làm trên mạng xã hội, thậm chí là ở ngoài đời thực, họ tự coi mình là chàng hoàng tử hay nàng công chúa ở lĩnh vực họ đang hoạt động. Y như vụ streamer có tiếng tăm nhưng lại bán thuốc bổ giả, mới bị bóc phốt cách đó không lâu. Đám hâm mộ này đã bị tẩy não hoàn toàn. Thứ họ quan tâm không phải là chất lượng của sản phẩm, không phải chất lượng của tác phẩm, mà chính là những streamer hay người nổi tiếng nào đó. Đây là một hiện tượng xã hội rất bất thường, cần phải được chấn chỉnh. Tiêu Chính Văn vẫn đứng im tại chỗ, anh nhìn vào đám đông đang rất kích động, hàng loạt điện thoại di động được giơ lên cao, những tia sáng lóe lên tựa như một con dao găm được giấu kín, có thể cắt bạn ra thành từng mảnh rồi phơi bày trên mạng xã hội, phơi bày trước mặt tất cả mọi người. Nhưng Tiêu Chính Văn không hề sợ hãi, không hề nhúc nhích, anh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Dương Mễ Mễ, nói tôi chỉ cần một lời xin lỗi. Cơn tức của Dương Mễ Mễ như bùng nổ, cô ta nhanh chóng bảo trợ lý liên hệ với nhân viên của trung tâm mua sắm, bực mình mắng, tôi đang ở tầng 1 trung tâm mua sắm của các ông nhưng lại bị chặn đường, nhanh chóng xuống giải quyết cho tôi. Nếu không, tôi không tham gia sự kiện khai trương nữa. Nói xong, Dương Mễ Mễ cúp điện thoại, đeo kính râm lên, hai tay khoanh trước ngực, cô ta đứng trong đám đông, trên người tỏa ra khí chất lạnh lùng, tận hưởng cảm giác được tâng bốc. Tận hưởng lời an ủi từ đám người hâm mộ đứng phía sau. Chị Mễ Mễ đừng khóc nhé, bọn em sẽ giúp chị xử lý thứ rùa nhặng này. Mễ Mễ ơi đừng sợ, có bọn em ở đây với chị. Tên này chết chắc rồi. Em lập tức liên hệ với 800 nick người hâm mộ trên mạng xã hội, giúp chị chửi chết hắn. Chửi 18 đời nhà hắn luôn. Đúng vậy, cả con bé kinh tởm kia nữa, đáng chết. Đáng lẽ nên cho nó ngã chết đi. Ai bảo nó chặn đường đi của Mễ Mễ nhà chúng ta chứ? Nghe thấy những lời chói tai này,
Trong lòng Tiêu Chính Văn càng lúc càng lạnh lùng, anh sầm mặt xuống, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo kinh khủng. Chẳng mấy chốc, một nhóm người vội vã chạy ra khỏi thang máy, người đi đầu chính là Tổng Giám đốc Trung tâm Mua Sắm, dẫn theo 7, 8 nhân viên. Lúc họ nhìn thấy cảnh tượng đông nghịt người từ phía xa, da đầu trở nên tê dại. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Sao chỗ này lại tắc thế? Tổng Giám đốc chạy tới, vừa nhìn thấy Dương Mễ Mễ liền mỉm cười rạng rỡ, vẻ mặt cung kính, chào hỏi rồi nói, ồ, cô Dương, cô đến rồi sao? Chúng tôi đều đang đợi cô đấy. Ở đây đã xảy ra chuyện gì khiến cô không vui vậy? Dương Mễ Mễ khoanh hai tay trước ngực, giọng điệu lạnh lùng, cô ta chỉ vào Tiêu Chính Văn, tức giận nói, anh ta chặn đường của tôi. Tên Tổng Giám đốc nghe vậy mới chú ý tới Tiêu Chính Văn đang ôm Na Na đứng ở phía sau, ông ta lập tức sầm mặt xuống, quát anh là ai? Còn không mau cút ra. Dứt lời, tên Tổng Giám đốc cũng mặc kệ Tiêu Chính Văn, ông ta còn tưởng xảy ra chuyện lớn gì chứ, hóa ra là do có người chặn đường. Đồng thời ông ta cũng thầm đổ mồ hôi lạnh, Dương Mễ Mễ này quả đúng là mắc bệnh ngôi sao như trong lời đồn. Có người chặn đường thôi mà, tránh sang một bên mà đi là được rồi, lại còn phải gọi điện bắt ông ta đích thân xuống đây. Nhưng, lời nói của Tiêu Chính Văn khiến tên Tổng Giám đốc phải ngoái đầu nhìn. Ông là Tổng Giám đốc Trung tâm Mua Sắm này, Tiêu Chính Văn lạnh lùng hỏi. Tên Tổng Giám đốc lập tức quay đầu lại, lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Chính Văn, nói, đúng thế, sao vậy, anh muốn nói cái gì? Vẻ mặt của Tiêu Chính Văn hết sức bình tĩnh, nói, vậy thì tốt, tôi có một yêu cầu, từ nay về sau, Trung tâm Mua Sắm chấm dứt hợp tác với cô ta. Xì sao, xì sao. Nghe vậy, tất cả mọi người có mặt đều sững sờ. Tiêu Chính Văn nói lời này giống như ra lệnh, như thể Trung tâm Mua Sắm này thuộc về anh vậy. Tên Tổng Giám đốc nghe xong, vẻ mặt đông cứng, sau đó lộ ra vẻ nghi hoặc, ông ta cười mỉa mai, ôi anh này, anh có biết mình đang nói cái gì không? Anh cho rằng mình là ai mà dám bắt chúng tôi chấm dứt hợp tác với cô Dương Mễ Mễ? Anh đang nằm mơ giữa ban ngày hả? Sao nào, nghe giọng điệu này của anh cứ như Trung tâm Mua Sắm này do anh mở ấy. Dương Mễ Mễ đứng ở một bên cũng ngạo mạn, cô ta bật cười, lẩm bẩm, đúng là tên ruồi nhặng. Dám nói ra mấy lời không biết xấu hổ như thế, còn bắt Trung tâm Mua Sắm chấm dứt hợp tác với mình. Đám người hâm mộ mất não cũng cười cợt, công kích Tiêu Chính Văn. Ha ha ha, mấy chị em có nghe thấy không? Hắn dám yêu cầu Trung tâm Mua Sắm chấm dứt hợp tác với Mễ Mễ nhà mình kìa, cười vỡ bụng mất. Đúng là sống tới từng này tuổi mới gặp được đấy, còn phát ngôn ra mấy lời vớ vẩn như vậy, chẳng lẽ hắn coi mình là ông chủ lớn của Trung tâm Mua Sắm này à? Năm ngoái tôi có nghe nói Trung tâm Mua Sắm này có giá trị lên tới 1 tỷ tệ đấy. Ngay cả những người khách hàng xung quanh đang bênh vực Tiêu Chính Văn, lúc này cũng thở dài bất lực, lắc đầu, cậu thanh niên này chả biết tự lượng sức gì cả, dám chém gió như vậy nữa. Bây giờ thì hay rồi, cục diện có chút khó kiểm soát. Tuy nhiên, cảnh tượng tiếp theo lại khiến mọi người sửng sốt không thôi. Tiêu Chính Văn điềm tĩnh rút điện thoại di động ra, bấm một dãy số. Lạnh lùng nói, Trung tâm Mua Sắm Vạn Đạt trên đường Nam Lâm, trong vòng 5 phút, tôi muốn mua tất cả cổ phần. Chương 82, thu mua thật kìa. Đầu bên kia điện thoại, giọng nói kính cẩn của Lý Trường Thắng truyền đến, ông ta trả lời, ngài Tiêu, ngài chờ một chút, tôi sẽ cho trợ lý thu mua ngay. Gần như chỉ trong vài giây, trợ lý của Lý Trường Thắng đã thu thập được hàng loạt báo cáo thường niên và những thông tin khác về doanh thu của Trung tâm Mua Sắm Vạn Đạt đường Nam Lâm, nói Chủ tịch Lý, 1 tỷ tệ ạ. Vẻ mặt Lý Trường Thắng điềm tĩnh, nhanh chóng trả lời, ngài Tiêu, giá trị thị trường của Trung tâm Mua Sắm Vạn Đạt đường Nam Lâm là 1 tỷ tệ. Ngài có chắc muốn thu mua chỗ này không? Tiêu Chính Văn lạnh lùng trả lời, thu mua đi. Tôi muốn chủ tịch trung tâm mua sắm của bọn họ xuất hiện trước mặt tôi trong vòng 10 phút. Vâng. Lý Trường Thắng trả lời ngay lập tức, sau đó nhanh chóng bảo trợ lý tìm số điện thoại của chủ tịch Thiệu, người phụ trách chính trung tâm mua sắm Vạn Đạt đường Nam Lâm, đích thân gọi điện trực tiếp. Vào lúc này, tại phòng làm việc chủ tịch hội đồng quản trị, Thiệu Hoa Kiện đang bàn bạc các chi tiết và kế hoạch tuyên truyền về mọi mặt của buổi lễ khai trương hôm nay với quản lý cấp cao của trung tâm mua sắm. Đột nhiên, điện thoại di động của ông ta vang lên. Lông mày Thiệu Hoa Kiện nhíu lại,
Ông ta liếc nhìn số điện thoại, lập tức biến sắc, ông ta run rẩy bấm nghe máy, cung kính nói tỷ Phú Lý. Sao anh lại gọi cho tôi vậy? Anh có chuyện gì cần tôi giúp sao? Thiệu Hoa Kiện kinh ngạc, không ngờ lúc này, Lý Trường Thắng, người giàu nhất Tu Hà lại gọi điện cho mình. Ông ta đã lưu lại số điện thoại này vào mấy năm trước, nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội ngồi cùng với Lý Trường Thắng, thật đáng tiếc. Toàn bộ phòng họp nhanh chóng trở nên yên lặng, tất cả mọi người đều nhìn Thiệu Hoa Kiện với vẻ mặt vui mừng tột độ. Trong lòng bọn họ đều đang đoán giả đoán non, chẳng lẽ Lý Trường Thắng sẽ gia nhập và mua cổ phần trong trung tâm mua sắm Vạn Đạt bọn họ. Đầu dây bên kia điện thoại, Lý Trường Thắng lạnh lùng nói, Chủ tịch Thiệu, anh đừng nhiều lời nữa. Ông chủ của tôi muốn mua trung tâm mua sắm Vạn Đạt hiện đang được đứng tên anh, 1 tỷ tệ, lập tức thu mua. Cái gì? Thiệu Hoa Kiện kinh ngạc bật dậy khỏi chỗ ngồi, mua trung tâm mua sắm của ông ta với giá 1 tỷ tệ, chẳng phải ông ta sẽ kiếm lời gần 300 triệu tệ sao? Tuy nhiên, điều khiến Thiệu Hoa Kiện tò mò hơn cả là ông chủ của Lý Trường Thắng người giàu nhất Tu Hà, tiếng tăm lừng lẫy, là ai? Có thể làm ông chủ của Lý Trường Thắng, đó là một nhân vật máu mặt đến cỡ nào chứ? Thân phận của người đó chắc chắn không thể tưởng tượng được. Hơn nữa, thu mua một trung tâm mua sắm cũng phải tốn 1 tỷ, dù sao cũng nên đi khảo sát tình hình xem thế nào đã chứ. Đằng này thì đối phương nói thẳng muốn thu mua là hành động luôn. Vì vậy, Thiệu Hoa Kiện không dám do dự chút nào, lập tức đồng ý. Lý Trường Thắng cũng tiếp lời, tình cờ là ông chủ của tôi đang ở ngay tầng một trung tâm mua sắm của anh, ngài ấy muốn anh qua đó trong vòng 10 phút. À đúng rồi, Chủ tịch Thiệu, thân phận của ông chủ tôi không phải người bình thường nào cũng biết được, thế nên ông biết phải làm thế nào rồi đấy. Rồi, Chủ tịch Lý, tôi xuống ngay, trên trán Thiệu Hoa Kiện túa ra đầy mồ hôi lạnh do ông ta vừa lo lắng vừa sợ hãi. Ông chủ của tỷ phú Lý đang ở ngay trong trung tâm mua sắm của mình. Đây mới là ông chủ thực sự phía sau, vung tay một cái là chi cả tỷ để thu mua trung tâm mua sắm của ông ta, nếu có thể tiếp cận người đó thì tương lai vô cùng sáng lạn. Vì vậy, không chậm trễ một giây phút nào, Thiệu Hoa Kiện cùng với mười mấy quản lý cấp cao lập tức lao xuống tầng 1 của trung tâm mua sắm. Lúc này, tên tổng giám đốc của trung tâm mua sắm đang nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn một cách mỉa mai, gương mặt đỏ bừng lên, mắng nhiếc, cái anh này, anh có biết trung tâm mua sắm của chúng tôi hiện giờ trị giá bao nhiêu không? 1 tỷ đấy, anh có biết không? Loại như anh mà mở mồm đòi thu mua trung tâm mua sắm của chúng tôi á, có phải anh bị điên rồi không? Vẻ mặt tên tổng giám đốc đầy khinh thường, ông ta nhướng mày rồi nhanh chóng xua tay, ra hiệu với đám nhân viên của trung tâm mua sắm, nói, mấy anh, lập tức lôi cái thằng không biết trời cao đất dày này ra ngoài cho tôi. Ngoài ra, cho tên anh ta vào danh sách đen, báo cáo lên trụ sở tập đoàn. Từ nay về sau, người này không được xuất hiện ở trung tâm mua sắm Vạn Đạt tại bất kỳ thành phố nào. Dứt lời, tên tổng giám đốc nhìn Tiêu Chính Văn một cách đầy khiêu khích, nói, ha ha, bây giờ hối hận chưa? Dương Mễ Mễ đứng phía sau cũng kiêu ngạo, tự đắc nói, lại còn muốn chặn đường tôi, đúng là không biết tốt xấu. Ngay lập tức, vài tên bảo vệ và nhân viên của trung tâm mua sắm tiến tới đuổi Tiêu Chính Văn ra ngoài. Ngay lúc này, cách đó không xa, một đoàn người vội vàng chạy tới, người dẫn đầu chính là chủ tịch của trung tâm mua sắm này, Thiệu Hoa Kiện. Dừng tay, dừng ngay lại cho tôi. Thiệu Hoa Kiện giống lên, ông ta chạy nhanh tới, sắc mặt đỏ bừng. Các quản lý cấp cao của trung tâm mua sắm phía sau cũng ồ ạt chạy theo. Chủ tịch, tại sao tự nhiên ông lại xuống đây thế? Ông yên tâm, tôi sẽ giải quyết chuyện ở đây, sắp xong rồi. Chỉ là có một tên không biết trời cao đất dày xuất hiện, chặn đường của cô Dương Mễ Mễ, người mà chúng ta đã bỏ rất nhiều tiền để mời tới. Tôi lập tức cho người đuổi anh ta đi, khi nhìn thấy Thiệu Hoa Kiện, tên tổng giám đốc vội vàng trả lời với giọng điệu nịnh hót. Sau đó, ông ta chỉ vào đám bảo vệ và hét lên, các người còn ngơ ra cái gì? Mau đuổi thằng ngố này ra khỏi đây cho tôi. Bốp! Tuy nhiên, ngay giây tiếp theo, một cảnh tượng kinh hoàng đã xảy ra. Tất cả những người đang đứng xung quanh hóng hớt sững sờ. Thiệu Hoa Kiện sắc mặt lạnh lùng, vừa đi lên đã tát vào mặt tên tổng giám đốc một cái, mặt đỏ bừng tức giận, hỗn xược. Ai bảo anh nói chuyện với cậu Tiêu như thế?
anh mới là cái loại không biết trời cao đất dày ấy. Bắt đầu từ bây giờ, anh bị đuổi việc, cút đi ngay. Trên đường Thiệu Hoa Kiện đi xuống, điện thoại ông ta nhận được bức ảnh của Tiêu Chính Văn do Lý Trường Thắng gửi tới, vì vậy ông ta trong nháy mắt đã nhận ra đối phương. Lúc này, nhìn thấy Tổng Giám Đốc của mình lại có thái độ thô lỗ và kiêu ngạo như vậy với Tiêu Chính Văn, Thiệu Hoa Kiện cảm thấy da đầu tê dại. Đây là người mà ngay cả Lý Trường Thắng cũng phải kính trọng gọi là ông chủ đấy. Làm như vậy chẳng phải là đắc tội với nhân vật máu mặt này sao? Thậm chí, chỉ cần một câu nói, Thiệu Hoa Kiện từ nay về sau đừng hòng sống được trong giới kinh doanh nữa. Tên Tổng Giám Đốc bị cái tát của Chủ tịch Thiệu làm cho choáng váng, ông ta che hai má, kinh ngạc nhìn Thiệu Hoa Kiện. Ông ta vừa muốn nói, liền bị động tác tiếp theo của Thiệu Hoa Kiện làm cho sững sờ. Ngay cả những người đứng xung quanh cũng phải kinh sợ. Thiệu Hoa Kiện quay lại, thái độ tôn kính, vẻ mặt sợ hãi, ông ta cúi người 90 độ với Tiêu Chính Văn đang ôm Nana, rồi nói một cách kính cẩn, cậu Tiêu, tôi rất xin lỗi, Thiệu Hoa Kiện tôi đã đến chậm mất rồi, khiến cậu Tiêu phải bực mình. Theo yêu cầu của cậu, trung tâm mua sắm này đã được đứng dưới tên cậu. Từ bây giờ, cậu sẽ là chủ tịch của trung tâm mua sắm này. Xì sao, xì sao. Ai nấy đều kinh ngạc không thôi. Lời này của Thiệu Hoa Kiện đã khiến tên Tổng Giám Đốc, đoàn đội của Dương Mễ Mễ và những vị khách đang đứng hóng chuyện xung quanh, cũng như đám người hâm mộ đang không ngừng chen vào trong để đuổi theo Dương Mễ Mễ, đều sững người. Cái gì cơ? Trung tâm mua sắm thực sự bị anh ta thu mua lại. Ôi trời ơi! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Phịch! Ngay khoảnh khắc tiếp theo, tên Tổng Giám Đốc quỳ rạp xuống đất, sắc mặt tái nhợt, nóng lòng bỏ tới trước mặt Tiêu Chính Văn, cúi đầu xin lỗi, anh Tiêu, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi sai rồi. Tôi đáng chết, vừa rồi tôi không nên xúc phạm anh và con gái của anh, tôi không biết anh Tiêu lại có thân phận cao quý như vậy, tôi xin anh tha mạng cho tôi với. Tuy nhiên, Tiêu Chính Văn thậm chí còn không nhìn tên Tổng Giám Đốc đang quỳ trên mặt đất, không ngừng quỳ lạy, thay vào đó, anh lạnh lùng nhìn đám người Dương Mễ Mễ. Trầm giọng nói, bây giờ, tôi muốn các người xin lỗi tôi và con gái tôi. Chương 83, hai lựa chọn. Giọng nói như ác ma đến từ địa ngục, khiến người ta sợ hãi run rẩy. Lúc này, sắc mặt Dương Mễ Mễ đã trở nên vô cùng khó coi, cô ta không ngờ một kẻ vô dụng trong mắt mình, bây giờ thoát cái lại biến thành chủ tịch của một trung tâm mua sắm lớn. Chưa kể nhìn có vẻ đã bỏ ra 1 tỷ để thu mua. Chà! Dương Mễ Mễ thầm hoảng hốt, cho dù bắn cô ta cũng không đáng giá 1 tỷ ấy chứ. Người đàn ông này vừa ra tay đã vung 1 tỷ thu mua một trung tâm mua sắm, Dương Mễ Mễ biết thân phận đối phương không hề đơn giản, không nên đắc tội. Nhưng cô ta là một trong tứ tiểu hoa đán, có tập đoàn giải trí đại tranh tử chống lưng, đằng sau cũng có tới mấy kim chủ. Những kim chủ này ai mà chẳng có tài sản mấy tỷ chứ? Hơn nữa, Facebook của cô ta có 8 triệu người hâm mộ, còn phải sợ gì chứ? Cùng lắm lúc ấy khóc lóc trên mạng, đùn đầy tất cả cho người đàn ông này, anh ta chắc chắn sẽ bị cư dân mạng chửi mắng, lúc đó cũng không rảnh quan tâm đến cô ta nữa. Thậm chí còn có khả năng phải xin lỗi cô ta nữa kìa. Thế là, Dương Mễ Mễ lập tức tỏ vẻ không sợ trời không sợ đất, nhíu mày, tháo kính râm xuống, để lộ vẻ đẹp mỹ miều, lạnh lùng nói, bắt tôi xin lỗi sao? Mơ đi, anh nghĩ mình là ai? Cũng chỉ có vài đồng bạc mà thôi. Anh tưởng thu mua một trung tâm mua sắm thì Dương Mễ Mễ tôi sợ anh chắc. Tôi là nghệ sĩ của tập đoàn giải trí đại tranh tử, có 8 triệu người hâm mộ trên mạng, tôi cũng là người có kim chủ, hơn nữa không chỉ có một, bọn họ ai cũng có tài sản cả mấy tỷ. Chỉ mỗi anh mà bắt tôi xin lỗi á. Mơ đi. Dương Mễ Mễ ra vẻ không sợ gì hết, còn bảo trợ lý của cô ta gọi điện thoại, thông báo tình hình hiện giờ. Ánh mắt Tiêu Chính Văn lạnh lùng, biết đối phương chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Anh lạnh lùng nói luôn, tập đoàn giải trí đại tranh tử à. Được lắm, vậy thì tôi sẽ hủy toàn bộ tài nguyên mà cô lấy làm kiêu ngạo. Hôm nay, bất kể là ai đến thì cô cũng phải đích thân xin lỗi con gái tôi. Dương Mễ Mễ nghe thấy vậy thì cười khẩy, nói, đừng tưởng có vài đồng bạc là giỏi lắm, trên đời này còn đầy người giàu hơn anh. Hơn nữa, người có quyền hơn anh cũng đầy kia kìa. Tập đoàn chống lưng cho tôi cũng không đơn giản chỉ là có tiền thôi đâu.
Vẻ mặt Tiêu Chính Văn rửng rưng, nói cảm ơn cô đã nhắc nhở tôi, đúng là trên đời này có nhiều người có tiền có quyền, nhưng chắc chắn bọn họ không có tiền có quyền bằng tôi. Câu nói này vừa thốt ra đã khiến Dương Mễ Mễ phì cười. Đồ không biết tự lượng sức mình, để tôi xem anh có tài cán gì nào, Dương Mễ Mễ cười lạnh lùng mỉa mai. Tiêu Chính Văn quay đầu nhìn Thiệu Hoa Kiện, anh còn chưa lên tiếng, Thiệu Hoa Kiện đã lập tức lắc đầu đáp, cậu Tiêu, tôi lực bất tòng tâm thôi, Dương Mễ Mễ này chỉ là người trung tâm mua sắm chúng tôi mời đến lễ khai trương, tập đoàn giải trí đại tranh tử phía sau cô ta có trụ sở chính ở Long Kinh cơ. Hơn nữa, tôi nghe nói tập đoàn giải trí này do con trai của người giàu nhất mở, vốn đăng ký lên đến 1 tỷ. Bây giờ niêm yết thì có lẽ phải chục tỷ, với lại, tôi nghe người trong ngành nói các ông lớn Long Kinh còn rót vốn cho tập đoàn giải trí đại tranh tử, lợi ích kéo theo rất rộng lớn, riêng mấy cổ đông trong nội bộ tập đoàn đã quyền cao chức trọng rồi. Thiệu Hoa Kiện nói đến đây thì không nói nữa, như vậy đủ để thấy được thực lực của tập đoàn giải trí đại tranh tử này lớn mạnh đến mức nào rồi. Chuyện đăng tải trên Realme Android và Finovo iOS. Con trai của người giàu nhất mở ra, có mấy ông lớn trong ngành đầu tư, cổ đông còn là những người có máu mặt trên cả nước. Không phải một người có thể đấu lại được. Thậm chí, tập đoàn giải trí đại tranh tử này có mối quan hệ rộng với mấy đạo diễn lớn trong nước, hơn nữa cho ra mắt mười mấy ngôi sao đại diện trong giới giải trí, là một tập đoàn lớn, doanh nghiệp lớn, thậm chí là kim chỉ nam trong ngành giải trí và điện ảnh nước nhà. Đối mặt với thế lực to lớn như vậy, không phải một người có thể đối phó được. Đây cũng là điều Thiệu Hoa Kiện lo lắng, tuy cậu thanh niên trước mắt này là ông chủ của Lý Trường Thắng là người giàu nhất Thu Hà, nhưng nhìn khắp cả Hoa Quốc thì những người giàu nhất địa phương kiểu như ông ta có nhan nhản ra. So với tập đoàn giải trí đại tranh tử thì chẳng khác gì châu chấu đá xe, không đáng để nhắc đến. Cậu Tiêu trước mắt này có thể đối phó được thế lực to lớn như vậy sao? Trong lòng Thiệu Hoa Kiện vô cùng nghi ngờ, thậm chí, ông ta còn cảm thấy Tiêu Chính Văn nổ quá, nhất thời khó mà xử lý, thế nên ông ta đang nghĩ làm sao tìm cơ hội để anh xuống thang. Dù sao cũng không cần thiết phải đắc tội tập đoàn giải trí đại tranh tử, mất còn nhiều hơn là được. Nhưng giây tiếp theo, Tiêu Chính Văn lại lấy điện thoại ra, gọi điện cho Long Nhất, lạnh lùng nói, lập tức thông báo với các anh em ở Long Kinh, cảnh cáo tập đoàn giải trí đại tranh tử. Bọn họ chỉ có hai con đường, một là chờ bị tôi thu mua, hai là lập tức chấm dứt hợp đồng với nghệ sĩ Dương Mễ Mễ, đồng thời bắt cô ta đăng thông cáo xin lỗi trên mạng. Nhớ đấy, bất cứ ai dám ra mặt ngăn cản thì cứ xử lý nghiêm khắc. Vâng, thưa chủ soái, Long Nhất nghe điện thoại xong, lập tức gọi cho bộ liên lạc ở Long Kinh. Sau khi Tiêu Chính Văn cúp máy, tất cả mọi người ở trung tâm mua sắm đều nhìn anh với vẻ nghi ngờ và khó hiểu. Người này tỏ vẻ hơi khoa trương quá thì phải. Đó là tập đoàn giải trí đại tranh tử đấy. Vậy mà anh ta chỉ gọi một cuộc điện thoại ra lệnh, thế nghĩa là sao? Dương Mễ Mễ lập tức bật cười, nói, giỏi lắm, giỏi lắm. Anh có kỹ năng diễn xuất thế này mà không làm diễn viên cũng uổng, để tôi xem hôm nay công ty tôi có bắt tôi xin lỗi hay không. Nói xong, Dương Mễ Mễ giật điện thoại trong tay trợ lý, nhanh chóng gọi cho công ty đại diện. Núng nịu nói, anh Vương, em gặp chuyện rồi, chẳng phải các anh sắp xếp hoạt động cho em sao? Ai biết có một thằng ngu dẫn theo một con bé chặn đường của em, bây giờ còn đe dọa công ty chấm dứt hợp đồng với em, còn bắt em xin lỗi trên mạng. Ở đầu dây bên kia, Vương Lập Quốc đang ngồi trong phòng giám đốc của tập đoàn giải trí đại tranh tử ở Tít Long Kinh, ông ta tầm 40-50 tuổi, đang ngồi trên ghế văn phòng, vẻ mặt hưởng thụ, dưới bàn làm việc của ông ta là một cô thư ký xinh đẹp. Quần áo xộc xệch, đang quỳ dưới đất, vùi đầu làm việc, cái đầu nhấp nhô không ngừng. Cuối cùng, vẻ mặt Vương Lập Quốc thoải mái, vỗ đầu cô thư ký dưới gầm bàn, cười nói với bên kia điện thoại, sao cơ? Còn có chuyện nực cười thế cơ à? Được, anh biết rồi, Mễ Mễ à, em cứ yên tâm đi, em là nghệ sĩ tập đoàn bỏ cả đống tiền ra bồi dưỡng, có tập đoàn chống lưng cho em cơ mà. Bất kể người kia là ai. Bắt tập đoàn chấm dứt hợp đồng với em đúng là mơ mộng hão huyền. Chuyện này cứ để anh giải quyết, em yên tâm chờ tin nhé. Được được được, anh biết rồi, một Tu Hà nhỏ bé thì giàu có cũng có gì ghê gớm chứ. Tất cả mọi chuyện đã có anh Vương giải quyết cho em, Vương Lập Quốc nói xong, cười tít mắt cúp máy,
nhìn cô thư ký đã đứng dậy sửa sang quần áo, giơ tay vỗ mông cô ta một cái, nói kỹ thuật tiến bộ nhiều đấy, buổi tối anh đưa em đi mua túi sách. Cảm ơn anh Vương ạ, cô thư ký kia nghe vậy thì vui như hoa, cúi người hôn một cái lên mặt Vương Lập Quốc, sau đó hỏi, sao vậy anh? Bên chị Mễ Mễ lại có chuyện à? Vương Lập Quốc lắc đầu đáp, chắc là lúc tham gia hoạt động, người của cô ấy lại phách lối xô ngã ai đó. Nếu là người bình thường thì không sao, nhưng đối phương hình như giàu lắm, bắt Mễ Mễ xin lỗi trên mạng, còn nói cái gì mà muốn tập đoàn chấm dứt hợp đồng với cô ấy, đúng là nực cười. Mễ Mễ không kể tình hình cụ thể, nhưng chắc cũng không phải chuyện lớn gì, em bảo người chuẩn bị sẵn một thông cáo, trong Gmail chắc là có video hiện trường do trợ lý Dương Mễ Mễ gửi tới, bảo người của bộ phận quan hệ công chúng cắt ghép, đùn đầy tất cả cho người kia, sau đó cho lên hot search trên mạng, để Dương Mễ Mễ đứng ở góc độ người yếu thế, như vậy là giải quyết xong rồi. Nói xong, Vương Lập Quốc tỏ vẻ đắc ý, ông ta thường xuyên giở thủ đoạn này, lần nào cũng thành công. Chương 84, vậy mà lại là vua Bắc Lương. Lúc này, hàng loạt người mặc quân trang cùng mấy chục xe jeep quân dụng và vài chiếc xe vũ trang chống cháy nổ lao đến với tốc độ ánh sáng, nhanh chóng dừng trước tập đoàn giải trí Đại Tranh Tử. Ầm ầm ầm, gần trăm binh lính mặc quân phục mang theo súng, cả người tràn đầy sát khí nhảy xuống từ xe jeep quân dụng, nhanh chóng tập hợp trước cửa tập đoàn giải trí Đại Tranh Tử. Cục diện này khiến nhóm bảo vệ và Lễ Tân đều vô cùng kinh hãi, hoảng loạn chạy đi báo cho lãnh đạo cấp cao của tập đoàn. Chủ tịch Vương, Chủ tịch Vương, có chuyện rồi, có chuyện rồi. Trước cửa tập đoàn có rất nhiều binh lính của quân khu đang tập trung. Cái gì, chết tiệt, sao binh lính quân khu lại tập trung ở cửa tập đoàn chúng ta, nghe máy ở đầu bên kia là Vương Tư Minh, người đang ngồi trong phòng làm việc của Chủ tịch tập đoàn ở tầng cao nhất. Sắc mặt tràn đầy vẻ phẫn nộ và khó tin. Chắc là trò đùa thôi. Binh lính quân khu đến tập hợp trước cửa tập đoàn của ông ta. Đây đúng là chuyện nằm mơ giữa ban ngày. Mình không đắc tội gì với người của quân khu mà. Hơn nữa, tập đoàn của mình cũng có quân khu chống lưng. Thật đấy Chủ tịch Vương, bọn họ xông vào rồi. Điện thoại đột ngột bị cắt ngang. Vương Tư Minh run rẩy, trầm tư suy nghĩ một lát. Đầu tiên là bấm một dãy số nói vài câu, sau đó vội vàng xuống tầng dưới với thư ký. Mà lúc này, ở sảnh lớn dưới tầng, một người đàn ông mặc quân phục đội mũ có hai bông lúa màu vàng bao bọc chính giữa là một con rồng vàng, eo dắt dao quân dụng và súng, chân mang giày chiến đấu màu đen, trên vai là quân hàm xanh biếc, bên trên là hai sao hai vạch vàng, toàn thân tràn đầy sát khí đứng giữa sảnh lớn. Trung tá! Vậy mà lại là một vị trung tá! Anh ta nhấc tay lên, đôi găng tay trắng sáng chói dưới ánh mặt trời, hai ngón tay khẽ động, gần trăm binh lính sau lưng đồng loạt, có trật tự xông vào, phong tỏa toàn bộ lối ra vào sảnh lớn. Đồng thời, phía bên ngoài tập đoàn, xe bọc thép vũ trang đã bố trí súng máy sẵn sàng, nhắm vào lối cửa chính và cửa phụ của tòa nhà. Có thể nói, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ tập đoàn giải trí Đại Tranh Tử đã bị những binh lính này tiếp quản và khống chế. Lúc này, Vương Tư Minh vừa bước ra khỏi thang máy đã nhìn thấy cảnh tượng ở sảnh lớn, cả người toát mồ hôi lạnh, vội vàng chạy ra phía trước. Khi nhìn thấy quân hàm trên vai người đàn ông trước mặt, trong lòng Vương Tư Minh cũng hẫng một nhịp. Là một trung tá đích thân chỉ huy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thưa trung tá, không biết đã xảy ra chuyện gì, làm phiền các vị huy động lực lượng đến đây chuyến này, nếu có chuyện cần đến tôi. Tôi nhất định tuân theo, Vương Tư Minh lập tức kính cẩn cười nói. Ông ta là một kẻ biết rõ thời cuộc. Vẻ mặt trung tá nghiêm nghị, lông mày như kiếm mắt sáng như sao, lạnh lùng nhìn Vương Tư Minh đứng trước mắt, khẽ cười đáp Chủ tịch Vương, tôi đến đây theo lệnh của chủ soái, tập đoàn các ông có một nghệ sĩ tên là Dương Mễ Mễ đúng không? Vương Tư Minh giật nảy mình, trán đổ mồ hôi lạnh, vội gật đầu trả lời, đúng vậy, có một nghệ sĩ tên là Dương Mễ Mễ. Chẳng lẽ là cô ấy đã gây ra họa gì rồi sao? Trung tá, tôi có thể hỏi, chủ soái nhà anh là vị nào không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vương Tư Minh hoảng loạn không thôi, cả Hoa Quốc này có mấy vị chủ soái chứ? Không quá 5 người. Vị trung tá trước mặt này, vậy mà lại đến đây theo lệnh của chủ soái. Lẽ nào, Dương Mễ Mễ này gây chuyện lớn chọc đến vị chủ soái Hoa Quốc này? Trời ạ,
Đó khác nào gây họa lớn diệt cả toàn gia tộc. Toang rồi. Toang thật rồi. Chủ soái nhà tôi có biệt hiệu là vua Bắc Lương, Viên Trung tá đáp, khi nói ra lời này, khí thế cả người đột ngột tăng cao, dọa mấy người bình thường trong sảnh lớn đều sợ hãi, không khỏi quỳ rạp xuống đất. Ngay cả Vương Tư Minh nghe thấy ba chữ đó cũng quỳ phịch xuống, cả người run lẩy bẩy nói, Trung tá, Trung tá, chuyện này không liên quan đến tôi. Tôi không hề rời khỏi Long Kinh, cũng chưa từng gặp vua Bắc Lương. Càng đừng nhắc đến chuyện chán sống mà mạo phạm đến vương uy của vua Bắc Lương. Vua Bắc Lương, vậy mà lại là vua Bắc Lương. Vị vua Bắc Lương trẻ tuổi nhất của Hoa Quốc, thủ đoạn tàn bạo, giết chóc đẫm máu, chiến thần Hoa Quốc, được toàn dân tôn sùng, phong danh hiệu ở Bắc Lương. Đó là một nhân vật tựa như Thái Sơn, là sự tồn tại không thể xúc phạm và ngăn cản. Vương Tư Minh nghĩ mãi không ra. Tập đoàn giải trí của mình sao lại chọc phải một nhân vật sánh ngang trời đất này? Viên Trung tá lạnh lùng nói, không liên quan đến ông, là nghệ sĩ dưới trướng ông, Dương Mễ Mễ. Vương Tư Minh đảo mắt, lau mồ hôi trên trán, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, quay đầu quát thư ký đang quỳ phía sau, đi tìm Vương Lập Quốc đến đây, nhanh lên. Một lát sau, thư ký dẫn Vương Lập Quốc toàn thân run rẩy, vội vàng đi đến. Lúc này Vương Lập Quốc đã biết chuyện ở sảnh lớn, đang vô cùng hoảng sợ. Mẹ kiếp, Vương Lập Quốc, rốt cuộc nghệ sĩ Dương Mễ Mễ dưới trướng cậu làm sao vậy? Cậu có biết, cô ta gây họa lớn rồi không? Họa cực lớn đó. Vương Tư Minh từ dưới đất đứng dậy, đá Vương Lập Quốc một cú, sau đó còn chưa hả giận lại đá thêm mấy phát nữa. Vương Lập Quốc ngã khuỵu, ôm mặt rên rỉ, Chủ tịch Vương, ông đừng đánh nữa. Chuyện này không liên quan đến tôi, là con khốn Dương Mễ Mễ, cô ta gây chuyện ở Tu Hà, nghe nói vệ sĩ bên cạnh cô ta đẩy ngã một đứa bé, bố đứa bé muốn cô ta xin lỗi, cô ta lại không chịu, dọa sẽ lên mạng bóc phốt anh ta, Chủ tịch Vương, chuyện này thật sự không liên quan đến tôi mà, tôi cũng vừa mới biết thôi. Vương Tư Minh lo lắng, phân tích một lát liền hiểu ra tình huống, lập tức quay sang nói với Viên Trung tá, anh cũng nghe thấy rồi đó. Chuyện này không hề liên quan đến chúng tôi, là lỗi của Dương Mễ Mễ kia, anh muốn xử lý thế nào chúng tôi liền làm theo thế ấy. Viên Trung tá lạnh lùng nói, chủ soái có lệnh, tập đoàn lập tức chấm dứt hợp đồng với cô ta, còn phải lên mạng xin lỗi. Làm được không? Chuyện này, Vương Tư Minh bỗng hơi do dự, tập đoàn đổ lên người Dương Mễ Mễ không ít tiền, chuẩn bị tạo dựng một siêu sao lưu lượng. Bây giờ chấm dứt hợp đồng với Dương Mễ Mễ. Thế khác nào tự chặt đứt con đường sống của mình. Và lại, bản thân Dương Mễ Mễ vẫn còn rất nhiều hợp đồng quảng cáo và giá trị thương mại, còn nhận được vai nữ chính của khá nhiều bộ phim, là ngôi sao lưu lượng đang hot hiện nay. Giờ mà chấm dứt hợp đồng, tập đoàn sẽ thua lỗ mất vài trăm triệu mất. Đáng sợ hơn là sau lưng Dương Mễ Mễ là mấy kim chủ có chức quyền, đều thuộc dạng nhân vật tai to mặt lớn ở Long Kinh. Sao? Không làm được à, sắc mặt Trung tá càng thêm lạnh lùng, giữa hai hàng lông mày hiện rõ vẻ ớn lạnh. Vương Tư Minh nói, thưa sếp, chuyện này quả thực là không làm được, nếu chấm dứt hợp đồng với cô ta, tập đoàn chúng tôi sẽ tổn thất hàng trăm triệu. Hơn nữa, Dương Mễ Mễ này có mấy kim chủ có chức có quyền chống lưng. Tôi cũng không dám xem nhẹ, nhưng thưa sếp, xin lỗi thì có thể, tôi lập tức bảo cô ta đăng Facebook xin lỗi. Vương Tư Minh động não. Nhanh chóng nghĩ ra giải pháp. Một ngôi sao lưu lượng đích thân ra mặt, xin lỗi thay nhân viên của mình, cộng thêm thủy quân sao và sự kích động của dân mạng, không chừng chuyện xấu lại biến thành tốt, khiến Dương Mễ Mễ càng được nhiều người biết đến và quan tâm hơn. Sao thủy quân là những người nhắm vào một thông tin, nội dung đặc thù nào đó rồi đưa ra ý kiến, được viết bằng ngôn ngữ mạng. Bọn họ ngụy trang thành cư dân mạng bình thường hoặc người tiêu dùng, đưa ra những nhận xét. Ý kiến gây ảnh hưởng tới đối tượng mà họ nhắm tới. Thế nhưng, ngay sau đó, Trung tá đã giận dữ nói, hỗn xược. Tôi tuân theo lệnh của chủ soái đến đây. Hôm nay, tập đoàn các ông phải chấm dứt hợp đồng với Dương Mễ Mễ, đồng thời lên mạng xã hội xin lỗi. Chủ soái đã nói, bất kể là ai, nếu dám ngăn cản thì nghiêm trị theo pháp luật. Chương 85, mắc sai lầm lớn. Sắc mặt Vương Tư Minh rất khó coi. Vừa là vì Dương Mễ Mễ liên lụy đến quá nhiều lợi ích và tiền đầu tư của kim chủ, vừa là vì vị trung tá trước mặt này, hơn nữa là lệnh của chủ soái Bắc Lương.
Ai mà có thể đối đầu với chủ soái Bắc Lương chứ? Vậy nên nghĩ đến đây, Vương Tư Minh bất mãn lên tiếng xin lỗi, thật xin lỗi, tôi phải hỏi ý kiến của người sáng lập tập đoàn một chút. Dứt lời, Vương Tư Minh nhanh chóng bấm số gọi cho người sáng lập tập đoàn, hoảng hốt kể lại sự tình. Sau khi nghe xong, người đàn ông bên kia điện thoại thay đổi giọng điệu nói, làm phản rồi. Chỉ một trung tá mà thôi, cậu sợ cái gì? Xem thường nhà họ Lữ không có ai sao? Phía trên nhà họ Lữ tôi cũng có người là tướng quân đấy. Hơn nữa là nguyên lão ba đời, cống hiến rất nhiều cho Hoa Quốc. Vương Tư Minh, bây giờ tôi nói cho cậu biết dù đối phương có nói gì cũng không đồng ý. Tôi muốn xem chủ soái Bắc Lương có thể làm được gì. Nơi này là Long Kinh, không phải Bắc Lương của hắn. Ở đây luôn chú trọng đạo lý đối nhân xử thế, quan hệ và tài nguyên. Tốt! Điện thoại bị cúp mất rồi, sắc mặt Vương Tư Minh khá khó coi, ánh mắt trở nên căng thẳng xoay người nhìn trung tá và nói, trung tá, thứ cho tôi không thể làm theo lệnh, người sáng lập tập đoàn đã nói không đồng ý với điều kiện của các anh. Ngoài ra, cậu ấy còn bảo tôi nói với anh và vua Bắc Lương, nơi này là Long Kinh, phía trên nhà họ Lữ cũng từng làm tướng quân, là nguyên lão ba đời. Nếu các anh dám làm loạn, xảy ra bất kỳ hậu quả nào thì các anh tự chịu trách nhiệm. Thật ra lúc nói câu này, Vương Tư Minh suýt nữa quỳ xuống mà nói. Nhà họ Lữ không sợ mấy binh lính này nhưng ông ta lại rất sợ. Huống hồ người trước mặt đây còn là trung tá, sau lưng còn có vua Bắc Lương. Dứt lời, trán Vương Tư Minh liên tục toát mồ hôi lạnh, sợ hãi cực kỳ. Nghe vậy, sắc mặt trung tá đó lạnh như băng. Trung tá nhanh chóng gọi cho Long Nhất nói việc này với anh ta, Long Nhất tức giận nói, láo xược. Một nhà họ Lữ nhỏ nhoi mà cũng dám to gan ngông cuồng như vậy. Nhà họ Lữ của ông ta chẳng còn là nhà họ Lữ năm đó nữa rồi. Dựa vào danh tiếng của cựu tướng quân tồn tại đến ngày nay, thế mà còn dám kiêu căng. Tôi sẽ báo chuyện này lại với chủ soái nhưng anh nghe đây, lệnh của chủ soái là dù là bất kỳ ai dám gây cản trở công việc thì cứ nghiêm khắc xử lý. Long Nhất cúp máy xong lập tức liên lạc với mấy thế lực khác ở Long Kinh để báo họ cấp tốc đi bao vây nhà họ Lữ. Lúc này nhà họ Lữ ở Long Kinh, một sơn trang chiếm gần hàng trăm mẫu đất, cực kỳ uy nghiêm. Bên trong biệt thự sơn trang, lúc này Lữ Lương Nghị đang bàn chuyện làm ăn với vài người bạn, hắn cũng chỉ mới hơn 30 tuổi mà trong tay đã có tập đoàn giải trí Đại Tranh Tử rất nổi tiếng ở Long Kinh. Lúc này, hắn nở nụ cười nhạt, miệng còn hút điếu xì gà nói với vài người bạn, ha ha, một chủ soái Bắc Lương cũng muốn ra tay với tập đoàn của tôi. Có phải quá xem thường nhà họ Lữ tôi rồi không? Hay là nói vua Bắc Lương tự đánh giá mình quá cao rồi? Ha ha ha, anh Lữ nói không sai. Dạo này vua Bắc Lương hành động quá ngông cuồng, lại dám hành động nghênh ngang như vậy, tôi thấy vua Bắc Lương ngồi ở vị trí này không được lâu nữa đâu. Phải, tôi nghe nói lần trước 300.000 người Bắc Lương tự ý ra khỏi chiến khu, chọc bốn ông lớn ở Long Các nổi giận. Nghe nói còn cách chức vua Bắc Lương. Nhưng sau đó vì vài nhân tố bất khả kháng nên lại khôi phục chức vị, suy cho cùng vẫn cần vị vua Bắc Lương này đánh lại kẻ thù ở phía Bắc. Anh Lữ, vua Bắc Lương này thật sự cho người đến tập đoàn của anh, muốn chúng ta kết thúc hợp đồng với Dương Mễ Mễ à? Còn phải xin lỗi trên mạng nữa. Lữ Lương Nghị rít một hơi xì gà rồi nhả khói ra, gật đầu nói, đúng vậy, nhưng đã bị người của tôi ngăn lại rồi. Vua Bắc Lương dù có bản lĩnh đến đâu cũng không có cách phát huy ở mảnh đất Long Kinh này. Nơi này là Long Kinh, luôn chú trọng về quan hệ và tài nguyên, không phải chỉ dựa vào mấy tên binh lính của hắn là được đâu. Ha ha ha! Một tràng cười sảng khoái vang lên. Lúc này bên ngoài sơn trang của nhà họ Lữ đột nhiên vang lên tiếng động kinh thiên động địa. Hàng chục chiếc xe vận tải từ chiến khu chạy ngược xuôi rồi sau đó dừng hẳn trước cổng sơn trang. Từng binh lính được trang bị vũ trang từ trên xe nhảy xuống, ai cũng trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Nhìn ra xa một chút, cả con đường trước cổng sơn trang đều bị chiếm đóng, toàn là người, phải có đến tận hơn 500 người. Hơn nữa phía sau còn 3 chiếc xe chiến đấu ầm ầm chạy đến, tất cả đều được trang bị pháo đạn. Bùm! Cánh cửa xe Jeep mang biển số chiến khu đi đầu tiên bị đạp mở tung, một tướng lĩnh trung niên anh dũng, uy nghiêm nhảy xuống. Trên vai là huy hiệu lúa mạch màu vàng và một sao, chính là một vị thiếu tướng. Tất cả nghe rõ đây. Súng đã lên đạn, nếu ai dám phản kháng, bắn giết không tha.
vẻ mặt vị thiếu tướng đó rất uy nghiêm, cả người toát ra sát khí bước ra từ chiến trường. Ngay lập tức hơn 500 binh lính đều lên nòng súng. Lúc này quản gia thở hổn hển chạy nhanh vào biệt thự, quỳ xuống đất nói, thiếu gia, xảy ra chuyện rồi. Bên ngoài có rất nhiều binh lính, hơn 500 người và rất nhiều xe tăng. Dù trước đây nhà họ Lữ từng có tướng lĩnh, lúc này nghe vậy, Lữ Lương Nghị vẫn không khỏi khẽ run, đột ngột đứng dậy, hắn căng thẳng và hoảng sợ hỏi, ông nói cái gì? Hơn 500 binh lính ư? Không kịp nghĩ nữa, Lữ Lương Nghị cấp tốc đi ra ngoài, từ đằng xa đã nhìn thấy các binh lính chuẩn bị xong chỉ còn chờ lệnh, ai cũng đều rất dũng mãnh, vẻ mặt nghiêm trang. Nhìn kỹ lại thì thấy người dẫn đầu thế mà lại là một thiếu tướng. Lữ Lương Nghị hoảng sợ vội chạy lên trước, sau đó cúi người cười hỏi, không biết thiếu tướng đến thăm Sơn Trang nên không tiếp từ xa được, mong thiếu tướng đừng tức giận. Hừ, thiếu tướng lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó lấy một phần tài liệu có đóng dấu đỏ từ trợ lý phía sau nói, Lữ Lương Nghị, đây là tài liệu của cấp trên, lệnh hạn chế lĩnh vực giải trí. Bắt đầu từ ngày hôm nay, tập đoàn giải trí Đại Tranh Tử đứng tên của cậu bị tra xét, bộ phận của tôi sẽ thanh tra mọi thứ, kể cả việc nhân viên có đến đúng giờ hay không, bao gồm cả Lữ Lương Nghị cậu cũng bị điều tra. Nghe vậy, Lữ Lương Nghị run rẩy nhận lấy phần tài liệu từ tay đối phương. Hắn đọc kỹ mấy lần, cả người như bị sét đánh trúng. Lệnh hạn chế lĩnh vực giải trí. Ai mà ngờ được đối phương lại có được lệnh hạn chế lĩnh vực giải trí. Vua Bắc Lương này đúng là đáng sợ thật. Mới chỉ vài phút thôi mà người kia đã có thể có được lệnh hạn chế lĩnh vực giải trí có cả con dấu đỏ của Long Các. Lữ Lương Nghị còn muốn rằng co nhưng một tiếng hét tức giận vang lên ở cách đó không xa. Thằng bất hiếu, mày lại dám đắc tội với chủ soái Bắc Lương, nhà họ Lữ suýt nữa bị hủy hoại trong tay mày rồi, bây giờ, gia chủ nhà họ Lữ là Lữ Trung Lương vội vàng chạy đến, vừa bước lên ông ta đánh vào người Lữ Lương Nghị khiến hắn ngã ngửa. Sau đó khiển trách mày biết nghệ sĩ tên là Dương Mễ Mễ ký hợp đồng với công ty mày đã mắc sai lầm lớn thế nào không? Chương 86, thân phận bị bại lộ. Lúc này Lữ Lương Nghị hoảng hốt, hắn không ngờ bố mình vẫn đang làm ăn ở nước ngoài cũng trở về, hơn nữa còn tức giận như vậy. Bố, con không biết, cấp dưới nói với con chủ soái Bắc Lương lại vô cớ yêu cầu tập đoàn của con ngừng hợp đồng với nghệ sĩ đang nổi tiếng dạo gần đây. Nếu ngừng hợp đồng thì tập đoàn phải tổn thất vài trăm triệu. Hơn nữa đằng sau Dương Mễ Mễ còn có vô số kim chủ hỗ trợ nên con, Lữ Lương Nghị còn muốn giải thích thêm. Nhưng Lữ Trung Lương đã bước đến tức giận tát Lữ Lương Nghị một bạt tai khiến hắn chảy máu mũi, ông ta mắng thằng bất hiếu. Tao đã điều tra con danh Dương Mễ Mễ đó rồi, dở thói ngôi sao, xem thường người khác, nhân viên bên cạnh đẩy con gái ruột của chủ soái Bắc Lương ngã thế mà lại không có ý xin lỗi. Còn khuyến khích người hâm mộ của mình đe dọa chủ soái Bắc Lương, muốn điều tra danh tính và công kích cậu ấy trên mạng xã hội. Mày có biết cô ta đang đâm đầu vào đường chết không? Chủ soái Bắc Lương của Hoa Quốc là người mà con tiện nhân như cô ta có thể xúc phạm được sao? Con gái của chủ soái Bắc Lương chính là công chúa Hoa Quốc, là người được bốn ông lớn Long Các thừa nhận. Mày nói xem có phải những người dưới quyền của mày đang tìm đến cái chết không? Ầm ầm ầm. Nghe ông ta nói vậy, Lữ Lương Nghị ngơ ngác, đầu cứ như bị sét đánh ngang qua. Trời à! Thế mà còn có chuyện này nữa à? Đám cấp dưới ngu ngốc lại chẳng hề nói gì với mình. Đây chẳng phải muốn đẩy nhà họ Lữ, đẩy mình vào chỗ chết sao? Bố phải cứu con cũng không biết tình hình cụ thể của chuyện này. Con thật sự không biết. Bố à, nhà họ Lữ chỉ có một đứa con duy nhất là con, bố nhất định phải cứu con. Chẳng phải bố quen với vài người ở chiến khu sao? Bố nói họ mau chóng liên lạc với chủ soái Bắc Lương cầu xin chủ soái đi, lúc này Lữ Lương Nghị mới phản ứng lại, lập tức quỳ xuống liên tục kêu gào. Lữ Trung Lương cũng tức đến mặt đỏ tía tai, ông ta xoay người nói với thiếu tướng Tống, nhà họ Lữ tôi sẽ cố hết sức hợp tác với chủ soái Bắc Lương trong chuyện này. Dù có là điều kiện gì chúng tôi cũng sẽ đồng ý. Con trai bất hiếu bị đám cấp dưới che mờ mắt suýt nữa làm trái ý của chủ soái Bắc Lương, mong thiếu tướng Tống có thể tha cho con trai tôi, thay tôi hỏi thăm chủ soái Bắc Lương. Nghe vậy, thiếu tướng Tống cau mày, lạnh lùng nói, chủ soái cũng không muốn trở thành kẻ thù với nhà họ Lữ, hai điều kiện đó vẫn không đổi, mong ông hoàn thành trong vòng 5 phút. Vâng,
Tôi nhất định sẽ giải quyết, Lữ Trung Lương vội vàng gật đầu đồng ý, ông ta xoay người đá vào Lữ Lương Nghị đang quỳ trên đất khóc lóc nói, còn không mau đi làm đi. Vâng, 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 Lữ Lương Nghị lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Vương Tư Minh, tức giận quát, Vương Tư Minh, lập tức chấm dứt hợp đồng với Dương Mễ Mễ, ngoài ra bảo cô ta xin lỗi trên truyền thông. Có nghe thấy không, ngay lập tức. Sau khi nhận điện thoại của Lữ Lương Nghị, Vương Tư Minh sửng sốt, lúc này chỉ mới có vài phút mà thái độ của người sáng lập đã thay đổi nhanh như vậy. Nhưng ông ta không dám làm trái lời, lập tức thông báo cho bộ phận pháp vụ và nhân sự của tập đoàn, đồng thời tiếp quản toàn bộ tài khoản xã hội của Dương Mễ Mễ. Quay lại bên Tiêu Chính Văn, Dương Mễ Mễ tỏ thái độ kiêu ngạo đắc ý, ngạo nghễ nhìn Tiêu Chính Văn nói, đã hơn 10 phút rồi, rốt cuộc anh có được không vậy? Nếu không được, tôi còn phải về đi thông báo, thứ lỗi không thể chơi với anh thêm nữa. Dứt lời, Dương Mễ Mễ xoay người định rời đi. Nhưng đúng lúc này chuông điện thoại vang lên, Dương Mễ Mễ nghiêng đầu nhìn trợ lý. Trợ lý nói, là điện thoại của Chủ tịch Vương. Nghe thấy vậy, Dương Mễ Mễ bật cười nói, nhận đi. Chắc chắn là Chủ tịch Vương gọi đến để trút giận cho tôi đấy. Trợ lý nhận điện thoại, còn cố ý bật loa ngoài nhưng còn chưa nói gì, đầu bên kia điện thoại đã vang lên giọng nói tức giận của Vương Tư Minh, Dương Mễ Mễ, bắt đầu từ bây giờ tập đoàn sẽ chấm dứt hợp đồng với cô. Ngoài ra, tập đoàn sẽ tiếp quản tất cả tài khoản mạng xã hội của cô, cũng sẽ đăng thông báo xin lỗi trong vòng 3 phút. Nếu cô còn muốn sống thì lập tức xin lỗi đối phương. Đây là lời khuyên chân thành của Vương Tư Minh tôi với cô. Tốt. Ông ta nói xong liền ngắt điện thoại luôn. Dương Mễ Mễ sửng sốt, trợn tròn hai mắt lo lắng giật điện thoại từ tay trợ lý nói, Chủ tịch Vương. Nhưng điện thoại đã bị cúp từ lâu rồi. Dương Mễ Mễ phát điên lên, không dám tin, liều mạng bấm số điện thoại nhưng không ai bắt máy. Mà lúc này đám người hóng chuyện vô cùng kinh ngạc và cảm thấy ớn lạnh, sắc mặt đầy vẻ kinh hãi. Dương Mễ Mễ thật sự bị tập đoàn giải trí Đại Tranh Tử chấm dứt hợp đồng sao? Không thể nào. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không không không, rốt cuộc người đàn ông trước mặt này là ai? Chỉ một cú điện thoại đã có thể bảo tập đoàn giải trí Đại Tranh Tử có tiếng trong giới giải trí chấm dứt hợp đồng với Dương Mễ Mễ đang trong thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp. Người này là Dương Mễ Mễ đấy, nghệ sĩ lưu lượng thế hệ mới, là một mầm non siêu đỉnh tương lai sáng lạn. Thế mà nói chấm dứt là chấm dứt hợp đồng à? Mọi người mau xem Facebook đi, tài khoản cá nhân và phòng làm việc của Dương Mễ Mễ đều đăng thông báo xin lỗi. Lên hot search đầu tiên luôn rồi. Mẹ kiếp, đúng là thật này, rốt cuộc chuyện này là sao? Trời à, rốt cuộc người đàn ông này là ai mà có thế lực kinh khủng đến vậy? Một đám người bắt đầu mở điện thoại ra, quả nhiên cái hot search đầu tiên trên đó chính là thông báo xin lỗi của Dương Mễ Mễ, cái thứ hai là thông báo tập đoàn giải trí Đại Tranh Tử chấm dứt hợp đồng với Dương Mễ Mễ. Hơn nữa đằng sau hai cái hot search còn có thêm chữ bảo. Ngay tức khắc thu hút hàng triệu lượt theo dõi. Ngay sau đó, các phốt liên quan đến Dương Mễ Mễ lần lượt lộ ra như vũ bão. Cái gì mà có kim chủ, làm kẻ thứ ba xem vào cuộc hôn nhân của nhà giàu. Cái gì mà dở thói ngôi sao ở đoàn phim, đánh nữ phụ, cái gì mà hôn môi với rất nhiều cậu chủ nhà giàu ở quán bar. Mà người hâm mộ của Dương Mễ Mễ cũng lập tức thoát fan tập thể. Dương Mễ Mễ như phát điên, cô ta cứ liên tục đăng nhập vào tài khoản nhưng mật mã đều sai. Sao lại như vậy, sao lại, không thể nào, tôi phải gọi cho bố nuôi, Dương Mễ Mễ hoảng hốt, cô ta thấy con đường làm nghệ sĩ của mình sắp bị hủy hoại rồi. Nhưng điện thoại vừa được kết nối, đầu bên kia đã vang lên giọng nói đầy tức giận, Dương Mễ Mễ, bây giờ cô gọi cho tôi làm gì? Cô xem việc tốt cô đã làm đi, sau này đừng liên lạc với tôi nữa. Tút, điện thoại bị ngắt, Dương Mễ Mễ ngây người bật khóc. Cô ta liên tục lật tìm danh bạ để gọi cho từng người bố nuôi của mình nhưng không phải tắt máy thì trực tiếp rũ sạch quan hệ. Cộp, Dương Mễ Mễ mềm nhún quỳ trên mặt đất, cả gương mặt toàn là nước mắt. Tuyệt vọng nhìn Tiêu Chính Văn, điên cuồng hét lên, rốt cuộc anh là ai? Tại sao lại muốn hủy hoại tôi? Không chỉ cô ta mà mọi người ở đó đều nghi hoặc và kiêng sợ nhìn Tiêu Chính Văn. Rốt cuộc người đàn ông này là ai mà lại có thực lực như vậy?
Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Dương Mễ Mễ nói, tôi là ai à? Tôi chính là chủ soái Bắc. Tiêu Chính Văn, Nana sao rồi, con bé không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Lúc này một giọng nói lo lắng và quan tâm vang lên. Khương Vi Nhan vừa nhận được tin nhắn của Tiêu Chính Văn ngay lập tức vứt công việc của mình lại chạy đến trung tâm mua sắm. Lúc này cô nhìn thấy một cảnh tượng gần đó, cả người cũng ngây ngốc, nhất là khi nhìn thấy người quỳ đó lại là Dương Mễ Mễ bây giờ đang rất nổi tiếng. Chuyện này là sao? Khương Vi Nhan khiếp sợ, cô quay đầu lại nghi hoặc nhìn Tiêu Chính Văn hỏi, anh vừa nói cái gì? Anh chính là chủ soái Bắc. Chương 87, Từ Phân xin giúp. Nửa câu còn lại của Tiêu Chính Văn nghẹn trong cổ họng, anh không ngờ Khương Vi Nhan lại đột ngột đến vào đúng lúc này. Nhìn ánh mắt hồ nghi, tò mò và chờ đợi của Khương Vi Nhan, Tiêu Chính Văn chỉ có thể cố nặn ra nụ cười, giải thích, không có gì đâu, trước kia anh là cấp dưới của vua Bắc Lương. Nói xong, Tiêu Chính Văn vội vàng bế Nana, nói với Khương Vi Nhan, chúng ta đưa Nana đến bệnh viện gần đây xem sao đã. Lúc này Khương Vi Nhan mới nhìn thấy vết sưng đỏ trên trán Nana, cô tỏ vẻ xót xa, vành mắt đỏ ửng, nói, ừ, chúng ta mau đi thôi. Nana đang nằm bò trên vai Tiêu Chính Văn, nhìn thấy Khương Vi Nhan, cô bé lập tức òa khóc, nhào vào lòng cô, nói, mẹ ơi, con đau, hu hu hu. Khương Vi Nhan cũng đau lòng muốn chết, hai người lập tức gọi xe đến bệnh viện gần đó. Còn vụ náo loạn ở trung tâm mua sắm, Long Nhất ngay sau đó đã đến, đích thân giải quyết. Lúc này, văn phòng chủ tịch trung tâm mua sắm đã bị người của Trịnh Thiên Thái vây kín. Thiệu Hoa Kiện và các quản lý cấp cao của trung tâm mua sắm đều quỳ dưới đất, run như cầy sấy, liên tục lau mồ hôi lạnh trên trán. Hơi thở tỏa ra từ Long Nhất khiến bọn họ run lẩy bẩy. Hơn nữa, người đứng bên cạnh anh ta chính là thiên gia Trịnh Thiên Thái, long đầu của thế giới ngầm Tu Hà. Thiệu Hoa Kiện chỉ là một chủ tịch chấp hành của trung tâm mua sắm, đương nhiên không dám ho he trước mặt thiên gia. Nhưng lúc này, thiên gia người khiến tất cả mọi người ở Tu Hà phải kính trọng cũng chỉ có thể lặng lẽ đứng bên cạnh Long Nhất, đủ để thấy thân phận của người này lớn đến mức nào. Đáng sợ hơn cả là câu nói tiếp theo của Long Nhất. Long Nhất ngồi trên ghế, vẻ mặt lạnh lùng, nhìn đám người đang quỳ bên dưới, nói, đại ca tôi đã nói rồi. Các ông cứ coi như chưa từng chứng kiến mọi chuyện xảy ra ở trung tâm mua sắm ngày hôm nay. Phải thống nhất lời nói với bên ngoài, ai dám để lộ thân phận của đại ca thì chỉ có một kết cục thôi. Nghe rõ chưa? Vâng vâng vâng, anh Long Nhất, chúng tôi nhất định sẽ làm theo, Thiệu Hoa Kiện gật đầu như dã tỏi, đáp. Lúc này, Long Nhất mới đứng dậy rời khỏi phòng làm việc, Trịnh Thiên Thái theo sát phía sau, chẳng khác gì một tên đàn em. Thiệu Hoa Kiện bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức báo cáo chuyện này lên trụ sở chính tập đoàn. Vốn tưởng trụ sở chính sẽ có lời giải thích, nhưng Thiệu Hoa Kiện vô cùng kinh ngạc khi trụ sở chính bắt ông ta phải nghiêm túc làm theo, không được đoán bừa thân phận của đối phương. Đến trụ sở chính của tập đoàn hàng đầu trong nước cũng có thái độ như vậy, Thiệu Hoa Kiện lập tức hiểu ra thân phận của Tiêu Chính Văn cao quý đến mức nào. Ông ta nghĩ một lát, quyết định mua một món quà lớn. Phải công khai thay mặt trung tâm mua sắm xin lỗi mới được. Ở bên kia, Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan đưa Nana ra khỏi bệnh viện. Khương Vi Nhan quay đầu, nhìn Tiêu Chính Văn với ánh mắt nghi ngờ, nói, anh không lừa em đấy chứ? Trước kia anh chỉ là cấp dưới của vua Bắc Lương thôi sao? Đến bây giờ Khương Vi Nhan vẫn nghi ngờ thân phận của Tiêu Chính Văn, chủ yếu là vì sâu chuỗi những chuyện gần đây, cô cứ cảm thấy thân phận của anh thực sự rất đáng nghi. Tiêu Chính Văn mỉm cười đáp, thật mà, anh lừa em làm gì? Chúng ta về thôi, Nana cũng đói rồi. Khương Vi Nhan bất đắc dĩ gật đầu, bế Nana trở về sân nhỏ của nhà họ Khương. Nhưng còn chưa vào nhà đã nhìn thấy Từ Phân và Khương Thần đứng chờ ở cổng, hơn nữa nhìn dáng vẻ cũng rất sốt ruột. Vừa thấy Khương Vi Nhan trở về, Từ Phân đã lập tức lao tới, kéo tay cô, nở nụ cười lấy lòng, nói, Vi Nhan à, cuối cùng con cũng về rồi. Mẹ đợi con rõ lâu. Khương Vi Nhan cũng thấy hơi mất tự nhiên, cười hỏi, sao thế mẹ? Mẹ vào nhà đã. Từ Phân gật đầu lia lịa, còn trợn mắt lườm Khương Thần đang chua môi bên cạnh, sau đó bước vào sân nhỏ cùng với Khương Vi Nhan. Xảy ra chuyện gì thế mẹ? Có chuyện gì mẹ cứ nói thẳng, nếu giúp được con sẽ giúp. Khương Vi Nhan cũng không ngốc, đương nhiên cô nhìn ra được,
hôm nay Tử Phân và Khương Thần đến đây chắc là có việc cần mình. Cô vừa dứt lời, Tử Phân đang ngồi trên sofa liền bật khóc, nói con gái, con nhất định phải giúp em trai con đấy, em trai con gây họa rồi. Khương Vi Nhan vừa nghe vậy thì nhíu mày, sau đó hỏi, mẹ, tuy Khương Thần không phải em ruột con, nhưng cũng vẫn là em trai con, mẹ mau nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Khương Vi Nhan tâm địa thiện lương, trước kia bị Tử Phân và Khương Thần đối xử như vậy, nhưng lúc này cô vẫn muốn giúp đỡ họ. Tiêu Chính Văn ở bên cạnh với Nana, chỉ đành thở dài bất lực, nhưng không nói gì. Con gái, mẹ biết chắc chắn con sẽ không bỏ mặc em trai con mà. Chuyện là thế này, mấy ngày trước Thần Nhi ký hợp đồng vật liệu với một công ty, hôm nay nhận được vật liệu mới phát hiện ra đều là hàng hạng 2, không thể dùng được. Thần Nhi yêu cầu trả hàng, nhưng bên kia lại lấy ra hợp đồng, nói ban đầu ký đúng là loại vật liệu này, sống chết không cho trả hàng, còn đẩy hết trách nhiệm cho Thần Nhi. Nếu để lão gia biết được thì chắc sẽ đánh chết Thần Nhi mất, Tử Phân khóc nói, lại quay đầu mắng mỏ Khương Thần còn không mau quỳ xuống. Tuy Khương Thần không muốn, nhưng đã đến nước này, cậu ta cũng chỉ đành quỳ xuống, nói chị, xin chị hãy giúp em với, bây giờ địa vị của chị trong nhà họ Khương cũng không còn thấp nữa, chắc chắn ông nội sẽ nghe lời chị nói. Em thực sự bị bọn chúng lừa ạ. Khương Vi Nhan nghe xong mọi chuyện, sắc mặt cũng rất khó coi, nhíu chặt mày lại. Thấy Khương Vi Nhan do dự, Tử Phân ngồi luôn xuống đất, kêu gào ầm ĩ, con gái ơi, con nhất định phải giúp em trai con đấy. Nhà chúng ta có mỗi đứa con trai này, nếu con không giúp nó thì ai giúp được nó nữa? Nó là em trai con mà. Khương Vi Nhan không còn cách nào khác, vội vàng đứng lên kéo Tử Phân dậy, đành phải đồng ý, nói, mẹ, mẹ đừng sốt ruột, để con nghĩ cách. Hai người kể chi tiết chuyện hợp đồng con xem nào. Nửa tiếng sau, Tử Phân và Khương Thần đứng lên rời khỏi sân nhỏ. Vừa ra khỏi cửa, vẻ buồn bã và sốt ruột trên mặt Tử Phân và Khương Thần biến mất, thay vào đó là nụ cười lạnh lùng. Mẹ, chiêu này của mẹ hay thật, như vậy thì chuyện này chẳng còn liên quan gì đến con nữa, mà sẽ một mình Khương Vi Nhan giải quyết. Nếu chị ta không giải quyết được, ông nội có hỏi đến thì chúng ta cứ nói là ý của chị ta, Khương Thần nở nụ cười khẩy sau khi thoát khỏi kiếp nạn và thực hiện được gian kế. Tử Phân cũng cười nhạt, nói, hừ, con nhãi danh đó. Nó không gánh thì ai gánh chứ? Con là em trai nó, con gặp chuyện thì đương nhiên nó chịu trách nhiệm rồi. Được rồi, sau này con chú ý chút đi. Đừng tưởng mẹ không biết con ăn hoa hồng, bị người ta nắm được nhược điểm uy hiếp. Nói đi, lần này con kiếm được bao nhiêu? Khương Thần gãi đầu, cười đáp, không nhiều lắm ạ, có hơn 300.000 thôi. Tử Phân trừng mắt nhìn cậu ta một cái, dí ngón tay vào đầu cậu ta. Mắng, con ấy. Lúc nào mới khiến mẹ hết lo đây, đưa tiền mẹ giữ cho. Ở bên kia, trong sân nhỏ, Khương Vi Nhan tỏ vẻ đau đầu và rối rắm, bởi vì hợp đồng Khương Thần ký quả thực khó giải quyết, giấy trắng mực đen, không thể chối cãi được. Đúng lúc này, Tiêu Chính Văn bước tới, tiện miệng hỏi, em tưởng đây là lỗi của bên kia thật sao? Khương Thần bị người ta lừa chắc. Chương 88, nhà họ Ninh nở mày nở mặt. Khương Vi Nhan nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ nghi ngờ, nhíu mày nói, anh muốn nói gì vậy? Tiêu Chính Văn lấy bản hợp đồng trong tay Khương Vi Nhan, đọc một lượt, bất đắc dĩ thở dài, nói, hợp đồng có vẻ không có vấn đề gì, nhưng Khương Thần lại có vấn đề. Cậu ta vốn là kẻ lòng dạ hẹp hòi, tham lam, em nghĩ người như vậy sẽ bị người ta lừa sao? Khương Vi Nhan nhíu mày, đứng dậy nói, em biết anh định nói gì, nhưng dù gì Khương Thần cũng là em trai em. Em không giúp nó thì ai giúp chứ? Cũng không thể trơ mắt nhìn nó bị ông nội đuổi khỏi nhà họ Khương được. Tiêu Chính Văn biết Khương Vi Nhan lương thiện, cũng biết cô không thể bỏ mặc người nhà họ Khương, chỉ đành bất lực lắc đầu, nói chuyện này để anh giải quyết cho. Anh á, Khương Vi Nhan nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ nghi ngờ, mỗi lần Tiêu Chính Văn nói câu này thì chắc chắn chuyện sẽ được giải quyết. Nhưng Khương Vi Nhan không hiểu, rõ ràng Tiêu Chính Văn chẳng có gì. Tại sao lần nào anh cũng có thể giải quyết được những chuyện khó khăn giúp cô chứ? Hơn nữa, có mấy lần tuy không liên quan đến Tiêu Chính Văn, nhưng cô cứ cảm thấy phía sau có dính líu đến anh, chỉ là cô không tìm được chứng cứ mà thôi. Tiêu Chính Văn mỉm cười đáp, anh có mấy người bạn ở Tu Hà, để anh nghe ngóng giúp em. Khương Vi Nhan tỏ vẻ do dự,
cô không muốn làm phiền Tiêu Chính Văn quá, nhưng hiện giờ, cô vẫn còn rất nhiều việc của công ty và dự án cần giải quyết, chỉ đành giao cho anh, vậy nên cô nói, thôi được rồi, nếu không giải quyết được thì anh phải nói với em đấy. Tiêu Chính Văn nở nụ cười dịu dàng, giơ tay định vuốt gò má Khương Vi Nhan, nhưng lại bị cô tránh đi. Khương Vi Nhan đỏ mặt, cố ý chuyển chủ đề, nói em đi xem Na Na thế nào. Nói xong, cô chạy về phòng ngủ, sau đó đóng cửa lại, dựa người vào cửa, gò má đỏ bừng, lồng ngực phập phồng. Sau một thời gian chung sống và vun đắp tình cảm, Khương Vi Nhan phát hiện hình như cô đã hơi khó rời xa Tiêu Chính Văn. Tuy 5 năm trước anh đã khiến cô tổn thương, nhưng dù sao anh cũng là bố của Na Na, hơn nữa anh còn xuất hiện vào đúng lúc cô cần anh nhất. Đến tận bây giờ, cảnh tượng Tiêu Chính Văn như thiên sứ từ trên trời giáng xuống vào đêm đó vẫn hiện rõ mồn một trước mắt cô. Mỗi lần nhớ lại, trong lòng cô đều vô cùng kích động, thậm chí có đêm còn nằm mơ cô và Tiêu Chính Văn bước vào lễ đường kết hôn, một lễ đường toàn màu trắng. Đây là cảnh tượng hôn lễ mà Khương Vi Nhan vẫn luôn mong ước, hoa hồng trắng trải khắp lễ đường, xung quanh đều là người thân bạn bè cô mặc chiếc áo cưới mình thích nhất, đội vương miện pha lê, trao nhẫn cưới với người mình yêu nhất, thề nguyền, ôm hôn, bên nhau mãi mãi. Nhưng Khương Vi Nhan biết cả đời này có lẽ cô không thể thực hiện được hôn lễ trong mơ đó. Khương Vi Nhan thở dài, vẻ mặt dần trở nên bình thản và mất mát. Có lẽ cô mãi mãi không biết mình muốn gì. Nhà họ Ninh ở Tu Hà. Sau khi nhà họ Tần hủy hôn, Ninh Kỳ Nhi tự nhốt mình trong phòng, ngày ngày rửa mặt bằng nước mắt. Đó là bữa tiệc đính hôn mà cô ta đã mất bao công sức, kết quả lại bị tên Tiêu Chính Văn chết tiệt kia phá hỏng. Cô ta hận Tiêu Chính Văn, nỗi căm hận này chưa bao giờ nguôi. Nhưng hôm nay, nhà họ Ninh ở Tu Hà có một sự kiện lớn, nhà họ Ninh bày tiệc. Mời rất nhiều đối tác và gia chủ các nhà giàu có quyền thế ở Tu Hà đến. Đương nhiên, nhà họ Khương cũng nằm trong số đó. Tất cả khách khứa đều có mặt, không khí rất đông vui, họ cũng đang không ngừng bàn tán về mục đích của bữa tiệc này. Các ông nghe nói gì không? Đại thiếu gia Ninh Dương nhà họ Ninh hôm nay từ tổng bộ chiến khu Đông Nguyên về đấy. Thế hả, thảo nào hôm nay người nhà họ Ninh vui vẻ thế, nghe nói cậu Ninh Dương kia đã đi lính mấy năm. Rất được lòng chủ soái chiến khu Đông Nguyên. Nghe nói bây giờ cậu ta đã là đại úy rồi, nắm giữ 3.000 người. Hơn nữa, tháng sau có khả năng được thăng chức thiếu tá. Thật sao, thế thì kinh đấy, Ninh Dương mới 26, 27 tuổi đúng không? Chừng này tuổi, lại có địa vị ở chiến khu như vậy, nhà họ Ninh nở mày nở mặt rồi. Nghe mọi người bàn tán và khen ngợi, Ninh Học Dân đứng ở phía sau bức rèm tỏ vẻ rất tự hào. Con trai ông ta đúng là khiến ông ta phồng cả mũi. Đại úy 27 tuổi, tháng sau lại được thăng chức thiếu tá nữa. Có 102 ở cả Tu Hà, thậm chí cả tỉnh này. Chỉ cần Ninh Dương thăng chức thiếu tá thì chắc chắn nhà họ Tần ở tỉnh sẽ phải hối hận. Đến lúc đó, có khi họ lại hỏi cưới ấy chứ. Lúc đó sẽ đến lượt nhà họ Ninh ông ta lên mặt. Vậy nên... Hôm nay Ninh Học Dân đã mặc hẳn một bộ trang phục thời đường rất trang trọng và hoành tráng, ông ta bước ra khỏi bức rèm, chắp tay nói với các khách mời trong sảnh, chào mọi người, tôi đến muộn mất, ngồi đi nào, mọi người ngồi cả đi. Các vị khách cũng tỏ vẻ cung kính trò chuyện một lúc, sau đó có người lớn tiếng hỏi thẳng, gia chủ Ninh, lúc nào thì đại úy Ninh Dương đến vậy? Chúng tôi đều đang sốt sắng muốn xem thiếu tá tương lai của Hoa Quốc có phong thái và uy nghiêm thế nào đây? Phải đấy gia chủ Ninh, ông mau bảo đại úy Ninh Dương ra đi. Thấy đám người kêu la ồn ào, Ninh Học Dân lại càng cười tươi như hoa, hắng giọng nói, mọi người đừng sốt ruột, tôi vừa gọi cho nó đang từ chỗ thiếu tá Hàn Lợi Dân về, sắp đến nơi rồi, sắp đến nơi rồi. Sao cơ, Ninh Dương đến chỗ thiếu tá Hàn sao? Vậy là gặp được thiếu tá Hàn rồi sao? Được đấy, vừa về Tu Hà đã gặp được thiếu tá Hàn. Tương lai nhà họ Ninh tươi sáng quá rồi còn gì? Nhà họ Ninh nở mày nở mặt rồi. Đương nhiên rồi, tháng sau Ninh Dương được thăng chức thiếu tá, cũng ngang hàng với Hàn Lợi Dân rồi. Nghe tiếng bàn tán kích động của mọi người, vẻ mặt Ninh Học Dân vô cùng tự hào. Cũng đúng lúc này, ngoài cổng vang lên tiếng phanh xe gấp gáp. Sau đó, quản gia vội vàng chạy vào, lớn tiếng kêu lên, gia chủ, thiếu gia về rồi ạ. Thiếu gia về rồi ạ.
Mọi người nghe vậy đều đổ dồn mắt ra ngoài cổng. Ở đó, một người đàn ông trẻ tuổi sáng sủa, dáng người thẳng tắp, mặc bộ quân phục màu xanh lá đậm, chân đi bốt quân đội, thắt lưng dắt súng, đầu đội mũ kepi, trên vai đeo cầu vai màu vàng, gắn sọc vàng và bốn ngôi sao. Đại úy Ninh Dương. Phía sau anh ta còn có một đoàn lính, ai nấy mặc quân phục, vũ trang đầy đủ, ngẩng đầu ưỡn ngực bước vào đại sảnh, sau đó đứng ở hai bên. Ái chà chà, mọi người đều há hốc miệng. Ninh Dương này nhìn khí thế thật đấy. Ninh Dương bước vào, đứng trước mặt Ninh Học Dân, quỳ một gối xuống, kêu lên, bố, xin bố tha cho con tội bất hiếu, hôm nay con mới trở về được. Ninh Học Dân rơi nước mắt, kích động kéo Ninh Dương đứng dậy, vỗ bờ vai rộng rãi của anh ta, nói tốt lắm, con trai nhà họ Ninh ta đúng là có uy. Ninh Dương đứng dậy, xoay người nhìn khách khứa trong đại sảnh, trên người tỏa ra khí thế của người đã đi lính nhiều năm, lạnh lùng nói, mấy ngày trước tôi đã nghe nói chuyện của em gái tôi, hôm nay, Ninh Dương tôi xin thề ở đây, không phạt nặng Tiêu Chính Văn, không lật đổ được nhà họ Khương thì Ninh Dương tôi xin cởi bỏ bộ quân phục này. Nếu mọi người có quan hệ hay hợp tác với nhà họ Khương, xin hãy suy xét kỹ hậu quả khi đối đầu với nhà họ Ninh tôi. Chương 89, nhà họ Ninh nhỏ bé. Nghe Ninh Dương nói xong, cả sảnh lớn bỗng phút chốc trở nên im lặng. Sau đó mọi người trố mắt nhìn nhau, thậm chí còn to nhỏ bàn luận. Đây là muốn tranh đấu sống chết với con chó hoang Tiêu Chính Văn và nhà họ Khương sao? Ha ha! Tiêu Chính Văn và nhà họ Khương e là xong đời rồi. Đắc tội với thiếu tá tương lai thì chết là cái chắc. Chết rồi, chúng tôi vẫn đang hợp tác với nhà họ Khương, không được, tôi phải lập tức thông báo chấm dứt hợp đồng với nhà họ Khương. Bỗng chốc, trong sảnh lớn, hơn mười mấy doanh nghiệp và thế gia giàu có lấy điện thoại ra gọi điện về công ty, mặt đỏ tía tai yêu cầu lập tức chấm dứt hợp đồng với nhà họ Khương. Không ít người hoảng hốt khi nhìn thấy cảnh tượng này. Một câu nói của Ninh Dương tương đương với việc thông báo việc sống chết của nhà họ Khương, với thực lực và thủ đoạn đáng sợ như vậy, nhà họ Ninh sau này chắc chắn sẽ trở thành thế gia đứng đầu Tu Hà. Đối mặt với đám người đang bàn tán xôn xao, Ninh Dương ngạo nghễ nhướng mày nói, ngày mùng 8 tháng sau là ngày tôi thăng cấp thiếu tá, hôm đó, tôi muốn Tiêu Chính Văn phải quỳ gối trước mặt em gái tôi Ninh Kỳ Nhi, quỳ trước mặt nhà họ Ninh chúng tôi xin lỗi. Tôi còn muốn cả nhà họ Khương cùng quỳ xin lỗi nhà họ Ninh chúng tôi. Trong thời gian nửa tháng, tôi cho phép người nhà họ Khương sử dụng tất cả các mối quan hệ và nguồn lực để chống cự, chỉ là dù sao cũng vô ích thôi. Đến lúc đó, tôi sẽ mời mọi người đến buổi tiệc để cùng xem và thảo luận về kế hoạch phát triển Tu Hà trong tương lai. Câu nói này của Ninh Dương chắc chắn lại gây ra một làn sóng khác. Mùng 8 tháng sau, Ninh Dương sẽ được thăng cấp thiếu tá. Đây là chuyện chắc như đinh đóng cột. Điều này cũng có nghĩa là thời gian còn lại của Tiêu Chính Văn và nhà họ Khương chỉ còn chưa đầy nửa tháng. Hôm sau, Ninh Dương trở về nhà họ Ninh, tuyên bố tin tức muốn nhắm vào Tiêu Chính Văn và nhà họ Khương, tin tức này hoàn toàn khiến cả Tu Hà bùng nổ. Mọi chủ đề bàn tán đều xoay quanh việc Ninh Dương thăng chức thiếu tá vào ngày mùng 8 tháng sau, hơn nữa còn muốn Tiêu Chính Văn và nhà họ Khương quỳ gối xin lỗi nhà họ Ninh. Lúc này, trong đại sảnh biệt viện nhà họ Khương đã chật kín các lãnh đạo cấp cao của công ty nhà họ Khương và người nhà họ Khương, ai cũng tranh luận đến nỗi mặt mũi đỏ bừng, hoặc hoảng sợ, lo lắng. Chủ tịch, chuyện này không liên quan đến nhà họ Khương chúng ta, đều là do con chó hoang Tiêu Chính Văn gây ra. Chúng ta chỉ cần giao hắn ra thì có lẽ nhà họ Ninh sẽ bỏ qua cho nhà họ Khương chúng ta. Đúng vậy, lão gia, cách bây giờ có thể làm là chúng ta cầu xin nhà họ Ninh tha thứ. Dù sao Ninh Dương cũng sắp thăng chức lên làm thiếu tá rồi, chúng ta chống lại một vị thiếu tá chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Bây giờ hơn chục công ty đã chấm dứt hợp đồng hợp tác với chúng ta, công ty thiệt hại ít nhất hàng chục triệu rồi. Đối mặt với những lời bàn tán và khuyên can này, sắc mặt của Khương Thái Sương vô cùng khó coi. Khương Mỹ Nghiên nhanh chóng phụ họa theo, ông nội, đây đều là lỗi của tên vô dụng Tiêu Chính Văn đó. Anh ta động vào ai không động. Lại đi động nào nhà họ Ninh. Còn đắc tội với Ninh Kỳ Nhi. Giờ thì hay rồi, Ninh Dương ra mặt, đó là thiếu tá tương lai đấy, là nhân vật ngồi ngang hàng với Hàn Lợi Dân. Nhà họ Khương chúng ta chống lại không nổi đâu. Theo cháu thấy,
Chúng ta phải đuổi Tiêu Chính Văn và cả hai mẹ con sao chổi Khương Vi Nhan ra khỏi nhà họ Khương càng sớm càng tốt, hơn nữa còn phải thông báo cho cả Tu Hà biết, nhà họ Khương không hề có quan hệ gì với Tiêu Chính Văn. Nếu không, chúng ta có thể sẽ bị liên lụy. Đúng vậy, Mỹ Nghiên nói rất đúng. Bố, chuyện này không có cách nào khác đâu, chỉ có cách này mới có thể giải quyết khủng hoảng của nhà họ Khương chúng ta, Khương Văn Kỳ nói, trao đổi ánh mắt với Khương Mỹ Nghiên, trong lòng đều hiểu rõ. Đây là một thời cơ tốt, chỉ cần đuổi được Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan ra khỏi nhà họ Khương, thì việc hợp tác với tập đoàn Lợi Dân sẽ rơi vào tay bọn họ. Về ân oán với nhà họ Ninh, chẳng qua đều do Tiêu Chính Văn mà thôi, đến lúc đó chỉ cần cho nhà họ Ninh ít lợi ích thì chắc hẳn nhà họ Ninh cũng sẽ không đuổi cùng giết tận. Thấy Khương Văn Kỳ mở miệng, những người còn lại cũng hùa theo. Khương Thái Sương nghe vậy vô cùng khó chịu, đập mạnh cây gậy trong tay xuống đất, trầm giọng nói, được rồi. Đợi đám Khương Vi Nhan trở về rồi chúng ta sẽ quyết định. Dù sao Khương Thái Sương cũng là người già nhưng tâm không già, lão vẫn đang cân nhắc thiệt lợi, một mặt không muốn đắc tội với thiếu tá Hàn Lợi Dân, mặt khác lại không muốn đắc tội với thiếu tá tương lai Ninh Dương. Đúng lúc này, Tiêu Chính Văn bế Nana và Khương Vi Nhan vội vã từ cửa trước đi vào, sau lưng còn có một nhà ba người Khương Học Bác. Vừa bước vào cửa, đám người nhà họ Khương và đám lãnh đạo cấp cao trong công ty tức giận đứng dậy, chỉ vào Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan chửi rủa. Hừ, các người còn dám đến đây sao? Tiêu Chính Văn, con chó hoang, mày có biết mày đã gây ra chuyện lớn gì không hả? Có biết nhà họ Ninh muốn sống chết với nhà họ Khương này không? Khương Vi Nhan à, Khương Vi Nhan, nếu không phải cô kiên quyết đem con chó hoang này về nhà thì nhà họ Khương này cũng sẽ không khủng hoảng như ngày hôm nay. Cô là đồ sao chổi, không nên trở về nhà họ Khương. Trước những lời mắng mỏ của đám đông, cơ thể Khương Vi Nhan khẽ run rẩy. Tình cảnh này, 5 năm trước cô đã từng thấy. Trong cuộc họp lần đó đuổi cô ra khỏi nhà họ Khương, cũng chính là đám người này với vô số lời ác ý cộng lại, cuối cùng đuổi cô đi. Khương Học Bác, đây là con gái ngoan, con rể tốt của chú đấy. Bây giờ chú còn lời nào để nói không? Khương Văn Kỳ đứng bật dậy, lấy thân phận anh cả để chỉ trích Khương Học Bác. Khương Học Bác cũng nhanh chóng bước lên, vội vàng nói với Khương lão gia, bố, chuyện này chúng con cũng vừa mới biết, chúng con nghe theo sự sắp xếp của bố. Khương Học Bác biết ông ta không có cơ hội nói về chuyện này, vì vậy ông ta chỉ có thể làm người gỗ cho người khác điều khiển mà thôi. Từ Phân và Khương Thần cũng xa lánh Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan ngay, lặng lẽ đứng nhìn họ bằng ánh mắt lạnh lùng. Quỳ xuống, lúc này, Khương Thái Sương đột nhiên gằn giọng quát lớn, mặt mày tái nhợt, vô cùng tức giận. Khương Vi Nhan đã quỳ xuống, chỉ có Tiêu Chính Văn vẫn đứng yên ngẩng cao đầu với vẻ mặt bình tĩnh, không hề sợ hãi. Tiêu Chính Văn, anh còn đứng đấy làm gì? Quỳ xuống cho tôi, Khương Mỹ Nghiên chỉ tay vào mũi Tiêu Chính Văn quát lớn. Quỳ xuống, con chó hoang này, thật kiêu ngạo, những người khác cũng tức giận quát theo. Nhưng Tiêu Chính Văn lại dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Mỹ Nghiên và đám người kia, vô cảm nói, cả đời Tiêu Chính Văn tôi chỉ lạy trời lạy đất lạy bố mẹ, tuyệt đối sẽ không quỳ trước mặt các người. Nói xong câu này, trên người Tiêu Chính Văn tỏa ra một luồng khí lạnh lùng, ngang ngược. Khương Vi Nhan quỳ dưới đất, đưa tay ra kéo quần Tiêu Chính Văn, hai mắt đỏ hoe, rơm rớm nước mắt, Chính Văn, đừng gây chuyện nữa. Tiêu Chính Văn nhìn Khương Vi Nhan đầy vẻ uất ức và sợ hãi, khẽ mỉm cười, kéo Khương Vi Nhan đứng lên, nói, em cũng không cần quỳ. Em là vợ của Tiêu Chính Văn anh, không ai có thể bắt em quỳ cả. Nhìn thấy hai người vẫn ngang ngược như vậy, Khương Thái Sương và đám người nhà họ Khương vô cùng tức giận, đủ loại mắng nhiếc và chửi rủa lập tức nhấn chìm Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn. Nhưng Tiêu Chính Văn đứng ra, kéo Khương Vi Nhan ra sau lưng mình. Liếc nhìn tất cả mọi người rồi nói, tôi biết mọi người đang lo lắng điều gì, chẳng qua chỉ là một tên nhà họ Ninh nhỏ bé. Chuyện này một mình Tiêu Chính Văn tôi sẽ đứng ra giải quyết. Chương 90, bố cháu rất lợi hại. Nghe vậy, mọi người trong phòng khách đều bật cười, khinh thường nói. Mày nói sao, chỉ dựa vào mày mà cũng dám nói ngông nói năng ngông cuồng rằng nhà họ Ninh chỉ là một gia tộc nho nhỏ ư. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Mày chỉ là một con chó hoang thì có khả năng gì mà giải quyết chuyện này chứ?
Nhưng thiếu gia Ninh Dương nhà họ Ninh là thiếu tá trong tương lai, là người ngang hàng với lại Hàn Lợi Dân đó. Chẳng lẽ mày tính dựa vào cái thân phận giải ngũ của mày để Hàn Lợi Dân ra mặt cho mày hả? Đúng là nực cười, mày cho rằng thiếu tá Hàn Lợi Dân sẽ vì một thằng lính giải ngũ tầm thường mà đắc tội với thiếu tá mới trong tương lai hay sao? Người nhà họ Khương nhao nhao mắng chửi Tiêu Chính Văn, trong lòng cũng vô cùng chán ghét. Tên Tiêu Chính Văn này là điển hình của mấy tên hay khoác lác. Sao anh có thể nói một mình giải quyết chuyện của nhà họ Ninh dễ dàng như vậy chứ? Khương Mỹ Nghiên cũng khoanh tay trước ngực, nhướng lông mày tỏ vẻ hả hê, sao vậy, ý của anh là thiếu tá Ninh Dương trong mắt anh chỉ là nhân vật bình thường thôi à? Vậy Tiêu Chính Văn, anh đang giữ chức vụ gì vậy? Cũng là thiếu tá hả? Hay tướng quân, hay là chủ soái? Anh là chủ soái của Đông Nguyên hay của Bắc Lương? Ha ha ha, con gái, đừng chọc cậu ta nữa. Cậu ta chỉ là con chó hoang mà thôi. Nếu cậu ta mà là chủ soái của Bắc Lương thì bố sẽ là người đầu tiên quỳ xuống dập đầu xin lỗi cậu ta, Khương Văn Kỳ nở nụ cười đầy vẻ mỉa mai. Hôm nay, ba người Khương Học Bác vô cùng yên lặng, không nói năng gì, bởi vì bọn họ biết lúc này mà mở lời thì rất bất lợi cho mình. Lúc mọi người vẫn đang liên tục sỉ nhục, châm chọc Tiêu Chính Văn thì cô bé Nana đang được anh ôm trong lòng bỗng tức giận hét lên, mọi người đừng nói bố cháu nữa. Bố cháu rất lợi hại. Hôm qua bố cháu mua một tòa trung tâm mua sắm, còn khiến mấy người kia xin lỗi Nana đấy. Nghe Nana nói vậy, mọi người đều sững sờ, nhìn Nana và Tiêu Chính Văn bằng ánh mắt hoài nghi. Sau đó lập tức bật cười nghiêng ngả. Mọi người nghe kìa, nó là con gái của con chó hoang với Khương Vi Nhan đó. Mới bao nhiêu tuổi mà đã học cái thói nói dối rồi. Cười chết tôi rồi, cậu ta mua nổi trung tâm mua sắm sao? Đồ con hoang này, đừng nói bậy bạ nữa. Bố mày chỉ là một con chó hoang, là thằng vô dụng thôi. Đối diện việc bị mọi người xem thường và không tin tưởng, Nana tranh luận đến mức đỏ mặt tía tai, cuối cùng lại bật khóc hu hu, quay đầu nhìn Khương Vi Nhan với khuôn mặt khó hiểu và bối rối. Mẹ ơi, Nana nói thật đó. Bố rất lợi hại, bố còn hạ gục được mấy người xấu, hu hu hu, bố rất lợi hại. Mẹ ơi, mẹ phải tin Nana. Hù hù hù. Khương Vi Nhan hết cách, cũng lần đầu tiên nghiêm túc nói với Nana, được rồi Nana, con đừng nói bậy nữa, lại đây mẹ ôm. Khương Vi Nhan không tin lời Nana nói, có lẽ trong mắt trẻ con chuyện gì cũng có thể phóng đại. Nana thấy Khương Vi Nhan không tin cô bé thì dốc hết sức lắc đầu từ chối, sau đó nước mắt lưng tròng nhìn Tiêu Chính Văn khóc nức nở, bố ơi, Nana không có nói dối mà. Tiêu Chính Văn xoa đầu Nana. Dịu dàng nói với cô bé, Nana, con quên đã hứa với bố chuyện gì rồi à? Nana che miệng, buồn bã gật đầu nói, con biết rồi, Nana không lỡ lời nữa ạ. Nhưng trong lòng cô bé lại khinh thường mọi người, mấy người không biết sự lợi hại của bố nhưng Nana biết rõ. Bố chính là siêu nhân, bố cực kỳ lợi hại. Sau đó, Tiêu Chính Văn nhìn tất cả mọi người rồi nghiêm túc nói, chuyện này tôi sẽ xử lý. Nếu tôi xử lý không xong thì Tiêu Chính Văn tôi tuyệt đối sẽ không làm liên lụy tới nhà họ Khương. Dứt lời, Tiêu Chính Văn xoay người kéo Khương Vi Nhan đang lo lắng và sốt ruột rời đi. Để lại người nhà họ Khương và những lãnh đạo cấp cao của công ty tức giận đùng đùng mắng chửi bóng lưng rời đi của Tiêu Chính Văn. Lão gia, chuyện này ông phải đưa ra chủ ý. Tên Tiêu Chính Văn này ngông cuồng quá rồi. Phải đó, bố ơi! Chuyện này không thể để cậu ta làm bậy làm bạ được, nếu cậu ta lại đắc tội với nhà họ Ninh hay Ninh Dương thì nhà họ Khương chúng ta thật sự không còn đường lui. Ông nội, đã tới lúc này rồi ông không được mềm lòng nữa. Việc này có liên quan đến sự phát triển sau này của nhà họ Khương chúng ta cũng như việc chúng ta có thể tiếp tục sinh sống ở Tu Hà này hay không. Sắc mặt Khương Thái Sương trở nên u ám, lão nhíu mày, cuối cùng nói, Văn Kỳ, Mỹ Nghiên. Mấy đứa thay mặt nhà họ Khương chúng ta tới nhà họ Ninh thăm dò tình hình đi. Vâng, con đi ngay, Khương Văn Kỳ gật đầu đồng ý, lập tức dẫn Khương Mỹ Nghiên rời khỏi phòng khách. Còn cả nhà Khương Học Bác lại bị Khương Thái Sương đối xử lạnh nhạt, cũng bị tất cả người nhà họ Khương chán ghét ruồng bỏ. Hừ, Khương Học Bác, mày xem đi, đều là chuyện tốt nhà mày làm ra đó. Khương Học Bác chỉ có thể cúi đầu xin lỗi, cho tới khi mọi người rời đi. Khương Học Bác mới căm phẫn nói với Từ Phân và Khương Thần, kể từ ngày hôm nay,
hai người không được phép bước chân ra nhà nữa. Ở một nơi khác, sau khi Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan rời khỏi phòng khách, quay về nhà mình, Khương Vi Nhan sốt ruột, lo lắng đi qua đi lại trong phòng khách, đôi lông mày xinh đẹp nhíu lại thành một đường. Cuối cùng, cô nói với Tiêu Chính Văn đang ôm Nana, Tiêu Chính Văn, hay là anh rời khỏi Thu Hà đi, anh cứ tránh trước đi đã. Tiêu Chính Văn ngờ vực nhìn Khương Vi Nhan hỏi, tại sao? Khương Vi Nhan sốt ruột đáp, nhà họ Ninh quá lớn mạnh, tháng sau Ninh Dương lại được thăng chức thành thiếu tá, chỉ dựa vào nhà họ Khương thì hoàn toàn không đối phó nổi. Nếu như Ninh Dương muốn đối phó với anh thì chắc chắn anh sẽ bị thương. Em không muốn thấy anh bị thương, càng không muốn Nana mất bố. Xem như em cầu xin anh đi, Tiêu Chính Văn, anh mau rời khỏi Tu Hà đi. Vậy khi anh đi rồi, em và Nana phải làm sao đây, Tiêu Chính Văn hỏi. Khương Vi Nhan ngẫm nghĩ, đôi mắt ngấn lệ, cô lau đi rồi cố nặn ra nụ cười trên khuôn mặt trắng nõn, nói em và Nana sẽ không sao đâu. Người nhà họ Ninh nhằm vào là anh, em là người nhà họ Khương, ở đây còn có ông nội chống đỡ, bọn họ sẽ không trơ mắt đứng nhìn nhà họ Khương biến mất như vậy đâu. Anh đừng lo cho em sẽ mua vé xe đi tỉnh cho anh tới đó sắp xếp ổn thỏa trước đi, đợi sóng yên biển lặng rồi anh lại quay về. Khương Vi nhanh vừa nói vừa lấy điện thoại ra, run rẩy lướt màn hình điện thoại. Đột nhiên một bàn tay ấm áp nắm lấy đôi tay lạnh cóng, đang run lẩy bẩy của Khương Vi Nhan. Tiêu Chính Văn dịu dàng nhìn Khương Vi Nhan đã rơi lệ, thay cô vén mái tóc đang rủ xuống lên vành tai, Vi Nhan, không sao đâu, có anh đây rồi, tất cả sẽ không sao đâu. Hơn nữa, anh khó khăn lắm mới tìm được em và Nana, lúc này sao có thể để mẹ con em ở lại mà bỏ chạy một mình được chứ? Tin anh, chuyện này cứ để anh giải quyết. Nhưng mà, Khương Vi Nhan sốt ruột lo lắng, tim cô nhói đau. Tiêu Chính Văn xoa đầu cô, nói, không sao, tin anh đi. Giờ anh đi tìm Hàn Lợi Dân, em với Nana ở nhà đợi anh. Hàn Lợi Dân, anh ta sẽ giúp anh chứ, Khương Vi Nhan hỏi với vẻ mặt đầy lo lắng. Tiêu Chính Văn nhún vai, anh đi xem thử. Dứt lời, Tiêu Chính Văn xoay người rời khỏi nhà họ Khương. Sau khi ra khỏi cửa, anh gọi một cuộc điện thoại, bảo Hàn Lợi Dân tới sở chỉ huy quân đội Tu Hà đợi tôi. Ngoài ra, điều tra bối cảnh của Ninh Dương ở chiến khu. Đồng thời điều động 30.000 binh lính Bắc Lương, lấy cớ diễn tập, có mặt tại Tu Hà vào ngày mùng 8 tháng sau. Chương 91, từ Kiêu Long nổi giận. Sở chỉ huy quân đội Tu Hà. Hàn Lợi Dân dẫn theo phó tướng và tham mưu trưởng dưới trướng của mình. Cùng với một đoàn cán bộ cấp cao của chiến khu Tu Hà, lúc này tất cả đều tỏ vẻ cung kính, đứng thẳng lưng trong phòng họp. Còn trước mặt bọn họ, vẻ mặt Tiêu Chính Văn lãnh đạm ngồi ở vị trí vốn thuộc về Hàn Lợi Dân. Nhưng lúc này, không ai dám phản đối, cũng không ai dám lên tiếng. Đây là chủ soái Bắc Lương, là vua Bắc Lương nắm giữ 300.000 người. Là chủ soái trẻ nhất Hoa Quốc, rất được lòng bốn Long Các và Long Chủ. Có thể nói, hiện giờ Tiêu Chính Văn có uy danh hiển hách ở Hoa Quốc, được muôn dân kính trọng. Cho dù trong nội bộ chiến khu cũng có vô số người tôn sùng. Ví dụ như Hàn Lợi Dân, anh ta chính là người tôn sùng trung thành nhất của vua Bắc Lương. Chỉ có điều, bởi vì ở chiến khu Đông Nguyên, nên nhiều khi anh ta không thể thể hiện điều đó. Chủ soái, anh đến đột ngột như vậy có chuyện gì sao? Hàn Lợi Dân hít sâu một hơi, mở miệng hỏi đầy cung kính. Nếu để người ngoài nhìn thấy thiếu tá Hàn Lợi Dân người đứng đầu sở chỉ huy quân đội Tu Hà khom lưng quỳ gối trước con chó hoang bị người Tu Hà ghét bỏ Tiêu Chính Văn này thì chắc người ta phải kinh ngạc đến trợn tròn mắt mất. Lúc này, đám cán bộ cấp cao của chiến khu đứng sau lưng Hàn Lợi Dân, ai nấy chán đổ mồ hôi lạnh, nhìn Tiêu Chính Văn đang ngồi trên ghế chủ vị với vẻ sợ hãi. Đây chính là chủ soái Bắc Lương trong lời đồn sao. Lại còn trẻ như vậy nữa, đúng là phúc của Hoa Quốc mà. Tiêu Chính Văn dựa lưng vào ghế, khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt rửng rưng, mở miệng hỏi, anh biết những gì về Ninh Dương? Hàn Lợi Dân nghe thấy vậy, nhíu mày, sau đó nói, thưa chủ soái, Ninh Dương là đại thiếu gia nhà họ Ninh, rất được lòng của mấy người tai to mặt lớn ở Tổng Bộ Chiến Khu Đông Nguyên. Hơn nữa, nghe Tổng Bộ Chiến Khu Đông Nguyên truyền tin, mùng 8 tháng sau cậu ta sẽ được thăng chức thiếu tá. Đến lúc đó, cậu ta sẽ ngang hàng với tôi. Theo điều lệnh sẽ cùng bảo vệ Tu Hà. Nói đến đây, sắc mặt Hàn Lợi Dân lạnh lùng, nói chủ soái,
tôi đã biết lời đồn ở thành phố Tu Hà thời gian gần đây, Ninh Dương muốn đối đầu với anh, đúng là mơ mộng hão huyền, bất kính với bề trên. Chủ soái, chuyện này đối với anh chỉ đơn giản là một câu nói, chắc chắn phía chiến khu Đông Nguyên sẽ suy nghĩ cẩn trọng. Tiêu Chính Văn gật đầu, đáp, nhà họ Ninh có thù không đội trời chung với nhà họ Tiêu tôi, Ninh Dương này lại ngông cuồng vinh váo như vậy, tôi muốn đích thân đè bẹp khí thế của anh ta. Tôi sẽ tự sắp xếp chuyện này, nhưng anh phải làm giúp tôi một chuyện, báo cáo chuyện này với Tổng Bộ Chiến khu Đông Nguyên. Tôi muốn biết ý kiến của người bên đó, cũng muốn biết ý của Từ Kiêu Long. Nghe đến tên của Từ Kiêu Long, chán Hàn Lợi Dân toát đầy mồ hôi lạnh. Lẽ nào Tiêu Chính Văn muốn khai chiến với chiến khu Đông Nguyên sao? Chủ soái, hay là để tôi nói cho Ninh Dương biết thân phận của anh? Như vậy thì Ninh Dương chắc chắn sẽ không dám làm sằng bậy, Hàn Lợi Dân vội vàng nói, sợ Tiêu Chính Văn trong cơn giận sẽ thẳng tay lật đổ nhà họ Ninh, sau đó tiêu diệt luôn cả Ninh Dương. Như vậy sẽ là chuyện của hai chiến khu, gây ra ảnh hưởng rất lớn. Tiêu Chính Văn đứng dậy, vẻ mặt lạnh lùng. Nói, không được tiết lộ thân phận của tôi với bất cứ ai. Tôi chắc chắn sẽ diệt trừ nhà họ Ninh. Về phần Ninh Dương, nể mặt anh ta là người của chiến khu Đông Nguyên các anh, tôi sẽ cho anh ta một con đường sống, nhưng tất cả phải xem lựa chọn của anh ta thế nào. Hàn Lợi Dân, anh cứ làm theo lời tôi nói, đừng làm việc gì thừa thãi. Nói xong, Tiêu Chính Văn vỗ vai Hàn Lợi Dân, xoay người rời đi. Sau khi Tiêu Chính Văn rời đi, Hàn Lợi Dân mới dám lau mồ hôi lạnh trên trán. Chủ yếu là vì khí thế trên người Tiêu Chính Văn quá mạnh. Anh ta đi lính đã mười mấy năm, nhưng đứng trước Tiêu Chính Văn chỉ như mèo gặp hổ. Thiếu tá Hàn, chúng ta nên làm gì bây giờ? Phó tướng của Hàn Lợi Dân hỏi, cũng tỏ vẻ lo lắng. Hàn Lợi Dân nhíu mày, sắc mặt khó coi, cuối cùng nói, làm theo ý của chủ soái Bắc Lương, báo cáo chuyện này với Tổng Bộ Chiến khu Đông Nguyên. Bảo mấy lãnh đạo bên đó quyết định. Chuyện này đã vượt ngoài sự tham gia và kiểm soát của chúng ta rồi. Nói xong, sắc mặt Hàn Lợi Dân trở nên vô cùng nghiêm trọng, nghĩ đi nghĩ lại, anh ta vẫn không yên tâm, lại cầm điện thoại của mình, nhanh chóng gọi cho Tổng Bộ Chiến khu Đông Nguyên. Tu Hà, Hàn Lợi Dân, yêu cầu nói chuyện với chủ soái. Hàn Lợi Dân đứng thẳng lưng, sắc mặt nghiêm túc. Điện thoại nhanh chóng được nối máy đến phòng chỉ huy tác chiến của Từ Kiêu Long. Hiện giờ Từ Kiêu Long là chủ soái của chiến khu Đông Nguyên, đang tiến hành kết hợp diễn tập với chiến khu Nam Lĩnh, đột nhiên nhận được điện thoại của sở chỉ huy quân đội Thu Hà, sắc mặt ông ta không vui lắm, lạnh lùng hỏi, Hàn Lợi Dân. Có chuyện gì thì mau nói đi. Chủ soái, sắp xảy ra chuyện rồi. Anh có nhớ Ninh Dương không? Hàn Lợi Dân hỏi với vẻ mặt cung kính. Từ Kiêu Long mặt vuông chữ điền, khí thế uy nghiêm, đang chỉ huy diễn tập quân sự trên mô hình, mày nhíu chặt lại, nói vẻ khó hiểu, Ninh Dương. Có chút ấn tượng, là lính của ông Lâm, nghe nói có triển vọng lắm, chẳng phải đã ra điều lệnh, tháng sau sẽ nhậm chức thiếu tá, đóng quân ở Tu Hà với cậu sao? Sao vậy, chắc không phải cậu ghen ghét đố kỵ đấy chứ? Lúc nói những lời này, Từ Kiêu Long cười đầy ý châm chọc. Chủ soái, cậu ta gây họa rồi. Hàn Lợi Dân cuống lên, sau đó nói, Ninh Dương trở về Tu Hà liền nhằm vào Tiêu Chính Văn, muốn bắt Tiêu Chính Văn quỳ xuống xin lỗi nhà họ Ninh trong bữa tiệc nhậm chức thiếu tá của cậu ta. Sao cơ, Từ Kiêu Long nghe vậy thì nổi trận lôi đình, tức đến mức vứt luôn cây gậy chỉ huy trong tay xuống mô hình, gầm lên giận dữ, cậu nói lại lần nữa xem nào, Ninh Dương muốn Tiêu Chính Văn quỳ xuống xin lỗi sao? Chán sống rồi chắc. Cậu ta còn chưa thăng chức thiếu tá mà đã muốn chủ soái Bắc Lương của Hoa Quốc quỳ xuống xin lỗi cậu ta sao? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Cậu nói thật cho tôi xem nào. Hàn Lợi Dân vội vàng kể lại mọi chuyện cho Từ Kiêu Long biết, Từ Kiêu Long nghe xong thì nổi giận đùng đùng, gầm lên, được lắm, được lắm. Nhà họ Ninh giỏi lắm, bốn đại gia tộc giỏi lắm. Dám làm chuyện điên cuồng như vậy với gia tộc của chủ soái Bắc Lương Hoa Quốc ta cơ đấy. Được lắm. Hàn Lợi Dân, bây giờ tôi hạ lệnh, mùng 8 tháng sau, cậu đến nhà họ Ninh, tước chức của Ninh Dương cho tôi. Nếu cậu ta dám phản kháng, cậu cứ nói là lệnh của Từ Kiêu Long tôi. Từ Kiêu Long giận không kiềm chế được, đến bây giờ ông ta mới biết Tiêu Chính Văn còn có thân thế như vậy. Chủ soái Bắc Lương của Hoa Quốc lại nhà tan cửa nát, bố mẹ bị nhà họ Ninh ép phải chết thảm trước mặt Tiêu Chính Văn, còn Tiêu Chính Văn cũng bị vợ sắp cưới lừa dối.
bị anh em phản bội, còn bị đuổi giết nữa. Thân thế bi thảm như vậy, thù hận sâu sắc như vậy, mà ông ta lại chẳng biết gì. Bây giờ ông ta đã biết rồi, đừng nói là một nhà họ Ninh, cho dù là 10 nhà thì từ Kiêu Long cũng sẽ đích thân dẫn quân đến tiêu diệt. Còn cả 4 đại gia tộc kia nữa. Vâng, thưa chủ soái, Hàn Lợi Dân lập tức gật đầu nói. Ở bên này, từ Kiêu Long tức giận cúp máy xong, giận dữ gầm lên với phó tướng đứng bên cạnh, cậu. Đi gọi cậu Lâm đến cho tôi. Đi mau, lập tức gọi đến cho tôi. Một người đàn ông cấp bậc trung tướng nhanh chóng hốt hoảng chạy đến, đầu tiên là đứng nghiêm chào, sau đó nói, chủ soái, anh tìm tôi có chuyện gì ạ? Lúc từ Kiêu Long nhìn thấy ông ta liền thẳng thừng đạp cho một cái, chỉ vào mũi người ta chửi mắng, Lâm Kiến An. Cậu chỉ huy lính của mình cho cẩn thận, cậu có biết tên lính tên Ninh Dương dưới tay cậu suýt nữa đã gây họa tận trời rồi không? Là trời đấy, cậu có biết không? Lâm Kiến An dù gì cũng là một trung tướng, đã hơn 40 tuổi, ra ngoài cũng là một nhân vật hô mưa gọi gió được vô số người yêu mến và tôn sùng. Nhưng lúc này đứng trước mặt từ Kiêu Long, ông ta cứ như một đứa trẻ phạm lỗi, khó hiểu hỏi, chủ soái, Ninh Dương đã phạm lỗi gì vậy? Vua Bắc Lương, cậu ta đắc tội với chủ soái Bắc Lương Tiêu Chính Văn. Còn định bắt chủ soái Bắc Lương của Hoa Quốc quỳ xuống xin lỗi một thiếu tá nhỏ nhoi như cậu ta trong bữa tiệc nhậm chức. Cậu nói xem có phải cậu ta gây họa tài trời rồi không? Có phải cậu muốn cởi bộ quần áo này trên người không? Từ Kiêu Long gầm lên với vẻ mặt giận dữ. Chương 92, bắt mẹ con Khương Vi Nhan đến đây. Câu nói này như sét đánh bên tai Lâm Kiến An. Sao cơ? Ninh Dương muốn chủ soái Bắc Lương quỳ xuống xin lỗi cậu ta sao? Điên rồi, chắc chắn là điên rồi. Đây không phải là náo loạn trời mà là náo loạn địa ngục đấy. Phịch một tiếng, Lâm Kiến An lập tức quỳ xuống trước mặt Từ Kiêu Long, sắc mặt khó coi, toàn thân run rẩy, kêu lên, chủ soái. Chuyện này tôi thực sự không biết gì cả. Tên Ninh Dương này không lâu trước đó mới trở về Tu Hà, sao lại chọc vào chủ soái Bắc Lương rồi vậy? Hừ, Từ Kiêu Long giận dữ gầm lên, nói cậu đã quên chuyện 300.000 người Bắc Lương được điều động không lâu trước đó à? Bữa giờ chủ soái Bắc Lương vẫn luôn ở Tu Hà đấy. Dã man hơn nữa là nhà họ Ninh của tên Ninh Dương này còn có mối thù không đội trời chung với chủ soái Bắc Lương Tiêu Chính Văn. Là thù không đội trời chung đấy. Bố mẹ của chủ soái Bắc Lương đã bị nhà họ Ninh ở Tu Hà này bức chết. Em gái Ninh Kỳ Nhi của Ninh Dương còn lừa dối Tiêu Chính Văn, lợi dụng thế lực của 4 đại gia tộc để tiêu diệt nhà họ Tiêu. Mỗi câu nói của Từ Kiêu Long như một chiếc búa giáng mạnh vào lồng ngực Lâm Kiến An, sắc mặt ông ta trắng bệch, hoảng sợ nói, sao lại như thế được? Sao lại như thế được cơ chứ? Chủ soái, bây giờ tôi sẽ đến Tu Hà, nhất định phải ngăn Ninh Dương gây ra chuyện xúc phạm cấp trên. Nói xong, Lâm Kiến An bò dậy định rời đi, nhưng Từ Kiêu Long lạnh lùng nói, không cần đâu. Tôi đã bảo Hàn Lợi Dân giải quyết rồi, cách chức thiếu tá của cậu ta. Ngoài ra, không lâu trước đó tôi đã phái Vương Truyền Minh đến Tu Hà, tôi sẽ thông báo với anh ta xử lý chuyện này. Dứt lời, sắc mặt Từ Kiêu Long tối sầm lại, cất bước rời khỏi phòng chỉ huy tác chiến. Cùng lúc đó, ở Long Các Long Kinh, trong phòng họp rộng lớn, sắc mặt 4 các lão Long Các lúc này cũng rất khó coi. Hoang đường, đúng là hoang đường, tôi vừa nhận được báo cáo của Từ Kiêu Long, thấy bảo một thiếu tá dự bị ở chiến khu Đông Nguyên của anh ta. Tên là Ninh Dương gì đó, muốn chủ soái Bắc Lương công khai quỳ xuống xin lỗi trong bữa tiệc nhậm chức của cậu ta, như vậy chẳng phải trò cười sao? Chủ soái của Hoa Quốc ta sao có thể bị một thiếu tá nhỏ nhoi sỉ nhục chứ? Bây giờ tôi sẽ hạ lệnh bắt tên Ninh Dương này lại, trừng phạt thích đáng. Tần Hán Quốc tức giận gầm lên. Ông Tần này, ông cũng đừng kích động quá, tên Ninh Dương này không biết thân phận của Tiêu Chính Văn. Điều chúng ta cần lo lắng hiện giờ là nhà họ Ninh và Tiêu Chính Văn đã kết thù không đội trời chung, đến chết mới thôi. Nếu lần này thằng nhóc kia lại làm chuyện quá phận như lần trước thì chúng ta phải làm sao? Ông lão Bành Trấn Quốc lùn béo ở bên cạnh lên tiếng hỏi. Giang Vạn Long ngồi ở vị trí trung tâm Long Các, lúc này sắc mặt u ám, do dự một lúc mới nói, dù thế nào thì một thiếu tá nhỏ nhoi mà sỉ nhục chủ soái Bắc Lương cũng phải thẳng tay bắn chết theo quân pháp. Nhưng dù gì đây cũng là mối thù giết bố giết mẹ của thằng nhóc kia, Hoa Quốc nợ cậu ấy quá nhiều, chuyện này cứ kệ cậu ấy đi,
chỉ cần không gây động tĩnh quá lớn, Long Các sẽ giải quyết giúp. Ông Tần, ông có quan hệ khá tốt với thằng nhóc đó, bảo cậu ấy biết dừng đúng lúc. Đừng gây chuyện lớn quá, nếu không mấy người bề trên chúng ta cũng không tiện ra mặt. Tần Hán Quốc gật đầu đáp, được, tôi sẽ giải quyết chuyện này. Về phía Tiêu Chính Văn, sau khi rời khỏi sở chỉ huy quân đội Thu Hà, anh không về thẳng nhà, mà đến tập đoàn của Lý Trường Thắng. Lúc này Lý Trường Thắng đang run lẩy bẩy đứng sau lưng Tiêu Chính Văn, nói, ngài Tiêu, thuộc hạ cũng đã nghe nói về chuyện nhà họ Ninh rồi, ngài định thế nào ạ? Tiêu Chính Văn đứng trước cửa sổ sát đất, chắp tay sau lưng, sắc mặt lạnh lùng, nói, ông nghe ngóng được gì về bốn đại gia tộc rồi? Lý Trường Thắng hoảng sợ, quỳ phịch một tiếng xuống đất, nói, ngài Tiêu, thuộc hạ vô dụng, vẫn chưa nghe ngóng được gì về bốn đại gia tộc. Đối phương có thế lực quá lớn, thuộc hạ đã tổn thất hai tốp người, nhưng vẫn không tìm hiểu được bất cứ tin tức gì. Chuyện này e là phải bắt đầu từ nhà họ Ninh. Tiêu Chính Văn nghe thấy thế, sắc mặt lạnh lùng, quay lại nhìn Lý Trường Thắng đang run như cầy sấy quỷ dưới đất, nói, đứng lên đi, tiếp tục điều tra. Vâng, Lý Trường Thắng vội vàng đứng dậy, cung kính đứng sang bên cạnh, sau đó mở miệng hỏi, ngài Tiêu, theo lý mà nói, với thân phận, địa vị và thực lực của ngài, muốn điều tra bốn đại gia tộc thì dễ như trở bàn tay, sao ngài lại muốn thuộc hạ làm ạ? Tiêu Chính Văn nhíu mày, thở dài, ánh mắt lạnh lùng, nói tôi đã từng điều động thế lực của mình để điều tra, nhưng như đá chìm đáy biển. Thực lực của đối phương không thể coi thường được, chắc là đã có đề phòng với tôi, nên mấy năm nay tôi mới bảo ông ngầm điều tra giúp tôi. Lý Trường Thắng nghe vậy thì thầm gật đầu, sau đó nói, thuộc hạ sẽ cố gắng hết sức để nhanh chóng điều tra được manh mối. Tiêu Chính Văn khẽ vẫy tay, sau đó nói, đúng rồi, ông làm giúp tôi chuyện này. Sau đó, Tiêu Chính Văn kể với Lý Trường Thắng chuyện của Khương Thần, bảo ông ta cử người đi xem thế nào. Có những chuyện không cần anh phải ra mặt, để Lý Trường Thắng ra mặt còn hiệu quả hơn. Dặn dò xong, Tiêu Chính Văn cũng không ở lại nữa mà rời đi luôn. Cùng lúc đó, ở đại sảnh nhà họ Ninh, một người làm đang nói, gia chủ, thiếu gia, tôi vừa nhìn thấy Tiêu Chính Văn rời khỏi sở chỉ huy quân đội Thu Hà, chắc là đến tìm Hàn Lợi Dân. Ninh Học Dân nghe vậy thì mặt mũi tối sầm lại, sau khi xua tay ra hiệu cho người làm lui xuống, ông ta hỏi Ninh Dương đang đứng thẳng tắp bên cạnh, Ninh Dương, con nói xem, nếu tên Tiêu Chính Văn này xin Hàn Lợi Dân ra mặt thật thì chúng ta phải làm sao? Ninh Dương lạnh lùng hừ một tiếng, vẻ mặt kiêu ngạo, nói, bố yên tâm đi, Hàn Lợi Dân này chắc chắn sẽ không đắc tội con vì một kẻ nhỏ nhoi đã xuất ngũ đâu. Tháng sau con đã là thiếu tá, cùng bảo vệ Thu Hà với Hàn Lợi Dân. Tổng bộ chiến khu đã ra điều lệnh rồi. Đến lúc đó, con sẽ ngang hàng với Hàn Lợi Dân, con muốn làm gì anh ta cũng không nhúng tay được đâu. Ninh Học Dân nghe thấy vậy mới gật đầu, cười vui vẻ nói, con trai bố giỏi lắm. Tháng sau con đã là thiếu tá, nhà họ Ninh ta cuối cùng cũng nở mày nở mặt rồi. Nhưng đúng lúc này, Ninh Kỳ Nhi bước ra, vẻ mặt tức giận và độc ác, nói với Ninh Dương, anh. Em nhất định sẽ công khai sỉ nhục Tiêu Chính Văn vào bữa tiệc mùng 8 tháng sau. Em muốn anh ta phải quỳ xuống xin lỗi em. Cả con ả Khương Vi Nhan và đứa con hoang kia nữa, em cũng muốn bọn họ xuất hiện ở bữa tiệc. Em muốn Tiêu Chính Văn tận mắt chứng kiến em sỉ nhục người phụ nữ anh ta yêu thương và con gái của anh ta. Lúc nói đến đây, ánh mắt Ninh Kỳ Nhi lóe lên sự thù hận sâu sắc, dường như có thể hòa tan mọi thứ. Ninh Dương quay người lại, tay chắp sau lưng. Mỉm cười nhìn Ninh Kỳ Nhi, nói, được. Anh đồng ý với em, bây giờ anh sẽ bảo người dẫn tới cho em chút giận nhé. Dứt lời, Ninh Dương hắng giọng nói, người đâu, cử một đội đến nhà họ Khương, dẫn mẹ con Khương Vi Nhan đến đây cho tôi. Chương 93, bố đang ở đâu thế? Biệt viện nhà họ Khương. Mười mấy tên lính mặc quân phục nhảy từ trên bốn chiếc xe jeep chuyên dụng quân sự xuống. Tên nào tên nấy vũ trang đầy đủ, mang theo súng, mặt đằng đằng sát khí. Bảo vệ ở cổng biệt viện nhà họ Khương nhìn thấy cảnh này, lập tức hồn vía lên mây, vội vàng chạy vào nhà trong báo với lão gia, lão gia, lão gia, xảy ra chuyện rồi. Ngoài kia có nhiều lính đến lắm, còn mang theo cả súng nữa. Lúc này Khương Thái Sương đang nằm trên ghế tựa nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy sợ tới mức đứng bật dậy, hai mắt trợn tròn, vẻ mặt kinh hãi. Hỏi cậu nhìn rõ chứ?
Có nhiều lính đến lắm sao? Còn mang theo cả súng nữa à? Nhìn rõ thưa lão gia. Thật đấy ạ, bọn họ ở ngay ngoài cổng. Nhìn có vẻ không có ý tốt gì đâu ạ, tên bảo vệ kia vội vàng kêu lên. Khương Thái Sương cũng hết hồn, trước giờ nhà họ Khương chưa từng đắc tội người của chiến khu mà, sao lại đột ngột có mười mấy người lính mang súng đến chứ? Đúng lúc này, ba người nhà Khương Văn Kỳ và ba người nhà Khương Học Bác cùng với mấy họ hàng thân thích nhà họ Khương cũng hốt hoảng chạy vào nhà trong, kêu lên, lão gia, xảy ra chuyện gì vậy? Sao bên ngoài lại có nhiều lính như vậy? Còn mang cả súng nữa? Bố, có chuyện gì vậy? Con nghe người làm nói có mười mấy người lính mang theo súng tới sao? Khuôn mặt Khương Văn Kỳ cũng đầy vẻ hoảng sợ. Khương Thái Sương lắc đầu đáp, bố cũng không biết nữa, mau mau mau, chúng ta ra đón tiếp đã. Lão vừa dứt lời, mọi người nhà họ Khương liền tức tốc chạy ra ngoài cổng, từ xa đã nhìn thấy mười mấy người lính cầm súng, đang đứng chỉnh tề ở trước cổng, ai nấy cao to dũng mãnh, toàn thân tỏa ra hơi thở lạnh lùng chết chóc. Chào các anh, tôi là gia chủ Khương Thái Sương của nhà họ Khương, xin hỏi các anh là có chuyện gì vậy? Khương Thái Sương vội vàng bước lên, vẻ mặt cung kính hỏi. Tên trung đội trưởng dẫn đầu nhíu mày, lạnh lùng nói, ông chính là Khương Thái Sương sao? Đúng lúc lắm, tôi nhận lệnh của Đại úy Ninh, đến đưa hai mẹ con Khương Vi Nhan đi. Khương Vi Nhan, Đại úy Ninh, sắc mặt Khương Thái Sương đầy vẻ sợ hãi, lập tức hiểu rõ mọi chuyện, đám lính này là do Ninh Dương cử tới. Toi rồi, tên Ninh Dương này sốt sắng muốn ra tay với nhà họ Khương đến vậy sao? Vẻ mặt Khương Thái Sương vô cùng hoảng loạn, căng thẳng. Khương Văn Kỳ lập tức bước lên, chắp tay cười nói với tên trung đội trưởng kia, chào anh, các anh đến tìm Khương Vi Nhan sao? Để tôi dẫn các anh đi. Khương Văn Kỳ hiểu ra rồi, đám người này rõ ràng là Ninh Dương cử tới để bắt mẹ con Khương Vi Nhan, tức là chẳng liên quan gì đến nhà họ Khương bọn họ cả. Chỉ cần không liên quan, thì hạn chế mạo phạm đến thiếu tá tương lai Ninh Dương này. Nếu muốn bắt Khương Vi Nhan thì cứ để họ bắt đi. Đúng đúng đúng, chúng tôi biết Khương Vi Nhan ở đâu, ở ngay trong sân nhỏ ấy, Khương Mỹ Nghiên cũng hiểu ra, lập tức nói hùa theo. Nhưng lúc này, Khương Học Bác lại đau đớn kêu lên, các người, sao các người có thể làm vậy chứ? Dù sao Vi Nhan cũng là người nhà họ Khương, là con gái của Khương Học Bác tôi mà. Lẽ nào các người cứ thế để bọn họ bắt Khương Vi Nhan đi sao? Tuy Khương Học Bác không được coi là một người bố đúng trách nhiệm, nhưng dù gì cũng là bố của Khương Vi Nhan, ông ta không thể trơ mắt nhìn đám người này bắt con gái mình đi được. Từ Phân thấy Khương Học Bác ra mặt, lập tức véo tai ông ta, giận dữ quát, Khương Học Bác. Ông làm cái gì vậy? Ông muốn chết thì cũng đừng kéo theo chúng tôi chứ. Con bé Khương Vi Nhan kia là đồ xui xẻo, cứ mặc kệ cho nó bị bắt đi. Vì cái đồ xui xẻo đó mà làm liên lụy nhà họ Khương chúng ta thì có lợi gì chứ? Phải đấy, em dâu, lần này chị ủng hộ em, Tiết Mai vội vàng đứng ra thêm dầu vào lửa, nói, Học Bác này, chẳng phải chú còn có con trai là Khương Thần sao? Nếu vì con nhãi Khương Vi Nhan chết tiệt kia mà đắc tội thiếu tá tương lai Ninh Dương, khiến nhà họ Khương ta không còn chỗ đứng ở Tu Hà thì chú có chịu trách nhiệm được không? Đối mặt với sự trách mắng của mọi người, Khương Học Bác cũng thầm run sợ. Nhưng lúc này, ông ta vẫn muốn làm đúng trách nhiệm của một người bố, liền quỳ phịch một tiếng trước mặt Khương Thái Sương, kêu lên, bố. Dù gì Khương Vi Nhan cũng là con gái con, không thể để bọn họ cứ thế bắt đi được. Khương Thái Sương thấy vậy thì nổi giận, lạnh lùng hừ một tiếng, quát, Khương Học Bác. Mày làm cái gì vậy? Mày muốn đánh đổi cả nhà họ Khương với đồ xui xẻo Khương Vi Nhan kia sao? Khương Học Bác không còn lời nào để nói, chỉ có thể quỳ dưới đất dập đầu như dã tỏi. Khương Thái Sương thấy vậy cũng làm ngơ, vội vàng nói với tên trung đội trưởng, xin mời các anh đi theo tôi. Dứt lời, tên trung đội trưởng kia dẫn người định đi theo, nhưng Khương Học Bác bỗng đứng bật dậy, chắn trước mặt đám người, hét lên, không được. Tôi không thể để các người đi được. Bốp! Sắc mặt tên trung đội trưởng trở nên u ám, nổi giận đùng đùng. Bước lên giơ chân đá cho Khương Học Bác một cái, sau đó vung tay lên, gầm chống lại quân lệnh. Bắt lấy ông ta. Lập tức có hai tên lính bước lên, ấn chặt Khương Học Bác xuống đất. Không được, không được đi, con bé là con gái con, là người của nhà họ Khương mà. Khương Học Bác bị ấn dưới đất,
gào lên nức nở, nhưng chẳng thể ngăn cản được mọi người. Tử Phân bước lên xin xỏ, cũng bị đá cho một cái. Sau đó, tên trung đội trưởng kia lạnh lùng hừ một tiếng, dẫn người đi theo đám Khương Thái Sương đến thẳng sân nhỏ. Lúc này, trong sân nhỏ, Khương Vi Nhan đang chơi với Nana. Nana chạy khắp sân, cười khanh khách. Đột nhiên, một tiếng rầm vang lên. Cánh cổng sân nhỏ bị đá mạnh ra, lập tức có mười mấy tên lính mang theo súng, vẻ mặt lạnh lùng xông vào, nhanh chóng bao vây cả sân nhỏ. Còn tên trung đội trưởng kia chân đi bốt quân đội, sải bước tiến vào, ôm luôn Nana đang ngây người ngẩng đầu nhìn hắn vào lòng, lạnh lùng cười nói, mẹ cháu đâu nào. Lúc này, Nana bị khí thế lạnh lùng đáng sợ trên người tên trung đội trưởng dọa sợ, toàn thân run lên, chỉ vào Khương Vi Nhan đang chạy tới, kêu lên, mẹ. Khương Vi Nhan chạy ra liền nhìn thấy cảnh tượng này trong sân nhỏ, lập tức giật nảy mình. Các anh là ai? Khương Vi Nhan yếu ớt hỏi, nhìn Nana ở trong lòng tên trung đội trưởng với ánh mắt lo lắng. Tên trung đội trưởng lạnh lùng nói, cô chính là Khương Vi Nhan à? Anh là, lúc này Khương Vi Nhan đặt hai tay trước bụng, có vẻ như bị đám lính này dọa sợ, giọng nói cũng yếu ớt. Tốt lắm, dẫn đi, tên trung đội trưởng kia vẫy tay, hai tên lính bước lên, đá một phát vào sau lưng Khương Vi Nhan, khiến cô ngã xuống đất, sau đó còng ngược hai tay cô ra đằng sau. Khương Vi Nhan bị cú đá này làm cho choáng váng, người cũng bị ấn xuống đất, cô gầm lên, rốt cuộc các anh là ai? Các anh muốn làm gì? Thả tôi ra, thả con gái tôi ra. Nana, Nana. Mẹ, các chú thả mẹ cháu ra. Hu hu hu, chú là người xấu, các chú đều là người xấu, thả mẹ cháu ra. Nana giãy giụa trong vòng tay tên trung đội trưởng kia, không ngừng tay đấm chân đá, thậm chí còn cắn vào cánh tay hắn, vừa khóc vừa gào. Tên trung đội trưởng kia bị đau, giơ tay tát một cái thật mạnh vào mặt Nana, sau đó ném cô bé xuống đất, chửi mắng, chết tiệt. Đồ con hoang này. Nana. Khương Vi Nhan thấy vậy, mắt trợn trừng, đau xót rơi nước mắt, cố gắng giãy giụa muốn bỏ qua đó. Nana bị ném xuống đất, cả tấm lưng va mạnh xuống nền gạch, vang lên âm thanh nặng nề, sau đó cô bé nằm bất động ở đó, khóc ầm ĩ, mẹ ơi, Nana đau. Nana không động đậy được, bố ơi, hu hu hu, bố đang ở đâu thế? Có kẻ xấu bắt nạt Nana và mẹ. Chương 914, tao bắn chết mày. Sắc mặt tên trung đội trưởng kia tối sầm lại, trợn mắt chừng Nana đang nằm khóc ầm ĩ dưới đất, lạnh lùng nói, đồ con hoang. Đưa cả hai đi. Lập tức có mấy tên lính còng ngược tay Khương Vi Nhan ra sau, lôi cô dậy. Nana cũng bị một tên lính ôm ngang người, thái độ hung dữ. Động tác thô lỗ. Mẹ ơi, cứu con, thả cháu với mẹ ra. Hu hu hu, Nana vừa gào khóc vừa giãy giụa, nước mắt giàn giụa. Nana, Nana đừng sợ, có mẹ đây rồi, mấy chú này đang chơi với chúng ta thôi, chắc là các chú nhầm thôi. Nana đừng sợ, Khương Vi Nhan không ngừng an ủi Nana, nhưng trong lòng cũng vô cùng sợ hãi. Tiêu Chính Văn, chẳng phải anh từng nói sẽ bảo vệ em và Nana sao? Giờ này anh đang ở đâu vậy? Tiêu Chính Văn, anh đang ở đâu vậy? Anh mau ra đi. Cuối cùng, Khương Vi Nhan cắn rách cả đôi môi đỏ, nước mắt như mưa, thầm gào lên trong lòng. Ở ngoài cửa, đám người nhà họ Khương đều coi như không thấy gì. Ông nội, cháu xin ông cứu cháu và Nana với, ông cứu Nana đi ông. Lúc đi qua cửa, Khương Vi Nhan nhìn thấy đám người nhà họ Khương ở bên ngoài, cô lập tức vùng khỏi tay tên lính. Quỳ xuống đất, không ngừng dập đầu xin giúp, nước mắt giàn giụa, trán cũng đỏ cả lên. Khương Thái Sương nhếch miệng lạnh lùng, dùng sức hất bàn tay Khương Vi Nhan đang túm ống quần lão ra, ghét bỏ nói, bắt đầu từ hôm nay, cô không còn bất cứ liên quan gì đến nhà họ Khương tôi nữa. Khương Vi Nhan, tất cả mọi chuyện đều là do Tiêu Chính Văn, cô muốn hận thì hận con chó hoang đó đi. Phải đấy, Khương Vi Nhan, cô đừng mong nhà họ Khương cứu cô nhé. Đắc tội với thiếu tá tương lai Ninh Dương, đúng là tự tìm đường chết, Khương Mỹ Nghiên nói, sắc mặt cô ta lạnh tanh, nhếch miệng nở nụ cười khẩy khi thấy người khác gặp họa. Tử Phân và Khương Thần đứng trong đám người, chỉ lặng lẽ quan sát, không dám lên tiếng, nhưng trong lòng cũng vui lắm. Chỉ cần không còn Khương Vi Nhan nữa, thì những dự án hợp tác trong tay cô chẳng phải đều thành của họ sao? Thấy mọi người nhà họ Khương tỏ thái độ lạnh nhạt như vậy.
trong lòng Khương Vi Nhan hoàn toàn hết hy vọng, ông nội Hòa Nhã thân thiết trong mắt cô, lúc này bỗng trở nên thật xa lạ và máu lạnh. Ông nội, cháu là cháu gái Khương Vi Nhan của ông mà, cuối cùng, Khương Vi Nhan hét lên đầy đau đớn, rồi nhanh chóng bị mấy tên lính lôi đi mất. Cả biệt viện nhà họ Khương lập tức vang khắp tiếng khóc kêu đau của Nana và tiếng cầu xin của Khương Vi Nhan. Đám lính này nhanh chóng đưa Khương Vi Nhan và Nana lên xe, sập cửa xe lại. Khương Vi Nhan nhào ra cửa sổ, nhìn những khuôn mặt lạnh nhạt ở cổng nhà họ Khương, cuối cùng đau đớn hét lên, ông nội, cháu xin ông đấy, ông cứu cháu, cứu Nana với. Mẹ, Nana muốn xuống xe, hu hu hu, Nana sợ quá, Nana ở bên cạnh cũng vô cùng sợ hãi, nắm chặt cánh tay Khương Vi Nhan. Nhưng Khương Thái Sương chẳng thèm quan tâm. Sắc mặt ông ta u ám, quay người dẫn mọi người trong nhà họ Khương rời đi. Vù vù. Đúng lúc này, xe Jeep cũng khởi động, chuẩn bị rời khỏi nhà họ Khương. Khương Vi Nhan ngồi trong xe, nằm bò ở cửa sổ, khóc trong tuyệt vọng, nhìn bóng lưng người nhà họ Khương rời đi, trong lòng chẳng còn bất cứ hy vọng gì nữa. Hu hu hu, tại sao ông lại đối xử với cháu như vậy? Tại sao? Khương Vi Nhan khóc đau đớn, áp trán vào cửa sổ. Nước mắt rơi xuống như mưa. Nhưng đúng lúc này, xe Jeep đột nhiên rung mạnh một cái, cả thân xe đang khởi động đột ngột dừng lại. Mẹ kiếp, thằng nào đấy, dám chặn xe của tao. Tên trung đội trưởng trong xe nổi giận gầm lên, đạp mở cửa xe rồi bước xuống. Khương Vi Nhan sững sờ, ngẩng phát khuôn mặt đầy vết nước mắt lên, nhìn ra ngoài qua tấm kính trước xe, thấy bóng dáng mà cô vô cùng quen thuộc. Tiêu Chính Văn. Là anh ấy, cuối cùng anh ấy cũng xuất hiện rồi. Nana ở bên cạnh cũng đứng phát dậy, giơ bàn tay nhỏ lên, khuôn mặt đầy nước mắt nở nụ cười rạng rỡ, chỉ vào Tiêu Chính Văn ở bên ngoài, kích động hét lên, mẹ ơi! Là bố kìa, bố đến cứu chúng ta rồi, bố đến cứu chúng ta rồi. Lúc này, cả người Tiêu Chính Văn ngập tràn lửa giận, anh nhìn đám lính đang nhảy xuống từ mấy chiếc xe Jeep bằng ánh mắt lạnh lùng. Giận dữ gầm lên, thả vợ con tao ra. Chúng mày sẽ được sống sót. Láo toét, mày ngông quá đấy, dám chặn cả xe quân đội. Theo quân pháp là phải bắn chết tại chỗ rồi đấy. Tên trung đội trưởng kia nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng, vẫy tay một cái, mấy tên lính phía sau xông lên, định bắt Tiêu Chính Văn. Trong nháy mắt, cả người Tiêu Chính Văn ngập tràn sát ý ngút trời, cả người như biến thành một con mãnh hổ, lao về phía trước. Đá bay mấy tên lính, sau đó cả người anh như thiên sứ giáng từ trên trời xuống, bóp mạnh cổ tên trung đội trưởng, rầm một tiếng, ấn chặt hắn xuống mui trước chiếc xe Jeep. Một tiếng ầm vang lên, mui trước chiếc xe Jeep lập tức lõm thành hình người, hai bánh xe đằng trước phát nổ. Cảnh tượng này khiến tất cả đám lính có mặt đều hết hồn, những tên lính còn lại đều giơ súng lên chĩa vào Tiêu Chính Văn, tức giận quát thả trung đội trưởng ra, nếu không tôi sẽ nổ súng. Ngay cả đám người nhà họ Khương vốn định rời đi, bây giờ cũng bị những tiếng động này làm cho kinh sợ, ngây người tại chỗ. Toi rồi, tên Tiêu Chính Văn này gây họa lớn rồi, sao cậu ta dám ra tay với trung đội trưởng kia như vậy chứ? Chặn xe quân sự là tội chết đấy, cậu ta làm vậy liệu có liên lụy đến nhà họ Khương chúng ta không nhỉ? Khương Văn Kỳ cuống lên nói. Khương Thái Sương cũng thấy trước mắt tối sầm lại, suýt nữa không đứng vững, lão ôm ngực. Vẻ mặt kích động hét lên, tên Tiêu Chính Văn này là muốn giết nhà họ Khương ta đây mà. Còn bên phía Tiêu Chính Văn, hai mắt anh lạnh lẽo, nhìn chằm chằm tên trung đội trưởng kia như thần chết, trầm giọng nói, tao đếm đến ba, bảo người của mày bỏ súng xuống, nếu không tao sẽ bóp gãy cổ mày luôn. Tên trung đội trưởng kia đã sợ đến mức hồn vía lên mây. Dù gì hắn cũng là lính, tố chất thân thể mạnh hơn người thường, nhưng đứng trước người đàn ông này. Hắn cảm thấy mình chẳng khác gì con kiến đang đối mặt với con voi, không còn chút suy nghĩ chống trả nào. Thật là khủng khiếp, quá đáng sợ. Sao trên người đàn ông này lại có khí thế khiến người ta kinh hồn bạt vía như vậy chứ? So với khí thế trên người chủ soái Từ Kiêu Long ở chiến khu Đông Nguyên mà hắn từng gặp một lần ở đại hội động viên thì còn kinh khủng hơn. Bỏ súng xuống, tên trung đội trưởng kia lắp bắp kêu lên. Mấy tên lính kia lập tức bỏ súng xuống. Dù sao bọn chúng cũng coi phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Sau đó, Tiêu Chính Văn ngẩng lên, ánh mắt dịu dàng, nhìn Khương Vi Nhan đã khóc không thành tiếng,
đang ôm chặt Na Na trong xe. Khoảnh khắc đó, trong lòng Tiêu Chính Văn vô cùng tự trách, vô cùng áy náy. Tên Ninh Dương khốn kiếp. Không ngờ lại làm ra chuyện này. Lúc này, Khương Vi Nhan đang ôm chặt lấy Na Na, hình như nghĩ ra gì đó, cô vội vội vàng vàng xuống xe, chạy tới trước mặt Tiêu Chính Văn, nhìn tên trung đội trưởng bị ấn chặt đến mức mặt đỏ bừng. Cô vội vàng kéo cánh tay Tiêu Chính Văn, lắc đầu nói Tiêu Chính Văn, anh đừng làm chuyện dại dột, mau thả anh ta đi. Anh ta là trung đội trưởng, là người của chiến khu đấy. Nếu anh ta xảy ra chuyện gì thì cả anh với em và Nana, cả nhà họ Khương cũng đều tiêu đời, em xin anh đấy, Tiêu Chính Văn, mau thả anh ta ra. Tiêu Chính Văn nhìn thấy vệt nước mắt khắp mặt Khương Vi Nhan, đau lòng nói, nhưng bọn họ không phân phải trái, đối xử với em và Nana như vậy, mà em vẫn muốn thả hắn sao? Khương Vi Nhan do dự, nhìn tên trung đội trưởng đang giãy giụa, nặng nề gật đầu đáp, thả anh ta đi, coi như em xin anh. Em không muốn gây chuyện gì, càng không muốn anh và Nana xảy ra chuyện. Tiêu Chính Văn hít sâu một hơi, con người đỏ ngầu, cố gắng kiềm chế cơn giận ngùn ngụt trong lòng, xoay đầu lại, nhìn chằm chằm tên trung đội trưởng kia, nói, mạng mày là của vợ tao. Dứt lời, Tiêu Chính Văn chậm rãi buông tay ra. Tên trung đội trưởng kia được thả ra, tránh đi thật xa, xoa cổ mình, thở hổn hà hổn hển, sau đó hắn rút súng ở thắt lưng ra. Chĩa vào giữa trán Tiêu Chính Văn, nổi giận gầm lên, khốn kiếp. Mày ngông cuồng đấy, dám chặn cả xe quân sự, đánh quân nhân, bây giờ tao sẽ bắn chết mày. Chương 95, Ninh Dương nổi giận. Ken két, chốt bảo vệ bị mở ra. Tên trung đội trưởng sắp bóp cò. Nhưng giây tiếp theo, cho dù thế nào hắn cũng không dám bóp tiếp. Bởi vì giờ phút này, hai tròng mắt Tiêu Chính Văn đang chăm chăm nhìn hắn. Trong đôi con người kia, giống như có mấy trăm nghìn đại quân và biển máu ngập trời. Khí thế trên người anh xông thẳng trời cao, sau đó toàn bộ dồn về phía tên trung đội trưởng. Trong nháy mắt, tên trung đội trưởng bị khí thế trên người Tiêu Chính Văn chấn áp. Khủng khiếp, vô cùng khủng khiếp. Dường như tên trung đội trưởng cảm thấy người mình đối mặt lúc này là một chủ soái thống lĩnh trăm vạn đại quân, không thể chiến thắng, không thể ngước nhìn. Nổ súng. Nổ súng đi, Tiêu Chính Văn tức giận hét một tiếng tựa như sấm vang nổ lên bên tai tên trung đội trưởng kia, dọa đối phương bất ngờ lùi về sau mấy bước. Mẹ kiếp, mày dọa chết ông đây rồi, tên trung đội trưởng kia giận dữ, khóe mắt thoáng rùng mình, thẳng thừng bóp cò. Nhưng, hỗn xược, ai dám nổ súng, ông đây đập chết kẻ đó đầu tiên. Đột nhiên, một giọng gầm thét tức giận như sấm rền khác, vang khắp cửa biệt viện nhà họ Khương. Bụp bụp bụp. Một tiểu đoàn binh lính, trang bị vũ khí đầy đủ, toàn bộ đều lắp súng, xông thẳng vào dưới sự chỉ huy của thiếu úy Phương, nhanh chóng vây quanh đám binh lính do Ninh Dương cử đến. Bầu không khí lúc này trở nên căng thẳng lạ thường. Thiếu úy Phương bước từng bước tiến lên trên chiếc giày chiến đấu, rút súng từ thắt lưng ra rồi chĩa vào giữa trán của tên trung đội trưởng kia, giận dữ nói, bỏ súng xuống, bỏ xuống. Hai mắt tên trung đội trưởng trợn to. Liếc nhìn huân chương trên vai thiếu úy Phương, tuy không phục nhưng vẫn bỏ súng xuống, lên tiếng, thiếu úy. Bịch, thiếu úy Phương bước lên, chỉ một cước đá mạnh vào phần bụng của tên trung đội trưởng kia, đá hắn bay thẳng ra xa mấy mét, nặng nề ngã xuống đất. Trong nháy mắt, hai chiến sĩ bước lên, còng tay tên trung đội trưởng ra sau lưng. Tên trung đội trưởng tức giận, hét lên, buông tôi ra. Tôi là người của đại úy Ninh Dương. Tháng sau anh ấy chính là thiếu tá đấy. Các người dám đối xử với tôi như vậy, thì chính là gây khó dễ cho đại úy Ninh Dương. Thiếu úy Phương lạnh lùng hừ một tiếng, nói, Ninh Dương. Bây giờ anh ta vẫn chưa phải là thiếu tá. Tu Hà vẫn là thiếu tá Hàn nhà tôi định đoạt, đưa đi hết. Một tiếng ra lệnh, tiểu đoàn binh lính trong phút chốc đã áp giải toàn bộ bọn họ đưa đi. Sau đó, thiếu tá Phương xoay người, cung kính cúi chào nói với Tiêu Chính Văn. Anh Tiêu, thứ cho chúng tôi đến trễ một bước, để anh và vợ anh chịu ấm ức. Thiếu tá Hàn nhờ tôi nói với anh, mấy ngày này có chúng tôi bảo vệ an nguy của hai người, mong anh Tiêu và vợ anh yên tâm. Tiêu Chính Văn gật đầu thờ ơ, ra hiệu bọn họ có thể đi rồi. Thiếu úy Phương cũng hiểu ngay, lập tức xoay người, dẫn quân rời khỏi. Khương Vi Nhan ở lại, mặt đầy nghi ngờ, đờ đẫn sừng sờ tại chỗ, hoàn toàn không hiểu vừa nãy đã xảy ra chuyện gì.
Bọn họ đến đây vì Tiêu Chính Văn sao? Vậy Tiêu Chính Văn là ai? Xin lỗi, anh không thể bảo vệ tốt cho em và Nana. Lúc này Tiêu Chính Văn xoay người lại nói với Khương Vi Nhan bằng vẻ mặt đầy áy náy. Lúc này Khương Vi Nhan mới phản ứng lại, giơ tay lên, bốc một cái tát dán lên mặt Tiêu Chính Văn, dáng vẻ yêu kiều, vừa sợ hãi vừa căng thẳng vừa tức giận hét lớn, Tiêu Chính Văn. Đều tại anh, tại sao anh lại trêu chọc nhà họ Ninh chứ? Nếu Nana xảy ra chuyện gì, anh bảo tôi phải làm sao? Nếu vừa nãy anh xảy ra chuyện gì, tôi và Nana phải làm sao? Hu hu hu. Khương Vi Nhan cúi đầu, không ngừng khóc nức nở, bả vai không ngừng run rẩy, vô cùng uất ức. Cô sợ rồi. Thật sự sợ rồi. Tiêu Chính Văn sững sờ tại chỗ, mặc dù gò má đau rát, nhưng trong lòng không hề trách Khương Vi Nhan, ngược lại khóe miệng còn mang theo nụ cười, bởi vì đây không phải cô đang nổi giận với mình, mà đây là sự quan tâm cô dành cho mình. Cô đang cho lắng cho mình. Mẹ ơi, mẹ đừng khóc. Nana không sao, Nana ngước cái đầu nhỏ, kéo tay Khương Vi Nhan bằng cánh tay nhỏ. Cô bé chớp đôi mắt to, ngần ngấn nước mắt, dáng vẻ đầy uất ức. Khương Vi Nhan lau nước mắt, ngồi xổm người xuống, ôm Nana lên, dịu dàng lo lắng hỏi, Nana, có bị thương ở đâu không? Để mẹ xem. Nói xong, Khương Vi Nhan vén áo Nana lên, nhìn sau lưng mềm mại của cô bé lại sưng một mảng to thì vô cùng đau lòng. Thúc giục Tiêu Chính Văn, mau đưa Nana đến bệnh viện kiểm tra. Tiêu Chính Văn cũng phản ứng lại, vội ôm lấy Nana từ trong lòng Khương Vi Nhan, lập tức chạy đến bệnh viện. Bên này, người nhà họ Khương sớm đã kinh sợ không thở nổi. Tiêu rồi, hoàn toàn đắc tội với Ninh Dương rồi. Đâu chỉ thế, ngay cả thiếu tá Hàn Lợi Dân cũng bị cuốn vào, nhà họ Khương phải biến mất hoàn toàn ở Tu Hà sao? Lão gia, ông phải nghĩ cách đi, lần này Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan hoàn toàn đắc tội với nhà họ Ninh rồi. Nói không chừng, còn sẽ liên lụy đến nhà họ Khương chúng ta đấy. Đối mặt với những lời lo lắng của đám người, mặt Khương Thái Sương cũng đầy khổ sở và lo sợ, nói, mau. Chuẩn bị hậu lễ, đến nhà họ Ninh nhận lỗi. Bên này, tại biệt thự nhà họ Ninh. Ninh Dương ngồi trên sofa, lúc này một tên lính thuộc hạ chạy vội vào. Quỳ một chân nói, đại úy Ninh Dương, xảy ra chuyện rồi. Người của trung đội trưởng Vương đưa đến nhà họ Khương, toàn bộ đều bị quân đồn trú Tu Hà bắt giữ rồi. Nghe vậy, Ninh Dương tức điên nhíu mày, giận dữ đứng dậy, quát hỏi, cậu nói cái gì? Quân đồn trú Tu Hà bắt người của tôi, ai làm? Hỗn xược, đúng là hỗn xược, đó là người của mình. Quân đồn trú Tu Hà dựa vào đâu mà bắt? Tên lính kia trả lời. Là một thiếu úy, theo lời của anh ta đưa về, là mệnh lệnh của thiếu tá Hàn Lợi Dân chính miệng đưa ra. Hàn Lợi Dân, được lắm, hay cho một Hàn Lợi Dân, anh ta cố ý làm cho tôi xem đây mà. Đây là cố ý muốn ra oai phủ đầu trước khi tôi chưa nhậm chức, Ninh Dương nhíu chặt mày, lửa giận nghi ngút, quát lớn, đối phương còn nói thế nào? Tên lính của trả lời, đối phương còn nói, trước khi anh chưa nhậm chức thiếu tá. Tốt nhất đừng chuốc lấy phiền phức không cần thiết ở vùng Tu Hà, Tiêu Chính Văn là bạn của Hàn Lợi Dân, muốn động vào anh ta thì ít nhất phải hỏi Hàn Lợi Dân. Dầm. Ninh Dương thẳng chân đá vỡ bàn trà, giận dữ hét, hay cho một tên Hàn Lợi Dân. Chỉ toàn là nói liều. Bạn bè cái gì, anh ta đang mượn Tiêu Chính Văn để chèn ép tôi, cảnh cáo tôi. Nhân tiện cũng để cho nhân vật nổi tiếng Tu Hà thấy được, Tu Hà này là do Hàn Lợi Dân anh ta quyết định. Hay lắm. Đợi mùng 8 tháng sau tôi nhậm chức thiếu tá, sẽ trả lại anh ta toàn bộ những sỉ nhục này. Truyền lệnh xuống, bảo người bên dưới mấy ngày này an phận chút. Cử vài người trông chừng nhà họ Khương và Tiêu Chính Văn cho tôi. Vâng, tên lính kia lập tức lui ra khỏi sảnh lớn. Ninh Dương đứng tại chỗ, con ngươi ửng đỏ, bừng bừng lửa giận. Anh, xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng phải anh nói bắt mẹ con Khương Vi Nhan đến đây sao? Lúc này Ninh Kỳ Nhi từ lầu 2 bước nhanh xuống. Ninh Dương nắm quả đấm, em gái, đợi thêm mấy ngày nữa, đợi anh nhậm chức thiếu tá, anh nhất định sẽ đích thân bắt Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan kia, để bọn chúng quỳ trước mặt em. Mà lúc này, quản gia đi vào, khom người nói, thiếu gia, tiểu thư, người nhà họ Khương mang hậu lễ đến, đang đợi ngoài cửa. Đuổi đi, Ninh Dương vung tay. Bên ngoài biệt thự nhà họ Ninh,
Cả nhà ba người Khương Thái Sương và Khương Văn Kỳ đang chờ đợi với vẻ mặt lo lắng. Bỗng nhiên, có 7, 8 tên vệ sĩ lao ra, xông thẳng đến đánh đuổi bọn họ, còn hét lớn, thiếu gia có lệnh. Đánh đuổi người nhà họ Khương bọn họ ra khỏi đây. Hả, đừng, đừng đánh, chúng tôi đến nhận tội với đại thiếu gia Ninh Dương. Khương Thái Sương đã hơn 70 rồi, chưa từng thấy cảnh tượng này, sợ hãi xoay vòng vòng tại chỗ. Khương Văn Kỳ cũng vội vàng bảo vệ lão gia, hô to, bố, chúng ta chạy mau đi, nhà họ Ninh này quyết tâm muốn nhắm vào nhà họ Khương chúng ta. Còn chưa kịp phản ứng, đám bảo vệ đã đè đám người Khương Văn Kỳ bao gồm Khương Thái Sương xuống đất, đánh đập một trận điên cuồng. May mà Khương Văn Kỳ thề chết bảo vệ Khương Thái Sương, mấy người họ vội chạy lên xe, chạy vụt đi rời khỏi nhà họ Ninh. Nhưng mặt mũi đám người Khương Thái Sương đều đầy thương tích, tức giận gào lên, vô cùng nhục nhã. Vô cùng nhục nhã, đều là chuyện tốt do con chó hoang Tiêu Chính Văn kia làm ra. Về, về ngay, bố phải đuổi cậu ta và Khương Vi Nhan ra khỏi nhà họ Khương. Chương 96, bố cháu có thể một chọi 10. Tại bệnh viện, Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan chạy hết chỗ này đến chỗ kia đưa Nana đi kiểm tra toàn diện. Cuối cùng cô bé không có vấn đề gì nghiêm trọng cả, chỉ có điều bị chấn thương phần mềm, phải nghỉ ngơi vài ngày. Ban đầu Nana không cảm thấy đau, nhưng giờ lại khóc nức nở, hoàn toàn không dám cử động. Điều này khiến Khương Vi Nhan cảm thấy đau lòng vô cùng. Vẻ mặt Tiêu Chính Văn vô cùng lạnh lùng, Ninh Dương đúng là đang tìm đường chết mà. Sau khi kiểm tra xong sức khỏe cho Nana, Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan chuẩn bị rời khỏi bệnh viện. Nhưng thật không may, bỗng có một giọng nói mang theo vẻ hơi nghi ngờ và mỉa mai vang lên từ sau lưng hai người họ. Ôi, Tiêu Chính Văn, đúng là mày này, không ngờ lại gặp mày ở đây. Tiêu Chính Văn quay đầu lại nhìn, liền thấy một người đàn ông đẹp trai mặc một cây hàng hiệu, đi về phía mình, bên cạnh hắn là một người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy, dáng người cao gầy, khuôn mặt thanh tú, cũng tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Chỉ là... gương mặt của người phụ nữ này thoạt nhìn vô cùng đơ, khiến người ta cảm thấy rất không hài hòa, cân đối. Anh là Tiêu Chính Văn cau mày, anh chỉ cảm thấy người đàn ông trước mặt có chút quen thuộc, nhưng lại không nhớ rõ. Đại thiếu gia Tiêu đúng là người hay quên, hay là chết hụt một lần, nên đến cả tao mày cũng không nhớ nữa à? Tao là Tôn Nhân, thiếu gia nhà họ Tôn, ngày xưa tao từng là tùy tùng của mày đấy, Tôn Nhân cười tươi roi rói, nụ cười đó quá giả tạo. Tựa như đang cất giấu một con dao. Đặc biệt là hàng lông mày với ánh mắt khinh thường của hắn. Thiếu gia Tôn, tên nghèo kiết xác này là ai thế? Ngày trước anh còn làm tùy tùng của anh ta nữa á? Không phải chứ, người phụ nữ bên cạnh Tôn Nhân liếc mắt nhìn, chế giễu Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan mặc đồ rẻ tiền, nhăn mũi nói một cách khinh bỉ. Nhất là khi nhìn thấy Khương Vi Nhan bên cạnh Tiêu Chính Văn. Tuy cô có gương mặt xinh đẹp quyến rũ nhưng lại ăn mặc rất bình thường, cả bộ đồ còn trả đến 500 tệ, mất mặt thật đấy. Tôn Nhân cũng hùa theo giễu cợt anh, nói, ha ha, cái này thì em không hiểu được đâu. Người trước mặt em là Tiêu Chính Văn, đại thiếu gia nhà họ Tiêu lừng danh ở Tu Hà 5 năm trước đó. Chỉ là, cũng chính 5 năm trước, nhà họ Tiêu đã bị tiêu diệt. Mọi người đều nghĩ rằng hắn đã chết, nào ngờ, hắn vẫn còn sống. Nhưng bây giờ có vẻ như hắn cũng chỉ là một con chó hoang mà thôi. Nói xong, trên mặt Tôn Nhân tràn đầy vẻ kiêu ngạo cùng đắc ý. Thoải mái thật đấy. Trước đây hắn chỉ là tùy tùng đi theo bên cạnh Tiêu Chính Văn, vô cùng hèn mọn, thấp kém. Không ngờ 5 năm trôi qua, Tôn Nhân hắn lại có thể dẫm lên Tiêu Chính Văn, sỉ nhục anh. Hóa ra là một con chó hoang, ha ha ha, rác rưởi thật, người phụ nữ nọ phụ họa theo. Cố ý coi thường rèm pha Tiêu Chính Văn để giành được sự sủng ái của Tôn Nhân. Sắc mặt Tiêu Chính Văn tối sầm lại, cuối cùng anh cũng nhận ra Tôn Nhân, hóa ra là Tôn Nhân của nhà họ Tôn, tên bụng dạ hẹp hòi đó. Trước đây khi Tôn Nhân còn làm tùy tùng của anh, hắn làm vô số việc thất đức sau lưng anh, cũng vì lý do này mà Tiêu Chính Văn không muốn kết giao với những người như vậy một chút nào. Ồ, hóa ra là thiếu gia Tôn. Xin lỗi. Tôi còn có việc cần làm nên không cần tiễn đâu. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, rồi xoay người rời đi. Nhưng Tôn Nhân sao có thể dễ dàng từ bỏ cơ hội tuyệt vời này để làm bẽ mặt Tiêu Chính Văn, hắn lập tức ngăn cản đường đi của Tiêu Chính Văn,
tay chỉ thẳng vào mặt anh, cao ngạo cười cợt, sao vậy? Đại thiếu gia nhà họ Tiêu năm xưa, nay gặp người quen cũ không chào hỏi một tiếng đã rời đi rồi. Sợ mất mặt à? Nói xong, Tôn Nhân tiến lên vỗ vai Tiêu Chính Văn, nói Tiêu Chính Văn, nhìn thấy bây giờ mày như vậy, chắc mày sống cũng vất vả lắm nhỉ? Hay là thế này đi, mày quỳ xuống trước thiếu gia tao rồi học theo con chó kêu gâu gâu, thiếu gia tao sẽ thưởng mày 10.000 tệ, thế nào? Dứt lời, Tôn Nhân lấy ra một xấp tiền trong túi sách Gucci của mình, hô trước mặt Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn nhíu mày, cười đầy lạnh lùng, nói Tôn Nhân, chẳng lẽ anh có cảm giác ưu việt khi dẫm đạp lên người nghèo, người yếu hơn kém hơn anh sao? Sau bao nhiêu năm như vậy, anh vẫn không có chút tiến bộ nào cả. Ha ha ha, đúng vậy, tao chính là như thế đấy. Tao muốn dẫm chết mày luôn. Đại thiếu gia nhà họ Tiêu năm xưa nay lại bị Tôn Nhân tao dẫm dưới chân, sỉ nhục, cảm giác này thật là kỳ diệu. Không phải trước kia mày rất kiêu ngạo sao? Không phải trước kia mày coi thường Tôn Nhân tao à? Làm sao bây giờ? Thời thế đổi thay thôi. Ánh mắt Tôn Nhân vô cùng hung hăng, hắn nhướng mày, khinh thường mắng mỏ. Nhưng Tiêu Chính Văn chỉ nhàn nhạt lắc đầu, nói Tôn Nhân, không phải là tôi xem thường anh, rất xin lỗi, là tôi thật sự khinh rẻ anh. Còn có chuyện gì khác không? Nếu chỉ muốn chế nhạo tôi dăm ba câu thì anh làm được rồi đấy. Sau đó, Tiêu Chính Văn lại quay người, dẫn Khương Vi Nhan mặt mày ngơ ngác chuẩn bị rời đi. Lúc này, cơn giận của Tôn Nhân thực sự bùng nổ. Chính vì thái độ này của Tiêu Chính Văn. Cái thái độ khinh thường, trịch thượng và dửng dưng đó khiến hắn bực hết cả mình. Tiêu Chính Văn, mày đứng lại cho tao. Tôn Nhân giống lên, hắn xông tới kéo cổ áo Tiêu Chính Văn, mắng, mày tưởng mày là ai? Mày cho rằng mày còn là đại thiếu gia nhà họ Tiêu năm xưa sao? Tao khinh, bây giờ mày chỉ là một con chó hoang, một thằng rác rưởi. Tao nói cho mày biết, Tôn Nhân tao không sợ mày. Sao nào, đến bệnh viện để khám bệnh cho đứa con hoang đó chứ gì, thế thì mày xong rồi. Nhà họ Tôn tao là thành viên hội đồng quản trị của bệnh viện này. Chỉ cần tao nói một câu, con gái mày sẽ không được phép khám bệnh ở đây, đến cả thuốc cũng không mua được. Vừa nói, Tôn Nhân vừa hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn, hắn bấm nhanh một dãy số, lạnh lùng nói, lập tức cử người đến đại sảnh cho tôi. Trong vòng chưa đầy 3 phút, đám nhân viên bảo vệ của bệnh viện đã vây quanh, kính cẩn nói với Tôn Nhân, thiếu gia Tôn, anh có việc gì muốn căn dặn không? Tôn Nhân giễu võ dương oai chỉ vào Khương Vi Nhan, hét lớn, thu hồi toàn bộ thuốc trong tay cô ta. Đồng thời, thông báo cho các khoa của bệnh viện, kẻ nào dám khám bệnh, kê đơn thuốc cho chúng nó, lập tức đuổi thẳng. Ngoài ra, thông báo cho các bệnh viện trong toàn thành phố, cho tên chúng nó vào danh sách đen. Chỉ cần nói, đây là lệnh của Tôn Nhân tôi. Dứt lời, Tôn Nhân ngạo nghễ nhìn Tiêu Chính Văn, nói Tiêu Chính Văn, bây giờ thế nào? Có phải mày cảm thấy rất tức giận, muốn đánh tao không? Đến đi, có bản lĩnh thì mày đánh tao đi. Ha ha ha, bốp. Ngay khi hắn vừa nói xong, Tiêu Chính Văn đã cuộn tay, đấm mạnh vào khuôn mặt kinh tởm của Tôn Nhân, lạnh lùng nói, là anh bảo tôi đánh đấy nhé. Tôi thực sự chưa từng nghe thấy yêu cầu kỳ quái thế này. Tôn Nhân sững sờ, ôm lấy hai má bị đấm phát đau, hắn dùng ánh mắt như sắp phun ra lửa, nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn, giống lên, mày dám đánh tao. Tiêu Chính Văn, mày xong rồi, hôm nay tao nhất định bắt mày quỳ xuống xin lỗi tao. Tao sẽ dẫm lên mặt mày trước mặt mọi người, để cho vợ mày và con gái mày nhìn bộ dạng mày quỳ xuống xin tao tha mạng. Người đâu? Xông lên cho tôi, đánh hắn tàn phế, dù sao, bệnh viện này cũng do nhà tôi mở, miễn là hắn không chết. Tiền viện phí và thuốc men thì đơn giản thôi, tôi trả. Nghe vậy, đám nhân viên bảo vệ ngay lập tức rút gậy, bao vây Tiêu Chính Văn. Khương Vi Nhan nhìn thấy cảnh này mà vô cùng sợ hãi, cô ôm lấy Nana, kéo tay Tiêu Chính Văn, vẻ mặt sốt sắng nói Tiêu Chính Văn, mình làm gì bây giờ? Tiêu Chính Văn vẫn bình tĩnh. Nói, em đừng lo, có anh ở đây. Nana lúc này được Khương Vi Nhan ôm trong lòng, cô bé hung hăng vung nắm đấm nhỏ của mình hét lớn, các chú là người xấu, bố cháu lợi hại lắm đấy, có thể một chọi 10. Tôn Nhân khịt mũi lạnh lùng, nói, đồ con hoang. Xem tao đánh bố mày đến mức không đứng dậy nổi nhé. Tất cả xông lên cho tôi.
Ngay lập tức, đám nhân viên bảo vệ vung gậy trong tay, lao về phía Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn nhíu mày, bảo vệ Khương Vi Nhan phía sau anh, chuẩn bị ra tay. Chương 97, anh có chắc là chúng tôi xong đời rồi không? Hỗn xược, cậu là ai mà dám có thái độ như vậy với ngài Tiêu? Trịnh Thiên Thái bước nhanh tới, trợn trừng mắt nhìn chằm chằm Tôn Nhân, sắc mặt tái đi. Hôm nay ông ta đến bệnh viện để khám sức khỏe, vừa vào cửa đã nhìn thấy Tiêu Chính Văn bị người nào đó chặn lại quát mắng, cơn giận như lập tức bùng nổ. Tiêu Chính Văn là ai cơ chứ? Đó là ông chủ đứng sau Lý Trường Thắng, người giàu nhất Tu Hà đó. Đó là một người mà đến bản thân ông ta cũng phải tôn kính, ngước lên nhìn. Không, thậm chí ông ta còn không dám ngước nhìn. Một người như vậy, chỉ cần một ánh nhìn cũng có thể khiến những ông lớn ở Tu Hà phải quỳ rạp xuống xin tha. Một người máu mặt như vậy, giờ phút này lại bị một tên thấp cổ bé hỏng chặn đường quát tháo, đúng là một hành động liều lĩnh. Nhìn thấy Trịnh Thiên Thái trước mặt cùng 5 tên vệ sĩ cao to phía sau, Tôn Nhân sững người, cơ thể run lên bần bật, trong lòng có chút sợ hãi. Hắn nào biết Trịnh Thiên Thái, mặc dù Trịnh Thiên Thái rất nổi tiếng ở Tu Hà, nhưng vẫn còn rất nhiều người chưa nhìn thấy mặt ông ta. Ví như Tôn Nhân, hắn mới từ nước ngoài trở về không lâu, cũng không biết người đàn ông trung niên trước mặt chính là thiên gia đứng đầu thế giới ngầm ở Tu Hà. Ông là ai? Tôn Nhân cau mày lại, lạnh giọng hỏi, không muốn gây gổ với đối phương. Đến cả tôi mà cậu cũng không biết, Trịnh Thiên Thái hừ lạnh một tiếng, gương mặt bắt đầu lộ rõ vẻ tức giận. Xem ra danh tiếng của ông ta vẫn chưa đủ vang xa. Tôn Nhân tiếp lời, ông là ai thì liên quan quái gì đến bổn thiếu gia chứ? Sao nào, ông muốn thay thằng chó hoang này cầu xin tôi tha mạng à? Nói cho ông biết, tôi chính là thiếu gia nhà họ Tôn, Tôn Nhân, bố tôi là một trong những thành viên hội đồng quản trị của bệnh viện này. Nhà họ Tôn tôi có sức ảnh hưởng lớn trong Hiệp hội Y tế Tu Hà đấy. Chỉ cần một câu của tôi, ông và cả mấy đứa kia nữa, không bao giờ khám được bệnh ở Tu Hà đâu. Vì vậy, tôi khuyên ông nên suy nghĩ kỹ đi, còn muốn ra mặt cho hắn không? Tôn Nhân không hề nói dối, nhà họ Tôn hắn mấy năm nay quả thực rất phát triển, chủ yếu là do em gái của Tôn Nhân kết hôn với một thiếu gia xuất thân từ một thế gia danh y ở ngoại tỉnh. Hiển nhiên nước lên thì thuyền cũng lên, địa vị của nhà họ Tôn ở Tu Hà trong ngành y tế cũng được nâng cao. Chính điều này đã hình thành nên tính khí không xem ai ra gì này của Tôn Nhân, khiến người khác vô cùng chán ghét. Trịnh Thiên Thái hoàn toàn tức giận. Ông ta làm đại ca Tu Hà nhiều năm như vậy, chưa bao giờ bị kẻ dưới khinh thường như vậy. Sắc mặt ông ta tối sầm xuống. Điều khiến ông ta càng tức giận và xấu hổ hơn nữa là ông ta đang đứng trước mặt Tiêu Chính Văn. Nếu việc này khiến Tiêu Chính Văn nghi ngờ thực lực của ông ta thì toi đời. Vì vậy, Trịnh Thiên Thái gầm lên, Tôn Nhân, nhà họ Tôn, được lắm. Ngay cả bố cậu Tôn Thiên Trung cũng không dám nói với tôi như thế này. Thình thịch, câu nói này khiến trái tim Tôn Nhân như run lên, ông ta thế mà quen biết bố hắn. Mẹ nhà ông chứ, lại còn chém gió. Ông đang học đòi người khác làm đại ca à? Sao nào, đừng nói là ông còn định bảo với tôi ông là đại ca thế giới ngầm ở Tu Hà đấy nhé, Tôn Nhân xem thường nói. Hừ, tôi tên là Trịnh Thiên Thái, Trịnh Thiên Thái giống lên. Vừa dứt lời, đám đông đang hóng hớt trong bệnh viện sững sờ, kinh hãi. Trịnh Thiên Thái, thiên gia Tu Hà. Lúc này, ngay cả người phụ nữ quyến rũ bên cạnh Tôn Nhân cũng run lẩy bẩy, không khỏi lui về phía sau mấy bước. Vẻ mặt Tôn Nhân khó hiểu nhìn những người xung quanh, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì, cau mày hỏi, ông là thiên gia Tu Hà. Đúng vậy, Trịnh Thiên Thái lạnh lùng nói, gân xanh ở thái dương nổi lên, cơn tức giận đã bùng nổ hoàn toàn. Điều vừa, thiên gia Tu Hà đã từng dùng bữa với bố tôi đấy, tôi gặp rồi. Ông thế mà dám mạo danh thiên gia à? Bảo vệ, bắt bọn họ lại cho tôi, Tôn Nhân hét lên. Trịnh Thiên Thái hoàn toàn tức giận. Ông ta đúng là có từng ăn tối với Tôn Thiên Trung, nhưng đó là chuyện của mấy năm trước rồi. Trong vài năm trở lại đây, Trịnh Thiên Thái vẫn luôn tập thể dục nên ngoại hình của ông ta cũng thay đổi, không có gì đáng ngạc nhiên. Được lắm, người đâu? Bắt lấy thằng nhãi không biết trời cao đất dày này cho tôi, Trịnh Thiên Thái gào lên, tức giận giơ tay gọi người. Ngay lập tức, hơn chục vệ sĩ lao về phía Tôn Nhân,
đám nhân viên bảo vệ bệnh viện muốn bảo vệ Tôn Nhân, nhưng họ lập tức bị đánh gục, ngã sóng xoài xuống đất. Tôn Nhân hoảng sợ hét lên, các anh đừng có qua đây. Tôi là thiếu gia nhà họ Tôn đấy, bố tôi là Tôn Thiên Trung. Nếu các anh dám làm gì tôi, bố tôi sẽ tuyệt đối không tha cho các anh. Bốp! Trịnh Thiên Thái bước tới, tát mạnh Tôn Nhân một cái khiến hắn ngã xuống đất, ông ta lạnh lùng nói, bây giờ lập tức gọi bố cậu tới đây. Tôi muốn xem, ông ta không tha cho tôi kiểu gì. Tôn Nhân che cái miệng đầy máu, khóc ngay tại chỗ, hắn vội vàng rút điện thoại di động ra bấm số gọi cho bố, hét lớn, bố ơi, bố mau dẫn người tới đây, con bị đánh ở bệnh viện. Đám người này dám mạo danh thiên gia. Đầu bên kia điện thoại, Tôn Thiên Trung đang bàn bạc chuyện làm ăn, lập tức sầm mặt xuống, tức giận nói, cái gì? Con bị đánh, đối phương còn giả danh thiên gia. Con trai, bố đến ngay bây giờ. Mẹ kiếp, tao phải đi xem là kẻ nào mù mắt dám đánh con trai của Tôn Thiên Trung tao, lại còn mạo danh thiên gia. Đúng là tìm đường chết. Bộp. Sau khi cúp điện thoại, Tôn Nhân tiếp tục quát Trịnh Thiên Thái, ông đợi đấy, bố tôi sẽ tới đây ngay. Ông xong rồi. Trịnh Thiên Thái chỉnh đốn lại bộ vest của mình, mặc kệ Tôn Nhân đang nằm trên mặt đất, ông ta xoay người đi về phía Tiêu Chính Văn, vừa định quỳ xuống, liền nhìn thấy Tiêu Chí Anh Văn cũng đang nhìn mình. Khoảnh khắc ấy, Trịnh Thiên Thái bỗng chú ý đến Khương Vi Nhan đang ôm Na Na trong lòng, đứng bên cạnh Tiêu Chính Văn. Ông ta lập tức hiểu rằng đây là vợ và con gái của Tiêu Chính Văn. Vì vậy, Trịnh Thiên Thái vội vàng nói, ngài Tiêu, ngài không sao chứ? Tiêu Chính Văn gật đầu nói, tôi không sao, cảm ơn. Cả người Khương Vi Nhan run lên bần bật, cô chưa từng nhìn thấy thiên gia tu hà, lúc này lại bị khí thế uy nghiêm của Trịnh Thiên Thái làm cho hoảng sợ. Cô vội vàng núp sau lưng Tiêu Chính Văn, kéo cánh tay anh, nhỏ giọng hỏi, Tiêu Chính Văn, sao anh lại quen biết thiên gia? Tiêu Chính Văn mỉm cười, bình tĩnh giải thích, là bọn anh có duyên với nhau, anh giúp ông ta giải quyết chút phiền phức. Khương Vi Nhan vẫn muốn tiếp tục hỏi, nhưng Tiêu Chính Văn đã ngắt lời cô, nói, hay là em đưa Na Na về trước đi. Anh ở lại giải quyết chuyện còn lại nhé. Khương Vi Nhan suy nghĩ một chút rồi gật đầu, nói, được rồi, nhưng anh phải cẩn thận đấy. Tiêu Chính Văn gật đầu, nhìn Khương Vi Nhan ôm Na Na trong lòng rời đi, Na Na không ngừng vẫy nắm đấm nhỏ của mình với Tiêu Chính Văn, mỉm cười lộ hàm răng sáng bóng. Cô bé hét lên, bố ơi, bố đánh chửa đám người xấu đó đi. Tiêu Chính Văn bật cười, cho đến khi bóng lưng của bọn họ biến mất, anh mới quay người lại, nụ cười dịu dàng trên mặt lập tức bị vẻ lạnh lùng thay thế. Trịnh Thiên Thái đang đứng bên cạnh Tiêu Chính Văn, đương nhiên cảm thấy sự thay đổi trong khí thế của Tiêu Chính Văn. Quá đáng sợ! Nhà họ Tôn xong đời rồi. Tôn Nhân lúc này vẫn không biết gì cả, hắn đứng dậy, nhổ máu trong miệng ra. Hắn chỉ vào Trịnh Thiên Thái và Tiêu Chính Văn, hét lớn, chúng mày cứ đợi đấy. Chúng mày chết chắc rồi. Không bao lâu sau, ở lối vào của bệnh viện, một chiếc Maybach và vài chiếc xe thương vụ Mercedes-Benz nhanh chóng dừng lại, cửa xe mở ra, Tôn Thiên Trung trong bộ vest màu xám vội vã bước vào cùng với hơn 20 vệ sĩ. Khi nhìn thấy cảnh này, Tôn Nhân vui mừng khôn xiết, khiêu khích Tiêu Chính Văn, ha ha. Bố tôi đến rồi, Tiêu Chính Văn. Mày xong rồi. Còn cả tên mạo danh thiên gia này nữa, ông cũng xong đời rồi. Tiêu Chính Văn cười lạnh lùng, nói, anh có chắc là chúng tôi xong đời rồi không? Chương 98, khiến nhà họ Tôn biến mất ở Tu Hà. Tôn Nhân lạnh lùng hừ một tiếng, không thèm che giấu sự mỉa mai châm chọc. Hừ, Tiêu Chính Văn, bây giờ mày ngông cuồng quá nhỉ? Mày lập tức quỳ xuống dập đầu xin lỗi, xin tao tha thứ đi, Tôn Nhân cười khẩy. Tiến lên đón Tôn Thiên Trung đang vội vàng chạy đến. Bố, cuối cùng bố cũng đến rồi. Bố xem, con trai bố bị người ta đánh ở bệnh viện nhà mình thành ra thế này, bố phải đòi lại công bằng cho con đấy. Cái tên Tôn Nhân này đúng là không biết xấu hổ, lớn bằng chừng này rồi mà vẫn nước mắt nước mũi tèm lem, lại nhảy không ngừng. Mọi người vây xem xung quanh, lúc này cũng nhỏ giọng xì xào, tiêu đời rồi. Tôn Thiên Trung đến rồi. Mấy người bọn họ sợ là không rời khỏi bệnh viện được ấy chứ. Phải đấy, nhà họ Tôn này nhỏ nhen lắm, nhất là tên Tôn Nhân kia, hay tác quái ở bệnh viện, còn trêu ghẹo nhiều y tá nữa. Ôi, giàu nhưng ác lắm, tức mà chẳng làm gì được. Tôn Thiên Trung nhìn thấy con trai mình,
lập tức nổi giận đùng đùng, giận dữ gầm lên, ai đánh con trai tao? Đứng ra đây tao xem nào, mẹ kiếp, hôm nay tao phải giết nó. Tôn Thiên Trung tức phát điên, không ngờ con trai lão lại bị người ta đánh ở chính bệnh viện nhà mình. Nếu đồn ra ngoài thì chẳng phải khiến mọi người ở Tu Hà cười vào mặt sao? Phải trừng trị thật nghiêm. Là tôi, Chính Thiên Thái không chút sợ hãi đứng ra, vẻ mặt lạnh lùng, hai tay chắp sau lưng. Tôn Thiên Trung đang cáu, quay đầu chỉ vào nơi vang lên giọng nói, tức giận nói, mày đánh con trai tao à? Người đâu, đưa hắn. Nhưng còn chưa nói xong, Tôn Thiên Trung đã nhìn rõ tướng mạo của người trước mặt, lập tức thót cả tim. Người này, sao lại giống thiên gia Chính Thiên Thái thế nhỉ? Sao nào, Tôn Thiên Trung, anh muốn giết tôi cơ à? Tôn Thiên Trung nhíu mày, trên người tỏa ra khí thế bá đạo, khiến Tôn Thiên Trung cảm thấy ngột ngạt không thở nổi. Ôi mẹ ơi! Là thiên gia Chính Thiên Thái thật! Thiên gia, sao lại là anh? Việc này, tôi đâu dám, đâu dám. Tôn Thiên Trung lập tức lật mặt, tỏ vẻ xun xoe, khiêm tốn. Hừ! Trịnh Thiên Thái lạnh lùng hừ một tiếng, trầm giọng nói, chẳng phải là vì cậu con trai ngoan của anh sao? Ặc! Tôn Thiên Trung thót cả tim lại, lau mồ hôi lạnh túa ra trên trán, quay đầu lại, giơ tay vả cho Tôn Nhân một cái thật mạnh, tức giận mắng, thằng mất dạy. Đến thiên gia mà mày cũng dám mạo phạm, mày chán sống rồi à? Quỳ xuống dập đầu xin lỗi thiên gia cho tao. Cái tát này khiến Tôn Nhân ngây cả người, cũng khiến mọi người xung quanh sững sờ. Đây, là thiên gia Tu Hà thật sao? Tôn Nhân ôm gò má rát bỏng, vẻ mặt tức tối và uất ức, kêu lên, bố. Bố làm cái gì vậy? Con trai bố bị người ta đánh, sao bố lại bắt con xin lỗi? Tôn Nhân vẫn chưa nghe rõ hai chữ thiên gia trong miệng Tôn Thiên Trung, hắn đang nổi giận đùng đùng, nên không nhìn rõ, cũng không nghe rõ. Láo toét, quỳ xuống, thằng mất dạy này, đúng là khiến tao tức chết mà. Mày chọc đến thiên gia Tu Hà rồi đấy. Thiên gia đánh mày là dạy dỗ mày thay tao. Tôn Thiên Trung tức phát điên, giận dữ gầm lên, giơ chân đá cho Tôn Nhân ngã lăn ra đất. Lần này thì Tôn Nhân cũng đã có phản ứng, hắn nhìn về phía Trịnh Thiên Thái, hỏi ông là thiên gia Tu Hà thật sao? Hừ, đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Trịnh Thiên Thái lạnh lùng hừ một tiếng. Câu nói này khiến Tôn Nhân run lẩy bẩy, trong lòng vừa sợ vừa hận. Nhưng cũng chỉ đành cúi đầu xin lỗi thiên gia, tôi có mắt không tròng, đã mạo phạm đến ngài. Tôn Thiên Trung cũng nói theo, thiên gia, thật là ngại quá, thằng con tôi có mắt không tròng, mạo phạm đến anh, để hôm khác tôi sẽ dẫn nó đến tận nơi xin lỗi. Trịnh Thiên Thái không nói gì, xoay người nhìn Tiêu Chính Văn, cúi người một góc 90 độ đầy cung kính, nói, ngài Tiêu thấy sao ạ? Cảnh tượng này lập tức khiến Tôn Thiên Trung, Tôn Nhân và đám người vây xem như bị sét đánh. Tất cả đều há hốc miệng. Việc này, thiên gia Tu Hà mà phải hạ mình trước một cậu thanh niên vô danh sao? Đúng là không thể tin được, thật là khiếp sợ. Tiêu Chính Văn đứng ra, ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Tôn Nhân đang quỳ dưới đất ngây ra nhìn anh, nói, Tôn Nhân, chẳng phải trước đó anh muốn thông báo với tất cả các bệnh viện trong thành phố, cho tôi vào danh sách đen sao? Bây giờ, tôi sẽ thông báo với các bệnh viện và đơn vị trên toàn thành phố, chấm dứt hợp tác với nhà họ Tôn. Tôn Nhân nghe thấy vậy, lập tức nổi điên, đứng bật dậy, chỉ vào Tiêu Chính Văn, tức giận gầm lên, Tiêu Chính Văn. Mày là cái thá gì chứ? Muốn các đơn vị y tế trên toàn thành phố chấm dứt hợp tác với nhà họ Tôn tao á? Mày đừng nằm mơ nữa. Tôn Nhân tức giận, mặt đỏ bừng bừng, cũng chẳng nghĩ được nhiều về mối quan hệ giữa Tiêu Chính Văn và Chính Thiên Thái. Một con chó hoang của nhà họ Tiêu đã biến mất 5 năm thì có bản lĩnh gì to tát chứ? Chắc chắn là có hiểu lầm gì thôi. Trịnh Thiên Thái quay đầu, lạnh lùng hừ một tiếng, quát lên, ngài Tiêu đã nói vậy thì nhà họ Tôn cứ chuẩn bị phá sản đi. Tôn Thiên Trung sững sờ, mày nhíu chặt lại, vẫn đang suy nghĩ thân phận của Tiêu Chính Văn, lão cười nịnh nọt nói với Trịnh Thiên Thái, thiên gia, cậu ấy là ai mà anh lại có vẻ tôn sùng cậu ấy thế? Hừ. Tôn Thiên Trung, anh không có tư cách được biết thân phận của ngài Tiêu, Chính Thiên Thái lạnh lùng đáp. Lần này thì sắc mặt Tôn Thiên Trung có vẻ rất khó coi, nhíu mày, cười gượng nói, thiên gia, tôi kính trọng anh là thiên gia của Tu Hà, nhưng anh cũng không thể kéo bừa một người ra để diễn kịch,
sau đó muốn nuốt trọn sản nghiệp nhà họ Tôn chứ. Làm vậy liệu có vượt quy củ quá không? Cũng hơi coi thường tôi với nhà họ Tôn đấy. Phì. Trịnh Thiên Thái lạnh lùng nói, nhà họ Tôn. Đúng là tôi coi thường thật đấy. Nhà họ Tôn anh là cái thá gì chứ? Nếu ngài Tiêu đã muốn nhà họ Tôn phá sản thì sẽ khiến nhà họ Tôn phải phá sản. Tôn Thiên Trung nghe thấy vậy, sắc mặt vô cùng tồi tệ, lão nổi giận nói, Trịnh Thiên Thái, anh đừng có mà được voi đòi tiên. Trịnh Thiên Thái cười khẩy, đang định lên tiếng thì Tiêu Chính Văn đã đứng ra, nhìn Tôn Thiên Trung với ánh mắt lạnh tanh, nói, nhà họ Tôn ông quyết được sao? Hừ, đương nhiên rồi, Tôn Thiên Trung lạnh lùng hừ một tiếng, vô cùng coi thường Tiêu Chính Văn, nghĩ chắc là Trịnh Thiên Thái tìm một diễn viên đến để diễn thôi. Tiêu Chính Văn gật đầu. Lập tức lấy điện thoại ra, gọi cho Lý Trường Thắng, lạnh lùng nói, trong vòng 10 phút, bảo tất cả các đơn vị y tế ở Tu Hà chấm dứt việc hợp tác với nhà họ Tôn. Ngoài ra, thu mua toàn bộ doanh nghiệp nhà họ Tôn. Bằng mọi giá. Vâng, thuộc hạ đi làm ngay đây, ở đầu bên kia, Lý Trường Thắng trả lời vô cùng cung kính. Chà, tất cả đều yên lặng. Ha ha ha, bỗng Tôn Thiên Trung bật cười, vẻ mặt châm chọc nói. Này chàng trai, cậu nói cái gì cơ? Trong vòng 10 phút bắt các đơn vị y tế trên toàn thành phố chấm dứt việc hợp tác với nhà họ Tôn của tôi. Còn đòi thu mua sản nghiệp của nhà họ Tôn. Chết cười mất thôi, cậu đúng là không biết tự lượng sức mình mà. Chương 99, Hiệp hội Y tế. Tôn Nhân cũng hùa theo cười lạnh lùng, tỏ vẻ khinh bỉ nói, Tiêu Chính Văn, không ngờ bây giờ mày lại trở nên không biết xấu hổ như vậy. Muốn ra vẻ cũng không cần phải thế chứ. Mày có biết địa vị nhà tao trong giới y tế Tu Hà không? Nhà tao không chỉ nắm chức chủ tịch của bệnh viện nằm trong top 3 Tu Hà, mà còn là một trong những đơn vị hội đồng của Hiệp hội Y tế Tu Hà. Mày tưởng một câu nói của mày là có thể khiến một cao ốc như nhà họ Tôn tao sụp đổ trong 10 phút chắc? Nực cười, đúng là nực cười. Tôn Thiên Trung cũng cười khẩy, cảm thấy Trịnh Thiên Thái gọi tên này đến diễn kịch đúng là mất mặt quá. Nhưng Trịnh Thiên Thái đứng bên cạnh Tiêu Chính Văn lại tỏ vẻ lãnh đạm, nhìn hai bố con Tôn Thiên Trung và Tôn Nhân với ánh mắt thương xót. Tiêu Chính Văn cười nhạt, cũng không sốt ruột, nói cứ chờ rồi biết. Được, tao cho mày 10 phút, tao muốn xem, Tiêu Chính Văn mày diễn tiếp kiểu gì, Tôn Nhân nở nụ cười khinh bỉ. Tôn Thiên Trung cũng đã biết thân phận của Tiêu Chính Văn thông qua Tôn Nhân, hóa ra là con chó hoang của nhà họ Tiêu, thế thì lại càng không cần phải lo lắng. Thấy sắp hết 10 phút, Tôn Nhân càng tỏ vẻ châm chọc, mỉa mai nói, Tiêu Chính Văn, đã hết 7 phút rồi, sao nhà họ Tôn tao vẫn chưa nhận được thông báo chấm dứt hợp đồng của bất cứ đơn vị nào thế? Tiêu Chính Văn vẫn tỏ vẻ bình tĩnh. Đúng lúc này, một người đàn ông mặc vest vội vàng lao vào cửa, hắn vừa lăn vừa bò đến bên cạnh Tôn Thiên Trung, vẻ mặt sốt ruột lo lắng, kêu lên, Chủ tịch Tôn, xảy ra chuyện rồi. 17 đơn vị y tế hợp tác với nhà họ Tôn chúng ta gửi thông báo chấm dứt hợp đồng đến cùng một lúc. Ngoài ra, chức chủ tịch của 5 bệnh viện top 3 của chúng ta cũng đã bị bãi miễn. Đồng thời, một nguồn vốn lớn được rót vào tập đoàn Tôn Thị, cứ thế thu mua luôn tập đoàn rồi ạ. Tất cả đều chết lặng, ai nấy mắt chữ A mồm chữ O. Tôn Thiên Trung tỏ vẻ hoảng hốt, giận dữ nói, cậu nói cái gì? Cậu nói lại lần nữa xem nào, bọn họ chấm dứt hợp đồng với nhà họ Tôn ta thật sao? Tập đoàn cũng bị thu mua rồi sao? Nhà họ Tôn ta, bị ép phá sản rồi sao? Vâng ạ, Chủ tịch Tôn, tập đoàn Tôn Thị phá sản rồi ạ, cậu trợ lý kia run sợ kêu lên. Tôn Thiên Trung bỗng thấy trước mắt tối sầm lại, chỉ cảm thấy tim cứ đập thình thịch. Sao có thể thế được? Tập đoàn Tôn Thị cứ thế không còn sao? Không thể nào. Tuyệt đối không thể thế được. Tôn Thiên Trung lập tức lấy điện thoại ra, gọi cho ông chủ của mấy đơn vị đối tác, alo, ông Vương à, là tôi, Tôn Thiên Trung đây, sao bệnh viện các ông lại đột ngột chấm dứt hợp đồng với chúng tôi như vậy? Chẳng phải trước đó đã nói là, Tôn Thiên Trung, sau này ông đừng gọi điện thoại cho tôi nữa, nhà họ Tôn các ông gây họa thì tự mà giải quyết đi, đầu bên kia vang lên giọng nói lạnh lùng. Tôn Thiên Trung phát hoảng. Gọi liên tiếp cho mấy người nữa, người thì không gọi được, người thì lập tức tỏ thái độ không có bất cứ liên quan gì đến nhà họ Tôn. Phịch, Tôn Thiên Trung lập tức cảm thấy cả người mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất, lão ngẩng đầu lên,
nhìn Tiêu Chính Văn với ánh mắt sợ hãi, run rẩy hỏi, là cậu, tất cả là cậu làm sao? Tiêu Chính Văn cười thản nhiên, đáp, 7 phút, Tôn Thiên Trung, ông cảm thấy thế nào? Tôn Thiên Trung cắn chặt răng, trong lòng bỗng cảm thấy không còn chút sức lực nào. 7 phút đã khiến nhà họ Tôn hùng hậu cứ thế sụp đổ. Tiêu Chính Văn này đâu phải con chó hoang, rõ ràng là một nhân vật có máu mặt không thể động đến được. Thủ đoạn và thế lực như vậy, e là người giàu nhất Tu Hà cũng không làm được ấy chứ. Tôn Nhân lúc này đã hoảng sợ, nhìn bố mình ngã quỵ dưới đất, hắn cũng quỳ phịch xuống, kêu lên, bố, bố, chúng ta làm sao bây giờ? Nhà chúng ta phá sản thật rồi sao? Thế chẳng phải số xe sang và biệt thự kia của con cũng không còn nữa sao? Bốp! Tôn Thiên Trung tức giận vả cho Tôn Nhân một bạt tai, gầm lên, thằng mất dạy. Tất cả là tại mày, tại mày. Tôn Nhân hoảng lên, khóc lóc ỉ ôi, kéo áo Tôn Thiên Trung, kêu lên, bố. Không đâu, không đâu, chúng ta là đơn vị hội đồng của Hiệp hội Y tế cơ mà, mau lên, điều động thế lực của chúng ta ở Hiệp hội Y tế, bảo hội trưởng Tiền ra mặt. Ông ấy chắc chắn sẽ giúp chúng ta. Đúng đúng đúng, hội trưởng Tiền, Tôn Thiên Trung dường như nắm được cọng rơm cứu mạng, lập tức đứng dậy, nở nụ cười nham hiểm khi thoát được kiếp nạn, nói với Tiêu Chính Văn, nhà họ Tôn sẽ không sụp đổ. Nhà họ Tôn còn có người ở Hiệp hội Y tế. Dứt lời, Tôn Thiên Trung vội vàng gọi điện cho hội trưởng Tiền của Hiệp hội Y tế Tu Hà, điện thoại vừa thông, lão đã vội vàng khóc lóc tố cáo, hội trưởng Tiền. Là em, Tiểu Tôn đây. Hội trưởng, lần này anh phải giúp em đấy, nhà họ Tôn gặp hạn rồi. Có thằng nhãi không biết trời cao đất dày, không biết đã dùng thủ đoạn gì khiến nhà họ Tôn em phá sản rồi, bây giờ chỉ có hội trưởng mới có thể cứu được nhà họ Tôn thôi. Ở đầu bên kia, một người đàn ông trung niên béo tốt lúc này đang ngồi trong phòng làm việc xa hoa của hội trưởng Hiệp hội Y tế, mặt đầy mỡ, ánh mắt tức giận, trầm giọng nói, cậu nói sao? Khiến nhà họ Tôn của cậu phá sản ư? Loạn rồi, loạn rồi. Thế chẳng phải là đối đầu với Hiệp hội Y tế của tôi sao? Tiểu Tôn à, bây giờ tôi sẽ lập tức tới đó, cậu đừng lo, tôi sẽ giải quyết giúp cậu. Tiền Đăng Hải cúp máy, tức tốc bảo trợ lý lái xe đưa ông ta tới bệnh viện. Ở bên này, Tôn Thiên Trung tỏ vẻ khiêm tốn cúp máy, cuối cùng lão cũng thở phào nhẹ nhõm, quay lại nói với Tiêu Chính Văn, thằng nhãi nhà họ Tiêu kia. Mày chết chắc rồi. Đắc tội nhà họ Tôn tao chính là đắc tội với Hiệp hội Y tế Tu Hà đấy. Lần này thì không ai cứu được mày đâu. Tiêu Chính Văn nhíu mày, anh biết ngay nhà họ Tôn sẽ không chịu cúi đầu nhận sai một cách dễ dàng mà. Đành chịu vậy, anh lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho một người, sau đó tỏ vẻ ung dung đứng đó. Sắc mặt Trịnh Thiên Thái rất khó coi, ông ta nhíu mày, nghĩ một lúc, rồi ghé lại nói với Tiêu Chính Văn, ngài Tiêu. Hội trưởng Tiền của Hiệp hội Y tế này không đơn giản đâu. Tiêu Chính Văn tỏ vẻ hứng thú hỏi, không đơn giản là sao? Trịnh Thiên Thái vội vàng đáp, ngài Tiêu, hội trưởng Tiền này đến từ tỉnh khác, phía sau có một đại gia tộc ở tỉnh đó là nhà họ Đào chống lưng. Đại tiểu thư của nhà họ Tôn được gả vào nhà họ Đào làm thiếu phu nhân, nhà họ Tôn cũng mượn tầm ảnh hưởng của gia tộc này, phát triển một cách thuận lợi ở Tu Hà. Nhà họ Đào, Tiêu Chính Văn nhíu mày. Hỏi cơ to lắm sao? To chứ, to lắm ạ, nhà họ Đào này là gia tộc quyền thế hàng đầu ở Sở Châu, tỉnh Tây Xuyên. Nắm trong tay quá nửa tài nguyên và sản nghiệp y tế của Sở Châu. Bởi vì gia chủ Đào nghĩa nhân của nhà họ Đào này là đệ tử của thần y Tôn Tư Niên của Hoa Quốc, y thuật cao siêu, là khách quý của rất nhiều quan chức cấp cao, cũng là bác sĩ riêng của mấy người chủ chốt đứng đầu thành phố. Vậy nên nhà họ Đào này mới có địa vị cao như vậy, lúc Trịnh Thiên Thái nói, chán ông ta cũng rịn mồ hôi lạnh. Tuy ông ta biết Tiêu Chính Văn cũng có thực lực rất mạnh, nhưng rốt cuộc mạnh đến đâu thì ông ta không hề biết. Nếu xảy ra hiểu lầm với nhà họ Đào thì mất còn nhiều hơn được. Tiêu Chính Văn nghe thấy vậy, gật đầu, nở nụ cười nhạt, nói, nhà họ Đào, đệ tử của Tôn Tư Niên, đúng là khéo thật. Đúng lúc này. Lại có một chiếc Bentley màu trắng lái tới cổng bệnh viện. Một người đàn ông trung niên vóc dáng béo tốt nhanh chóng bước xuống xe, tỏ vẻ lạnh lùng, dẫn theo bốn trợ lý bước vào, tức giận gầm lên, Tiểu Tôn. Là kẻ nào dám đối đầu với Hiệp hội Y tế vậy? Chương 100, Bãi Miễn. Tiền Đăng Hải lạch bạch bước vào, mang theo khí thế của kẻ đã làm quan to nhiều năm, khiến các y tá,
bác sĩ và cả bệnh nhân trong bệnh viện đều phải sợ hãi tránh né. Khí thế đáng sợ quá. Tôn Thiên Trung thấy Tiền Đăng Hải đến thì tiến lên đón với vẻ mặt kích động, kêu lên, hội trưởng Tiền, cuối cùng anh cũng đến rồi. Anh phải cứu bọn em, cứu nhà họ Tôn đấy. Tiền Đăng Hải nhìn Tôn Thiên Trung một cái, gật đầu đồng ý luôn, nói tiểu Tôn à, cậu cứ yên tâm. Cậu là người của Hiệp hội Y tế của tôi, cho dù cậu phạm lỗi, thì cũng phải do Hiệp hội Y tế kỷ luật cậu, đâu đến lượt người ngoài khua chân múa tay, vượt quá bổn phận. Tiền Đăng Hải nói xong, quay đầu nhìn về phía Trịnh Thiên Thái và Tiêu Chính Văn, theo lẽ đương nhiên phớt lờ Tiêu Chính Văn, bởi vì anh quả thực quá bình thường. Sắc mặt ông ta lạnh lùng, nhìn chằm chằm Trịnh Thiên Thái, nói Trịnh Thiên Thái, là anh ra tay với nhà họ Tôn đúng không? Tuy anh là thiên gia tu hà, nhưng Hiệp hội Y tế của tôi cũng không phải để anh có thể tùy ý dẫm đạp. Tôn Thiên Trung là quản lý của Hiệp hội Y tế, nhà họ Tôn còn là đơn vị hội đồng nữa. Anh muốn ra tay với cậu ta thì ít nhất cũng phải hỏi tôi chứ. Tiền Đăng Hải nói xong, sắc mặt cực kỳ khó coi. Người tu hà đều sợ Trịnh Thiên Thái, nhưng Tiền Đăng Hải thì không. Thứ nhất, Tiền Đăng Hải và Trịnh Thiên Thái không có xung đột lợi ích trực tiếp. Thứ hai, Tiền Đăng Hải là hội trưởng của Hiệp hội Y tế, Trịnh Thiên Thái không dám làm gì ông ta cả. Sắc mặt Trịnh Thiên Thái khó coi, liếc mắt nhìn Tiêu Chính Văn, thấy Tiêu Chính Văn không có ý định mở miệng. Ông ta biết ngài Tiêu đang muốn xem mình sẽ xử lý chuyện này thế nào. Sắc mặt Trịnh Thiên Thái tối sầm lại, bước lên, lạnh lùng nói, hội trưởng Tiền. Tôi khuyên anh tốt nhất đừng nhúng tay vào chuyện này, nếu không, cái chức hội trưởng của anh có lẽ không giữ được đâu. Bá đạo, cứng rắn. Tiền Đăng Hải nghe thấy vậy thì nhíu mày, sắc mặt u ám, cười khẩy, nói, Trịnh Thiên Thái, anh nhất quyết muốn đối đầu với Hiệp hội Y tế của tôi chứ gì. Anh đừng quên, anh cũng chỉ đi lên từ một tên côn đồ, tay chân cũng không sạch sẽ gì. Nếu đắc tội tôi có thể khiến anh ngã khỏi vị trí hiện giờ đấy. Câu nói này khiến Trịnh Thiên Thái thót cả tim. Tiền Đăng Hải quả đúng có thực lực này. Tôn Thiên Trung và Tôn Nhân nhìn thấy Trịnh Thiên Thái biến sắc mặt, lập tức cười khẩy, nói, Thiên gia, tôi khuyên anh tự lượng sức mình, đừng vì con chó hoang của nhà họ Tiêu mà hại chính mình. Tôn Nhân cũng cười đầy mỉa mai. Nói Tiêu Chính Văn, chẳng phải vừa rồi mày vênh váo lắm sao, khiến nhà họ Tôn của tao phá sản trong 10 phút cơ mà. Bây giờ thì sao, hội trưởng Tiền đang ở đây này, mày vênh váo tiếp xem nào. Tiền Đăng Hải nghe thế mới rời mắt sang nhìn Tiêu Chính Văn, khó hiểu nói, Tôn Thiên Trung, nhà họ Tôn phá sản là do thằng nhãi này sao? Đây là ai vậy? Tiền Đăng Hải không quen biết Tiêu Chính Văn, dù gì ông ta cũng từ tỉnh khác đến. Tôn Nhân vội vàng xun xoe trả lời, hội trưởng Tiền, hắn chính là con chó hoang của nhà họ Tiêu, cũng không biết quen được mấy người ở đâu mà huy động được chút quan hệ. Nhà họ Tiêu, ha ha, hóa ra là thế, chính là nhà họ Tiêu đã sụp đổ vào 5 năm trước hả, Tiền Đăng Hải cũng có nghe nói về chuyện của nhà họ Tiêu, vậy nên lúc này cũng chẳng thèm quan tâm đến Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn thở dài, đứng ra, lạnh lùng nói, hội trưởng Tiền đúng không? Tiền Đăng Hải ưỡn bụng, đôi mắt cao ngạo híp lại, hỏi, nhãi con, cậu muốn nói gì? Tiêu Chính Văn dửng dưng nhìn đồng hồ, nói, ông còn 3 phút để làm hội trưởng của Hiệp hội Y tế Tu Hà. Ha ha ha, Tôn Nhân cười lớn, nói Tiêu Chính Văn, mày điên rồi chắc. Ý mày là sau 3 phút nữa, mày có thể bãi miễn chức vụ của hội trưởng Tiền sao? Nực cười, hội trưởng Tiền được cấp trên trực tiếp điều đến đây đấy. Trừ khi chủ tịch thành phố Tu Hà đích thân đến bãi miễn chức vụ của ông ấy. Đột nhiên, đúng lúc này, một giọng nói vang lên phía sau mọi người. Đúng rồi đấy, bây giờ tôi sẽ bãi miễn chức vụ hội trưởng của Tiền Đăng Hải. Giọng nói lạnh lùng, mang theo cảm giác chèn ép không thể chống lại. Tiền Đăng Hải lập tức nổi giận, quay lại gầm lên giận dữ, ai nói đấy. Đúng là hoang đường. Nhưng khi quay lại, nhìn thấy người đàn ông trung niên bước từ cửa trước vào, cả người ông ta ngây ra tại chỗ, mặt xanh như tàu lá. Tất cả mọi người cũng nhìn theo tiếng nói, khi nhìn thấy người đàn ông bước vào, ai nấy đều sững sờ. Tô Khởi Minh mặc vest đen, vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm túc, khí thế trên người hơn xa Tiền Đăng Hải, khiến người ta nhìn một cái đã phải rùng mình. Đây mới là khí thế của người làm quan to đã lâu.
khiến người ta cảm thấy nể sợ và kính trọng từ tận đáy lòng. Chủ tịch Tô, sao anh lại đến đây? Tiền Đăng Hải lập tức tiến lên đón, nở nụ cười nịnh hót. Nhưng Tô Khởi Minh lại phớt lờ Tiền Đăng Hải, lạnh lùng hừ một tiếng, đồng thời trợn mắt lườm bố con nhà họ Tôn, sau đó ông ta bước nhanh tới trước mặt Tiêu Chính Văn, hơi cúi người, nói, anh Tiêu, tôi đến chậm trễ, anh không sao chứ? Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người có mặt há hốc miệng. Chuyện gì thế này? Chủ tịch thành phố Tu Hà mà phải đối xử với tên Tiêu Chính Văn này cung kính như thế sao? Đúng là chuyện nghìn lẻ một đêm mà. Sắc mặt Tiền Đăng Hải lập tức trở nên u ám, thót cả tim lại, dự cảm không lành ập đến. Tôn Thiên Trung và Tôn Nhân thì lại càng thảm hơn, lúc này đã túa mồ hôi lạnh, run như cầy sấy, nhìn Tô Khởi Minh và Tiêu Chính Văn với vẻ mặt không dám tin. Đáng sợ! Kinh khủng! Rốt cuộc tên Tiêu Chính Văn này có thân phận gì? Sao có thể khiến chủ tịch thành phố Tu Hà cúi đầu khom lưng với hắn như vậy? Đúng là tin giật gân mà! Đây có còn là con chó hoang của nhà họ Tiêu trong lời đồn không vậy? Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, sau đó thản nhiên lên tiếng, Tô Khởi Minh, hội trưởng Tiền này lấy việc công để mưu lợi riêng, lạm dụng chức quyền, ông nghĩ nên xử lý thế nào? Lập tức Tô Khởi Minh sa sầm mặt mày, chỉ vào Tiền Đăng Hải, giận dữ quát, Tiền Đăng Hải. Bắt đầu từ bây giờ, anh sẽ bị cách chức hội trưởng Hiệp hội Y tế. Ngoài ra, sẽ có người của bên công an kiểm sát đến đưa anh về điều tra. Hy vọng anh phối hợp điều tra, đừng phản kháng vô ích. Chà! Câu nói này của Tô Khởi Minh rõ ràng đã tuyên án tử hình cho Tiền Đăng Hải. Tiền Đăng Hải đã ngầm làm những việc gì, bản thân ông ta biết rõ, việc nào cũng đủ để ngồi tù mười mấy năm. Tô Khởi Minh vừa dứt lời đã có tiếng còi xe cảnh sát vang lên ở ngoài cửa, mười mấy người của bên công an kiểm sát nhanh chóng bước vào, giơ thẻ với Tiền Đăng Hải và hai bố con Tôn Thiên Trung, lạnh lùng nói, chúng tôi là đơn vị hợp tác của công an kiểm sát Tu Hà, các anh đã bị bắt. Dẫn đi. Một tiếng phịch vang lên. Tiền Đăng Hải và hai bố con Tôn Thiên Trung lập tức sợ đến mức ngã quỵ xuống đất, toàn thân run rẩy. Thịt mỡ trên mặt Tiền Đăng Hải cũng rung lên, ông ta cố kêu la van xin Tô Khởi Minh, chủ tịch Tô, anh không thể làm như vậy được. Anh tha cho tôi lần này đi, tôi xin đội ơn anh. Tôn Thiên Trung và Tôn Nhân cũng quỳ dưới đất, không ngừng dập đầu xin tha. Tô Khởi Minh lạnh lùng nói, hừ, Tiền Đăng Hải, anh xin nhầm người rồi. Tiền Đăng Hải lập tức hiểu ra, quay sang phía Tiêu Chính Văn dập đầu bồm bộp xin tha, cậu Tiêu, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, là tôi có mắt không tròng, không thấy Thái Sơn, mạo phạm đến cậu. Xin cậu tha mạng cho tôi với, chỉ cần cậu tha cho tôi lần này, sau này Tiền Đăng Hải tôi sẽ nghe theo cậu hết. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, Tiền Đăng Hải, ông chết cũng không đáng tiếc. Dẫn đi. Lập tức có mấy nhân viên chấp pháp xông lên còng đám người Tiền Đăng Hải lại. Tiền Đăng Hải thấy cầu xin cũng không ích gì, bỗng dưng nổi điên, ông ta đứng dậy, vẻ mặt hung ác, giận dữ gầm lên, Tiêu Chính Văn. Tô Khởi Minh, các người đừng được voi đòi tiên, tôi là người của nhà họ Đào ở Sở Châu tỉnh Tây Xuyên đấy. Tôi được điều thẳng đến đây đấy, gia chủ nhà họ Đào chính là đệ tử của thần y Hoa Quốc Tôn Tư Niên đấy. Các người đối xử với tôi như vậy, không sợ đắc tội với nhà họ Đào, đắc tội với thần y Tôn sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 5.